Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 91. Dương Diệp quét mọi người liếc nói. Mọi người chúng ta cùng một chỗ giết nhiều đệ tử Huyền Thiên Tông như vậy, Huyền Thiên Tông nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta, ta nghĩ, đối với điểm ấy, mọi người có lẽ đều rất rõ ràng. Mở ngoặc đơn. Ngươi không phải rất lợi hại sao? Lúc này, nữ tử váy lam bị Dạ Lưu Vân khống chế đột nhiên nhe răng cười nói. Như thế nào, hiện tại sợ? Dương Diệp nhìn về phía nữ tử váy lam nói. Ta biết rõ, người ở Huyền Thiên Tông địa vị khẳng định không thấp, nhưng người bây giờ tốt nhất ít xuất hiện một chút cho ta, ta là người tính tình không tốt, một khi xúc động, khả năng đầu người sẽ dọn nhà. Cho nên, vì đầu của mình, thật sự, ít xuất hiện một chút. Nữ tử váy lam nhìn Dương Diệp, trong mắt tràn đầy oán độc, nhưng lại không dám nhiều lời. Dương Diệp nhìn về phía mọi người nói. Chư vị nếu như không có tính toán mà nói, ta ngược lại có một ý định, không biết chư vị có nguyện ý nghe hay không. Các hạ mời nói. Lúc này, Tuyết Sư Dòng binh đoàn Mạc Lão trầm giọng nói. Mọi người cũng nhẹ gật đầu, nhìn về phía Dương Diệp. Mặc dù Dương Diệp chỉ là một thánh giả, nhưng ở đây không có bất kỳ người nào dám khinh thị hắn. Bán đế giết bán đế, không đáng sợ, đáng sợ chính là thánh giả giết bán đế, vậy thì có chút khủng bố rồi. Tất cả mọi người không ngốc, người có thể dùng tu vi thánh giả đánh chết bán đế, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy, sẽ là người bình thường sao? Sau lưng nếu không có thế lực hoặc hậu trường, đánh chết bọn hắn cũng không tin. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nói. Huyền Thiên Tông sẽ không bỏ qua chúng ta, điểm ấy, có thể xác định, ta nghĩ chư vị cũng sẽ không ôm lấy tâm lý may mắn. Chúng ta bất cứ người nào, kể cả dòng binh đoàn, đều khó có khả năng chống lại Huyền Thiên Tông. Cho nên nếu như chúng ta còn sống, nhất định phải đoàn kết, các ngươi cảm thấy thế nào? Nghe Dương Diệp nói, rất nhiều người sắc mặt có chút mất tự nhiên. Đều là lão quái vật ít nhất sống mấy trăm năm trở lên, như thế nào không rõ ý tứ của Dương Diệp. Lúc này, Dương Diệp lại nói. Tất cả mọi người là người thông minh, ta cũng không quanh co lòng vòng. Ta tổ kiến một cái kiếm minh dòng binh đoàn, ta hy vọng mọi người gia nhập. Không gia nhập cũng không sao. Tình cảm mọi người vừa rồi chung hoạn nạn y nguyên còn đó. Nghe được Dương Diệp nói, Viên Phong cùng thành viên kiếm minh lập tức đi tới sau lưng Dương Diệp. Mọi người trầm mặc. Lúc này, Dạ Lưu Vân đột nhiên nói. Gia nhập kiếm minh có chỗ tốt gì? Tại sao phải gia nhập kiếm minh? Dương Diệp cười cười, sau đó tay phải vỗ vỗ trước ngực mình, lập tức, tiểu bạch long chui ra, lập tức, linh khí trong sân nồng đậm lên. Linh mạch. Nhìn thấy một màn này. Mọi người biến sắc, không thể tưởng tượng nổi nhìn Dương Diệp. Hiển nhiên, mọi người không ngờ Dương Diệp có được linh mạch. Đám người Viên Phong cũng như thế, bất quá đối với bọn hắn mà nói, cái này tự nhiên là một chuyện tốt. Dương Diệp nói, đây không phải linh mạch tuyệt phẩm kia, mà là một linh mạch tiên phẩm. Có linh mạch này, ta tin tưởng, về sau mọi người tu luyện sẽ nhanh hơn rất nhiều, cái này là chỗ tốt. Về phần tại sao muốn gia nhập kiếm minh ta lúc trước đã nói. Chúng ta cần liên hợp lại mới có thể đối kháng Huyền Thiên Tông. Chúng ta liên thủ cũng không cách nào chống lại Huyền Thiên Tông. Mạc Lão trầm giọng nói. Bọn hắn có đế giả, một vị đế giả, cũng đủ để quét ngang tất cả mọi người chúng ta rồi. Mọi người nhẹ gật đầu, đế giả, đó là cường giả để cho người tuyệt vọng a hát. Đế giả, ta đối phó. Lúc này, Dương Diệp bỗng nhiên nói. Mọi người sững sờ, cho là mình nghe lầm. Dạ Lưu Vân nhìn thoáng qua Dương Diệp nói. Ngươi nói lại một lần được không? Dương Diệp nói. Ta nói, đế giả, để ta đối phó. Mọi người. Lúc này, Nam Sương nói khẽ. Bọn hắn chí ít có ba tên đế giả, ngươi có thể đánh thắng được ba cái sao? Mọi người nhìn Dương Diệp, chờ đợi đáp án. Ba cái. Dương Diệp có chút khó khăn, nhưng lúc này nói chơi không lại, có chút mất mặt. Tất cả mọi người đang nhìn A Hát. Do dự một cái chớp mắt, Dương Diệp phung tay lên, hào khí nói. Ba tên đế giả mà thôi, một bữa ăn sáng. Đúng lúc này, một cỗ uy áp kinh khủng đột nhiên từ phía chân trời đè xuống. Khi cỗ uy áp này xuất hiện, rất nhiều huyền giả thực lực thấp trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Đế giả uy áp. Rất nhanh, một lão giả ma bào áo bào sợi gai xuất hiện ở phía chân trời. Lão giả bao quát lấy mọi người. Uy áp vô tận từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Đế giả.
là đế giả của Huyền Thiên Tông. Sắc mặt của mọi người đều trắng bệch, bất quá rất nhanh, bọn hắn nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp. Mọi người tự nhiên sẽ không tin tưởng Dương Diệp một người có thể đánh ba tên đế giả, đừng nói ba tên, một tên bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Thánh giả đối kháng bán đế, cái này đã có thể nói nghịch thiên. Về phần thánh giả đối kháng đế giả, trong lịch sử không phải không xuất hiện qua, nhưng cái kia đều là ít nhất mấy ngàn năm mới ra một cái. Đương nhiên, đây là chỉ Minh Ngục Đại Lục hiện tại. Minh Ngục Đại Lục vài vạn năm trước, thiên tài vô số, đừng nói ở Minh Ngục Đại Lục, dù ở ngoại vực tinh không, cũng có thể sắp xếp thượng đẳng. Mọi người không tin Dương Diệp có thể đối kháng đế giả, nhưng bọn hắn cảm thấy, Dương Diệp nhất định có hậu trường, hoặc là át chủ bài. Tóm lại, hiện tại Dương Diệp chính là hy vọng cuối cùng của bọn họ. Oanh! Đúng lúc này, ý cảnh hư vô đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp bạo tuôn ra, sau đó cuộn trào, đối kháng lấy uy áp khủng bố của lão giả áo xám. Kiếm ý hư vô cảnh. Nhìn thấy một màn này, trong lòng mọi người cả kinh, bọn hắn không nghĩ tới Dương Diệp dĩ nhiên là kiếm ý hư vô cảnh. Trong mắt lão giả áo xám cũng có một tia kinh ngạc, bởi vì hiện tại kiếm tu ở Minh Ngục Đại Lục cực ít, đặc biệt là kiếm tu cường đại. Có chút năng lực, nhưng quá yếu. Lão giả áo xám bước ra một bước, đế giả uy áp chút xuống, kiếm ý hư vô cảnh của Dương Diệp lập tức bị áp chế. Vậy sao? Khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười, bước ra một không, sát ý hư vô cảnh từ trong cơ thể hắn phóng lên trời, khi hai cổ ý cảnh xuất hiện, uy áp của lão giả áo xám lập tức bị đè ép trở về. Sát ý hư vô cảnh. Mọi người ngây ra như phỗng. Thân có hai loại ý cảnh. Trong lòng mọi người rung động đến tột đỉnh. Kể cả Dạ Lưu Vân, Mục Thương Lan còn có những cường giả bán đế kia. Hiển nhiên, bọn hắn đều không nghĩ tới Dương Diệp ngoại trừ kiếm ý hư vô cảnh, còn lĩnh ngộ sát ý hư vô cảnh. Hai ý cảnh hư vô, đây là yêu nghiệt từ nơi nào đến? Đám người Viên Phong thì hưng phấn lên, thiên tài, tuyệt thế thiên tài, loại thiên tài này, ngoại trừ thế lực như Diệt Thế Đạo, ai còn bồi dưỡng được? Phía chân trời, hai mắt lão giả áo xám nhíu lại. Một loại ý cảnh hư vô vẫn không thể để cho hắn coi trọng, nhưng hai ý cảnh hư vô, cho dù là hắn cũng không thể khinh thường. Quan trọng nhất là, người có thể lĩnh ngộ hai ý cảnh hư vô, sẽ là người bình thường sao? Ngươi là ai? Lão giả áo xám nhìn Dương Diệp, hỏi. Dương Diệp nói, ta là ai, không trọng yếu. Nói xong, Dương Diệp chỉ nữ tử váy lam nói. Kỳ thật chúng ta không muốn đối địch với Huyền Thiên Tông, nhưng không có biện pháp. Nữ nhân này quá não tàn, muốn đưa chúng ta vào chỗ chết, cho nên vì mạng sống, chúng ta chỉ có thể giết ra. Hiện tại, ta lại lần nữa biểu hiện thành ý của ta, nữ nhân này trả lại cho các ngươi, sự tình trước kia, mọi người xóa bỏ, như thế nào? Ngươi nói chuyện cười sao? Lão giả áo xám nói. Giết Huyền Thiên Tông ta nhiều người như vậy, còn bắt đệ tử Huyền Thiên Tông, xóa bỏ. Ngươi không cảm giác mình nói rất buồn cười sao? Dương Diệp nhìn lão giả nói, chúng ta không có ý đối địch với Huyền Thiên Tông, nhưng người của ngươi quyết đưa chúng ta vào chỗ chết, không có biện pháp, chúng ta chỉ có thể động thủ. Chẳng lẽ muốn chúng ta ngồi chờ chết sao? Buồn cười. Lão giả áo xám cười nhạo nói, ngươi là muốn cùng ta giảng đạo lý. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói, chẳng lẽ ngươi không muốn giảng đạo lý sao? Đạo lý, đó là cái gì? Lão giả áo xám khinh thường nói. Ngươi sống đến bây giờ, chẳng lẽ người trong nhà không dạy ngươi, cái thế giới này, nắm đấm lớn mới là có lý sao? Huyền Thiên Tông ta muốn giết các ngươi, vậy các ngươi nên ngẩng cổ chờ chết. Nghe lão giả áo xám nói, đám người sau lưng Dương Diệp sắc mặt khó coi. Lúc này, Nam Sương đi tới bên cạnh Dương Diệp nói. Đồ đần, cái thế giới này là không thể giảng đạo lý, ngươi càng giảng đạo lý, hắn lại càng cảm thấy ngươi dễ khi dễ. Sau đó dùng sức khi dễ ngươi. Muốn giảng đạo lý, chỉ có ở dưới tình huống hai phe thực lực không sai biệt lắm, song phương mới có thể ngồi xuống giảng đạo lý. Hoặc là, ngươi dùng nắm đấm đánh bỏ đối phương, khi đó, ngươi không giảng đạo lý, đối phương sẽ cầu ngươi đến giảng đạo lý. Dương Diệp vuốt vuốt đầu Nam Sương, nói khẽ. Trước kia có người nói tính cách của ta quá cực đoan, làm việc không hiểu biến báo, sau đó việc nhỏ biến lớn, đại sự biến thành không thể vãn hồi. Nhiều khi ta cũng hiểu được hình như là như vậy. Nói đến đây, Dương Diệp cười nhẹ, sau đó nói. Thế nhưng ta phát hiện,
nhiều khi cái gọi là biến báo kỳ thật là tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Người khác muốn đánh ta, ta không thể phản kháng, sau đó còn phải đưa mặt tới cho đối phương đánh, bởi vì ta đánh đối phương, phiền toái sẽ không ngừng, như vậy sự tình sẽ càng lúc càng lớn. Tựa như vừa rồi, bọn hắn muốn giết chúng ta không thể giết bọn hắn, bởi vì giết bọn chúng, phiền toái sẽ càng lúc càng lớn, thế nhưng không giết bọn hắn, chúng ta sẽ chết. Nói đến đây, Dương Diệp nhìn về phía Nam Sương nói. Ngươi nói, ta nên biến báo như thế nào? Nam Sương nghĩ nghĩ, sau đó nói. Giết, giết đến không ai dám đến chọc chúng, tựa như diệt thế đạo vậy, bởi vì bọn hắn mạnh, cho nên không có bất kỳ người nào dám đi chọc bọn hắn. Dương Diệp cười ha ha, sau đó nói. Nhà đầu, người nói rất đúng. Dương Diệp ta cả đời, có thể tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Ngươi nếu dám lấn ta, ta tất gấp 10 lần hoàn trả, nếu ngươi dám giết ta, coi như ngươi là thiên đạo, ta cũng muốn giết chết ngươi. Nói xong, Dương Diệp đi đến trước mặt nữ tử váy lam biến sắc, cho rằng Dương Diệp muốn giết nàng, đang muốn nói chuyện, Dương Diệp lại bắt lấy bờ vai của nàng ném đi, đưa nữ tử váy lam đến trước mặt lão giả áo xám. Mọi người sửng sốt, ngay cả nữ tử váy lam cùng lão giả áo xám cũng như thế. Đều không nghĩ tới vì sao hắn làm như vậy. Tay Dương Diệp khẽ động, một thanh ý kiếm xuất hiện trong tay hắn, hắn ngẩng đầu nhìn lão giả áo xám nói. Dùng nữ nhân tới làm uy hiếp, ta cảm thấy rất trơ trẽn, Dương Diệp ta cũng khinh thường dùng nữ nhân tới uy hiếp địch nhân của mình. Huyền Thiên Tông người muốn diệt chúng ta, hiện tại, đến. Lão giả áo xám nhìn thoáng qua Dương Diệp nói. Đợi tí nữa, những nữ nhân chung quanh người, có thể còn sống. Nói xong, lão giả áo xám bấm tay một chút, một thủ chỉ đen kịt trực tiếp xé rách không gian, mang theo uy áp khủng bố đi tới đỉnh đầu Dương Diệp, muốn áp Dương Diệp thành thịt nát. Ông! Tiếng kiếm minh đột nhiên vang lên, sau đó một đạo kiếm quang phóng lên trời, oanh tới ngón tay màu đen, ở trong ánh mắt của mọi người, ngón tay run lên kịch liệt, sau đó ầm ầm vỡ vụn. Kiếm quang tốc độ không giảm, đâm thẳng lão giả áo xám. Tay phải lão giả áo xám vung lên. Nữ tử váy lam bên cạnh hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, sau đó tay phải hắn nắm chặt thành quyền, một quyền oanh tới Dương Diệp. Oanh! Quyền ra, một đạo quyền mang sáng chói từ trong quyền của hắn hiện ra, cùng kiếm quang của Dương Diệp đụng vào nhau. Nhưng đúng lúc này, đồng tử của lão giả áo xám bỗng nhiên co rụt lại, thân thể lệch lạc, sau đó ở trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, cánh tay phải của lão giả áo xám trực tiếp bay ra ngoài. Mà lúc này, Dương Diệp đã xuất hiện ở trăm trượng sau lưng lão giả áo xám. Mọi người hóa đá tại nguyên chỗ. Nhất niệm thuấn sát bản trung cực. Kiếm quang là giả, mục đích của Dương Diệp là nhất niệm thuấn sát bản trung cực. Đối phó đế giả, hắn tự nhiên sẽ không lưu thủ, vừa ra tay, là toàn lực ứng phó. Nhưng hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp đế giả. Lúc trước tuy hắn cũng đã giết rất nhiều đế giả, nhưng khi đó là dưới tình huống liên thủ với cùng kỳ, mà bây giờ... Hắn một mình một người muốn dễ dàng đánh chết đế giả, hiển nhiên không thực tế. Dù bây giờ hắn là thánh giả, thực lực tăng nhiều, cũng không thực tế. Lão giả áo xám quay người nhìn về phía Dương Diệp, chỗ vai phải, đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục. Hắn nhìn Dương Diệp, trong mắt có vẻ ngưng trọng. Ta ngược lại là có chút. Lão giả áo xám đang muốn nói cái gì, lúc này, Dương Diệp lại lấy ra một thanh cổ sao, sau đó rút kiếm mạnh mẽ chém. Một đạo kiếm khí kích xạ ra. Kiếm khí nhanh như tật điện, những nơi đi qua, không gian bị mổ ra, phía chân trời, lộ ra một khe hở thật dài. 150 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật điệp ra. Sau khi đạt tới thánh giả, một kiếm của hắn có thể điệp ra 150 đạo. Ở dưới song trọng ý cảnh và lực lượng thân thể gia trì, uy lực của kiếm khí cực kỳ khủng bố, thời điểm lão giả áo xám nhìn thấy đạo kiếm khí này, sắc mặt vô cùng ngưng trọng lên. Không gian áp xúc. Lão giả áo xám nói xong, hai tay của hắn khẽ vẫy, không gian chung quanh tầng tầng áp xúc lên, trong nháy mắt, không gian trước mặt lão giả áo xám liền điệp ra ít nhất trăm đạo, thế cho nên thời điểm mọi người nhìn lão giả áo xám, cả người lão giả áo xám rất vặn vẹo. Lúc này, kiếm khí của Dương Diệp oanh lên không gian điệp ra trước mặt lão giả áo xám. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên vang vọng lên. Kiếm khí của Dương Diệp cắt ra không gian trước mặt lão giả áo xám, nhưng rất nhanh ngừng lại, sau đó những không gian kia quỷ dị vặn vẹo lên, trong chốc lát kiếm khí của Dương Diệp bị chấn vỡ. Lúc này,
chân phải của Dương Diệp mãnh liệt đập mạnh hư không, toàn bộ hư không run lên kịch liệt, sau một khắc, cả người Dương Diệp hóa thành một đạo kiếm quang bổ tới lão giả áo xám. Oanh! Không gian trước mặt lão giả áo xám ở dưới Dương Diệp công kích trực tiếp tán loạn, sau đó vô số đạo kiếm quang không ngừng thoáng hiện, bao vây lão giả áo xám kia lại. Rất nhanh, phía chân trời truyền đến từng tiếng nổ lớn, không gian chung quanh không ngừng run rẩy. Phía dưới, mọi người nhìn một màn kia, trong nội tâm rung động đến tột đỉnh. Thánh giả đối kháng đế giả. Sự tình chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua, hiện tại, xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Bành! Lúc này, phía chân trời truyền đến thanh âm trầm đục, sau đó một nhân ảnh bay ngược ra. Nhìn thấy một màn này, trong lòng mọi người rùng mình, bởi vì đây là Dương Diệp. Sau khi bay ra gần ngàn trượng, Dương Diệp mới dừng lại được. Dương Diệp cúi đầu nhìn trước ngực mình, ở trước ngực hắn, có một dấu bàn tay, bất quá rất nhạt. Hắn ngẩng đầu nhìn lão giả áo xám, lúc này trên mặt lão giả áo xám nhiều hơn một vết máu, đó là kiếm quang gây ra. Xác thực xem nhẹ ngươi rồi. Hai tay lão giả áo xám chậm rãi nắm chặt nói. Bất quá ngươi yên tâm, hiện tại sẽ không như vậy nữa. Nói xong, lão giả áo xám cùng không gian chung quanh Dương Diệp lập tức như dòng nước xiết phập phồng kịch liệt. Xa xa, ý kiếm trong tay Dương Diệp chậm rãi tiêu tán, tay phải hóa trưởng, hỏa long chiến quyền xuất hiện, hắn quay đầu nhìn về phía Nam Xương, khóe miệng nổi lên dáng tươi cười nói. Kỳ thật, đế giả cũng không có gì không dậy nổi. Nói xong, sau một khắc, tay phải hắn chậm rãi nắm lại. Két sát, một âm thanh thanh thúy vang lên. Không gian rạn nứt. Ở trong ánh mắt của mọi người, không gian xuất hiện từng khe hở, những khe hở này dùng tốc độ cực nhanh lan tràn ra bốn phía, không đến một hồi, không gian phương viên mấy ngàn trượng ở xung quanh Dương Diệp cùng lão giả áo xám rạn nứt. Cùng lúc đó, một cỗ uy áp cực kỳ khủng bố từ phía chân trời như 10 vạn đại sơn trút xuống. Trong trang, vô số người hoảng hốt, nhao nhao thối lui ra. Phía chân trời, sắc mặt lão giả áo xám cực kỳ ngưng trọng lên. Tuy Dương Diệp còn không có xuất thủ, nhưng trong nắm đấm của Dương Diệp ẩn chứa lực lượng, đã để hắn cảm nhận được tim đập nhanh. Cái này thật sự chỉ là thánh giả. Không có thời gian nghĩ nhiều, hai tay của lão giả áo xám giơ lên, sau đó chảo một cái, trong chốc lát, toàn bộ không gian lập tức được chữa trị, sau đó hắn mạnh mẽ quát. Xoắn giết! Lão giả áo xám nói xong, ở trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, không gian chung quanh Dương Diệp như bánh quai chéo vặn vẹo. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên vẻ dữ tợn, nắm đấm mạnh mẽ oanh ra. Oanh! Một cổ lực lượng kinh khủng như vỡ đê từ trong nắm đấm của Dương Diệp trút xuống, không gian trước mặt Dương Diệp lập tức sụp đổ. Trong tràng, vô số người hoảng hốt, lần nữa điên cuồng bỏ chạy, không dám tới gần chiến trường của Dương Diệp cùng lão giả áo xám. Rất lâu sau đó, không gian khôi phục bình thường, Dương Diệp cùng lão giả áo xám xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Lúc này, lão giả áo xám đã ở cách Dương Diệp mấy ngàn trượng. Bên khóe miệng lão giả áo xám, có một dòng máu tươi. Đế giả bị thương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nhìn thấy một màn này, trong nội tâm vô số người kinh đào hải lãng. Rất nhanh, mọi người nhìn về phía Dương Diệp lại giống như trước kia, giống như một chút việc cũng không có. Đế giả thất bại. Phía chân trời. Lão giả áo xám gắt gao nhìn Dương Diệp, khóe miệng của hắn vẫn còn tràn ra máu tươi. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên đi về phía lão giả áo xám, đi tới, một cột máu từ trong cơ thể Dương Diệp phóng lên trời, một thanh huyết kiếm xuất hiện, sau một khắc, huyết kiếm vào vỏ, một cổ khí thế kinh khủng cùng sát ý ngập trời xuất hiện, lão giả áo xám không khỏi lui về sau một bước. Dương Diệp nhìn lão giả áo xám, khóe miệng cười lạnh. Kiếm này của ta, từng chém qua đế. Lão đầu, người muốn tiếp hay không? Lão giả áo xám gắt gao nhìn Dương Diệp nói. Tốt, rất tốt, hôm nay lão phu là ánh mắt vụng về rồi. Nói xong, khóe miệng lão giả áo xám không ngừng chảy ra máu tươi. Tiếp không? Dương Diệp lại hỏi. Lão giả áo xám nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó ở trong ánh mắt mọi người, quay người hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Chạy! Tất cả mọi người há hốc mồm, đầu có chút mộng. Một đế giả đối chiến một thánh giả, vậy mà trọng thương bỏ chạy. Việc này nếu không phải bọn hắn tận mắt nhìn thấy, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Bất quá, bất kể như thế nào,
sự tình ít nhất tạm thời đã qua một đoạn. Mọi người cũng thở dài một hơi, nhưng đúng lúc này, sơn mạch xa xa, đột nhiên lướt tới mấy bóng người. Cường giả tận thế thành. Nam tử áo đen cầm đầu nhìn lướt qua, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Dương Diệp, khi thấy toàn thân Dương Diệp huyết hồng, hắn hơi sững sờ nói. Ngươi rất muốn ta chết. Hai mắt nam tử áo đen nhíu lại. Không sao, đã không chết, ta lại giết một lần. Thanh âm rơi xuống, nam tử áo đen muốn xuất thủ, mà lúc này, một tia máu lóe lên, sau đó thân thể nam tử áo đen cứng ngắc, hai mắt trợn lên. Ngay lập tức, ở trong ánh mắt của mọi người, đầu của nam tử áo đen nghiêng một cái, từ trên cổ rơi xuống. Máu tươi như trụ, đập phát chết luôn. Một kiếm miểu sát bán đế. Vài tên cường giả còn lại của tận thế thành hoảng hốt, như xem quái vật nhìn Dương Diệp, mà lúc này, lại một đạo huyết quang xẹt qua, một cường giả bán đế đầu lìa khỏi cổ. Lúc này đây, hai gã cường giả tận thế thành còn lại không dám dừng lại, lập tức quay người, thân hình khẽ động, biến mất ở phía chân trời. Dương Diệp muốn đuổi theo, nhưng lúc này, Dạ Lưu Vân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp nói. Lưu bọn hắn một mạng, đối với chúng ta hữu dụng, ngươi. Nói đến đây, thanh âm của Dạ Lưu Vân im bặt, nàng kìm lòng không được lùi lại mấy bước, bởi vì Dương Diệp nhìn về phía nàng, trong mắt mang theo sát ý khủng bố. Dương Diệp đi về phía Dạ Lưu Vân, kiếm trong tay đang run. Dạ Lưu Vân hoảng hốt, cũng may đúng lúc này, trong ngực Dương Diệp đột nhiên toát ra một cái đầu nhỏ màu trắng, cái đầu nhỏ kia nhìn chung quanh, sau đó duỗi ra tiểu chảo vỗ nhẹ nhẹ lồng ngực của Dương Diệp, sau đó nàng lại vội vàng rụt trở về. Dương Diệp ngừng chân, hai mắt hắn chậm rãi nhắm lại, sau một hồi, hồng mang trên người hắn chậm rãi lùi về trong cơ thể. Mười mấy tức sau, Dương Diệp mở mắt, lúc này, trong mắt của hắn đã khôi phục thanh minh. Nhìn thấy một màn này, Dạ Lưu Vân thở dài một hơi. Vừa rồi một khắc kia, nàng cảm giác mình muốn chết rồi. Tuy nàng là bán đế, nhưng đối mặt Dương Diệp, nàng một chút lực lượng cũng không có. Dương Diệp khẽ lắc đầu. Sau đó quay đầu nhìn mọi người nói. Chư vị, hiện tại ta đại biểu kiếm minh thành tâm mời chư vị gia nhập kiếm minh ta. Nguyện ý, về sau mọi người là người một nhà, Dương Diệp ta có ăn, tuyệt đối sẽ có phần của các ngươi. Không muốn cũng không sao, mọi người đã gặp nhau thì cũng có lúc phải chia tay. Mọi người trầm mặc, ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên người Dạ Lưu Vân nói. Dạ cô nương, người nghĩ như thế nào? Dạ Lưu Vân trầm mặc hồi lâu. Sau đó nói, ta nguyện ý gia nhập kiếm minh. Thực lực của Dương Diệp đã có thể so với đế giả, loại người này, muốn nói sau lưng không có thế lực thần bí, coi như là nàng cũng sẽ không tin tưởng. Hiện tại bọn hắn khẳng định đã ở trong sổ đen của Huyền Thiên Tông, nếu như không tìm một chỗ dựa, vậy bọn họ cũng chỉ có thể trốn, hơn nữa còn là giải tán dòng binh đoàn trốn, bởi vì nhiều người căn bản không cách nào trốn, mục tiêu quá lớn, hơn nữa sau khi đào tẩu còn phải mai danh ẩn tích. Loại thời gian này, nàng không muốn qua. Nhìn thấy Dạ Lưu Vân đáp ứng, khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười, sau đó tay phải vung lên, Hỏa Long Cung xuất hiện ở trước mặt Dạ Lưu Vân nói. Dạ cô nương, cung này ta ngẫu nhiên đoạt được, đối với người có lẽ hữu dụng. Chuẩn đế cấp. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt mọi người động dung. Đây chính là chuẩn đế cấp AH, Dương Diệp dĩ nhiên đưa ra. Cái này quá lớn đi à nha. Dạ Lưu Vân cũng nao nao, nàng không nghĩ tới Dương Diệp sẽ trực tiếp đưa nàng một thanh huyền bảo chuẩn đế cấp. Thứ này, cho dù là ở trong thế lực lớn cũng thuộc về tồn tại cực kỳ chân quý. Mà Dương Diệp cứ như vậy đưa cho nàng. Dạ Lưu Vân phức tạp nhìn thoáng qua, sau đó thu Hỏa Long Cung nói. Ngươi không phụ chúng ta tất không phụ ngươi. Dương Diệp cười nói. Chúng ta có cùng một mục tiêu, cái kia chính là sống, hảo hảo còn sống. Không phải sao? Dạ Lưu Vân nhẹ gật đầu, sau đó đứng ở sau lưng Dương Diệp, nhìn thấy Dạ Lưu Vân như vậy, người phệ hồn dòng binh đoàn còn lại cũng vội vàng đứng ở sau lưng Dương Diệp. Tuyết sư dòng binh đoàn ta cũng nguyện ý gia nhập. Lúc này, tuyết sư dòng binh đoàn Mạc Lão cũng đứng dậy. Dương Đại Đẹp nhìn về phía Mạc Lão nói. Hoan nghênh gia nhập. Mạc Lão nhìn Dương Diệp ôm quyền, sau đó mang theo mọi người đi tới sau lưng Dương Đi Kẹp. Rất nhanh, ngày càng nhiều dòng binh đoàn cùng tán tu biểu thị nguyện ý gia nhập kiếm minh. Cuối cùng, có 9 thành dòng binh đoàn cùng tán tu gia nhập kiếm minh, mà những người không muốn thì tự giác rời đi.
Những người này không thích bị trói buộc, hoặc có ý định khác, Dương Diệp cũng không bắt buộc, mặc kệ do đối phương ly khai. Dương Diệp nhìn lướt qua mọi người, trong đó bán đế có 10 vị. 10 vị bán đế, không thể nghi ngờ quá ít. Thế giới này cường giả bán đế hơn nhiều linh giới, hơn nữa ở thế giới này còn có đế giả. Còn một điều hắn biết rõ, sở dĩ những người này lựa chọn gia nhập kiếm minh, chưa hẳn đều là thật tâm. Lúc này, kỳ thật những người kia đều không có lựa chọn, bởi vì bọn hắn biết Huyền Thiên Tông tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Mà bọn hắn lại không có địa phương khác có thể được che chở, bởi vậy, chỉ có thể lựa chọn gia nhập kiếm minh. Điểm ấy, Dương Diệp rất rõ ràng, bất quá hắn không để ý, chỉ cần kiếm minh có tiềm lực phát triển, hắn tin tưởng, những người này sẽ thiệt tình ở lại kiếm minh. Hắn không tin những người này nguyện ý làm rong binh đoàn cả đời. Ngươi bây giờ có tính toán gì không? Lúc này, Dạ Lưu Vân nói. Dương Diệp nhìn về phía Dạ Lưu Vân nói. Ngươi có đề nghị gì? Dạ Lưu Vân có chút trầm ngâm, sau đó nói. Chúng ta trước mắt cần một căn cứ địa, cách nơi này 10 vạn dặm, có một tiểu thành, tên Lạc Vân Thành. Chỗ đó bởi vì tới gần sa mạc, bởi vậy linh khí mỏng manh, cơ hồ không có. Chính bởi vì như thế, tòa thành kia tương đương với một tử thành. Chúng ta có linh mạch, đi nơi nào cũng có thể chậm rãi phát triển. Dương Diệp nhìn Dạ Lưu Vân, sau đó nhìn mọi người nói. Từ hiện tại, Dạ cô nương là kiếm minh ân, là quân sư của kiếm minh ta. Thấy nàng như thấy ta, nếu ta không ở kiếm minh, hết thảy do nàng quyết đoán. Nghe Dương Diệp nói, mọi người sững sờ, kể cả Dạ Lưu Vân. Nàng cũng không nghĩ tới Dương Diệp đột nhiên làm như vậy. Đây là trực tiếp ủy quyền A Hát, hơn nữa còn là quyền hành. Lúc này, bên cạnh Tuyết Sư Rong binh đoàn Mặc Lão, một nam tử trung niên đột nhiên nói. Dương Đại Đẹp nhìn về phía Mặc Lão nói. Hoan nghênh gia nhập. Mặc Lão nhìn Dương Diệp ôm quyền, sau đó mang theo mọi người đi tới sau lưng Dương đi kẹp. Rất nhanh, ngày càng nhiều Rong binh đoàn cùng tán tu biểu thị nguyện ý gia nhập kiếm minh. Cuối cùng, có 9 thành Rong binh đoàn cùng tán tu gia nhập kiếm minh, mà những người không muốn thì tự giác rời đi. Những người này không thích bị trói buộc, hoặc có ý định khác, Dương Diệp cũng không bắt buộc, mặc kệ do đối phương ly khai. Dương Diệp nhìn lướt qua mọi người, trong đó bán đế có 10 vị. 10 vị bán đế, không thể nghi ngờ quá ít, thế giới này cường giả bán đế hơn nhiều linh giới, hơn nữa ở thế giới này còn có đế giả. Còn một điều hắn biết rõ. Sở dĩ những người này lựa chọn gia nhập kiếm minh, chưa hẳn đều là thật tâm. Lúc này, kỳ thật những người kia đều không có lựa chọn, bởi vì bọn hắn biết Huyền Thiên Tông tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Mà bọn hắn lại không có địa phương khác có thể được che chở, bởi vậy, chỉ có thể lựa chọn gia nhập kiếm minh. Điểm ấy, Dương Diệp rất rõ ràng, bất quá hắn không để ý, chỉ cần kiếm minh có tiềm lực phát triển, hắn tin tưởng, những người này sẽ thiệt tình ở lại kiếm minh. Hắn không tin những người này nguyện ý làm rong binh đoàn cả đời. Ngươi bây giờ có tính toán gì không? Lúc này, Dạ Lưu Vân nói. Dương Diệp nhìn về phía Dạ Lưu Vân nói. Ngươi có đề nghị gì? Dạ Lưu Vân có chút trầm ngâm, sau đó nói. Chúng ta trước mắt cần một căn cứ địa, cách nơi này 10 vạn dặm, có một tiểu thành, tên Lạc Vân Thành. Chỗ đó bởi vì tới gần sa mạc, bởi vậy linh khí mỏng manh, cơ hồ không có. Chính bởi vì như thế, tòa thành kia tương đương với một tử thành. Chúng ta có linh mạch, đi nơi nào cũng có thể chậm rãi phát triển. Dương Diệp nhìn Dạ Lưu Vân, sau đó nhìn mọi người nói. Từ hiện tại, Dạ cô nương là kiếm minh ân, là quân sư của kiếm minh ta. Thấy nàng như thấy ta, nếu ta không ở kiếm minh, hết thảy do nàng quyết đoán. Nghe Dương Diệp nói, mọi người sững sờ, kể cả Dạ Lưu Vân. Nàng cũng không nghĩ tới Dương Diệp đột nhiên làm như vậy. Đây là trực tiếp ủy quyền A Hát, hơn nữa còn là quyền hành. Lúc này, bên cạnh Tuyết Sư Rong binh đoàn Mặc Lão, một nam tử trung niên đột nhiên nói. Các hạ, cái này không công bình. Dương Diệp nhìn về phía nam tử trung niên kia nói. Người tựa hồ còn không có bày đúng thân phận của mình a. Nam tử trung niên kia sững sờ, lúc này Dương Diệp quét nhìn tất cả mọi người nói. Có sự tình, ta sẽ cùng mọi người thương lượng giải quyết, nhưng nếu như ta đã quyết định, ta hy vọng không nên có người đến phản đối. Ta càng không hy vọng, ta cần thông qua phương thức giết gà dọa khỉ đến chấn nhiếp mọi người. Cuối cùng, nhắc nhở chư vị một chút, hiện tại tất cả mọi người là người kiếm minh,
Các ngươi tầm đó quen lục đục với nhau, đừng đưa vào kiếm minh ta, bằng không thì có bao nhiêu, ta giết bấy nhiêu. Mọi người biến sắc, trầm mặc. Dương Diệp nhìn về phía Dạ Lưu Vân nói. Lên đường đi Lạc Vân Thành. Còn có một vấn đề. Dạ Lưu Vân nói. Nói. Dương Diệp nói. Tận Thế Thành cùng Huyền Thiên Tông. Dạ Lưu Vân nói khẽ. Dương Diệp khoát tay áo nói. Bây giờ chúng ta ở vào tuyệt cảnh, chúng ta duy nhất có thể làm, chính là tuyệt cảnh cầu sinh. Cho nên đừng nghĩ quá nhiều, nếu như bọn hắn tới, chúng ta liền giết, giết đến bọn hắn không dám tới mới thôi. Chỉ đơn giản như vậy. Đúng lúc này, phía chân trời đột nhiên truyền đến một cỗ uy áp khủng bố, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hơn 10 người xuất hiện. Toàn bộ là bán đế. Là cường giả Tận Thế Thành. Dạ Lưu Vân trầm giọng nói. Trong tràng rất nhiều người sắc mặt trắng bệch. Các ngươi đi trước. Dương Diệp nói xong, quay người đi đến giữa không trung. Ngươi đi đâu vậy? Một bên, Nam Sương vội vàng hô. Giết người, kiếm của ta đã khát khao khó nhịn. Xa xa, truyền đến thanh âm của Dương Diệp. Bọn hắn rất nhiều người a hát. Nam Sương hô. Như vậy mới giết tận hứng. Thanh âm Dương Diệp truyền đến. Mọi người. Chúng ta đi. Dạ Lưu Vân không chút do dự, lập tức hạ mệnh lệnh, sau đó lao về xa xa. Ở sau lưng nàng, mọi người do dự một chút, cũng vội vàng đi theo. Nam Sương muốn lưu lại, bất quá bị Mục Thương Lan mang đi. Xa xa, Dương Diệp dừng bước lại, ở trước mặt hắn, là 35 tên huyền giả mặc áo bảo xám, toàn bộ là bán đế. Bán đế như cẩu đi đầy đất a hát. Nhìn 35 tên bán đế kia, Dương Diệp nắm cổ sao thật chặt. Minh Ngục Đại Lục này không có thiên đạo, cái này để cho rất nhiều người có thể trở thành bán đế, nhưng chất lượng lại kém xa linh giới. Bán đế ở linh giới, đều trải qua thiên phạt mà sống sót, mà những người không có thực lực, đều ở dưới thiên phạt thần hồn câu diệt. Bởi vậy bán đế có thể còn sống, thực lực sẽ không quá kém. Mà bán đế ở Minh Ngục Đại Lục thì kém hơn, bởi vì đều không có trải qua thiên phạt. Lúc trước hắn có thể nhẹ nhõm miểu sát bán đế. Ngoại trừ thực lực hắn tăng nhiều, còn có một nguyên nhân là cái này. Đối diện Dương Diệp, là một lão giả áo xám cầm đầu. Ở bên cạnh hắn, là hai bán đế Tận Thế Thành trước kia đào tẩu. Người Tận Thế Thành ta là ngươi giết. Lão giả áo xám nhìn Dương Diệp hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Là ta giết. Sắc mặt lão giả áo xám âm trầm lên nói. C. Ai cho ngươi gan chó? Dương Diệp không nói gì. Tay phải hắn hơi động, một thanh ý kiếm xuất hiện, sau đó ý kiếm vào vỏ, sau một khắc, hắn mạnh mẽ rút kiếm chém. Ông! Theo tiếng kiếm minh phóng lên trời, một đạo kiếm khí chợt lóe lên. 150 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật điệp ra. Hơn nữa là trảm thiên bạt kiếm thuật ra chỉ sát ý hư vô cảnh cùng kiếm ý hư vô cảnh. Kiếm khí lóe lên, những nơi đi qua không gian bị xé nứt. Xa xa, đồng tử đám lão giả co rụt lại, tuy kinh hãi. Nhưng lão giả áo xám phản ứng lại không chậm, huyền khí tràn vào trong quải trượng trên tay hắn, sau đó mạnh mẽ bổ một phát. Xuy, quải trượng của lão giả vỡ vụn, hắn kinh hãi gần chết, trong cơ thể mạnh mẽ tuôn ra một tia sáng trắng oanh về phía kiếm khí của Dương Diệp. Oanh, một tiếng vang thật lớn, lão giả bay ngược ra ngoài ngàn trượng, ở trước ngực hắn, đã huyết nhục mơ hồ. Nhìn thấy một màn này, các bán đế còn lại quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Muốn xuất thủ, lúc này ý kiếm trong tay Dương Diệp lần nữa cắm vào cổ sao, sau đó nhìn những cường giả bán đế kia nhe răng cười nói. Đến a hát, mọi người biến sắc, có chút kiêng kỵ nhìn Dương Diệp, tuy Dương Diệp chỉ là thánh giả, nhưng bọn hắn không dám có chút khinh thường, bởi vì lão giả áo xám kia là người mạnh nhất trong bọn họ. Ngay cả hắn cũng thiếu chút nữa bị một kiếm này miểu sát, nếu như là bọn hắn căn bản ngăn không được một kiếm này. Bất quá cũng may đều là bán đế, hơn nữa nhân số còn nhiều như vậy, tự nhiên không có khả năng bởi vì Dương Diệp nói liền sợ, bằng không thì cũng quá phế vật đi. Thân hình mọi người khẽ động, ngay ngắn bắn mạnh về phía Dương Diệp. Ông! Một tiếng kiếm minh vang lên, cả người Dương Diệp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ, sau đó một cường giả bán đế xông lên trước nhất đầu lìa khỏi cổ. Máu tươi như trụ. Sau một khắc, chân phải Dương Diệp đạp mạnh hư không. Lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ, trong tràng, lại một cường giả bán đế đầu bay ra ngoài.
Sau đó Dương Diệp lại hóa thành một đạo kiếm quang. Không đến 5 tức, trong chàng có 5 tên bán đế vẫn lạc. Kiếm quang xẹt qua, Dương Diệp xuất hiện ở bên ngoài ngàn trượng, tay cầm cổ sao, trong cổ sao, là một thanh ý kiếm, tay phải Dương Diệp nắm ý kiếm, hắn nhìn các cường giả tận thế thành, trên mặt mang một tia điên cuồng nói. Tiếp tục đến A. Những cường giả tận thế thành kia sắc mặt ngưng trọng nhìn Dương Diệp, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ, không có người dám lên. Đây là thánh giả, đây là đế giả A-Hát, giết bán đế giống như giết gà. Ngươi đến tột cùng là ai? Đúng lúc này, lão giả trước kia bị Dương Diệp trọng thương gắt gao nhìn Dương Diệp hỏi. Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả áo xám, khóe miệng cười lạnh nói. Ngươi đoán đi. Khuôn mặt lão giả áo xám co lại, lúc này Dương Diệp lại nói. Không động thủ, ta đi đây. Nói xong, Dương Diệp quay người rời đi. Đứng lại. Lão giả nhìn thấy Dương Diệp quay người rời đi, vội vàng quát, mà lúc này, Dương Diệp đột nhiên quay người rút kiếm chém, một đạo kiếm khí chợt lóe lên, kích bắn về phía lão giả. Tốc độ cực nhanh, bán đế trong chàng cơ hồ đều nhìn không thấy quỹ tích của đạo kiếm khí kia. Kiếm khí xuất hiện, lão giả hoảng hốt, huyền khí trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, từng tầng huyền khí cháo xuất hiện ở trước mặt hắn. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Chút hít huyền khí cháo trước mặt lão giả ầm ầm vỡ vụn, lão giả áo xám phun ra một ngụm máu, sau đó cả người bay ngược ra hơn ngàn trượng. Sau khi dừng chân, hắn lại phun vài ngụm máu. Dương Diệp nhìn đám cường giả bán đế kia, lạnh lùng cười cười, sau đó xoay người rời đi. Lúc này đây, không người nào dám ngăn cản. Sau khi Dương Diệp rời đi, một gã bán đế đi đến trước mặt lão giả. Nói, Ngọc Lão, thực lực người này nghịch thiên. Thân phận tuyệt đối không tầm thường. Sắc mặt lão giả áo xám trầm thấp như nước, trầm mặc hồi lâu, hắn quay đầu nhìn về phía một trung niên nói. Ở trong di tích, người cướp đi linh mạch tuyệt phẩm, thật chỉ dùng kiếm quang bỏ chạy sao? Trung niên kia nhẹ gật đầu nói. Chúng ta đuổi tới cuối cùng, phát hiện đối phương không thấy tung tích, nhưng lại gặp được hắn, bất quá khi đó bởi vì cảnh giới của hắn quá thấp, bởi vậy chúng ta trực tiếp không để ý đến hắn. Hiện tại xem ra, linh mạch tuyệt phẩm kia khẳng định ở trên tay hắn. Linh mạch tuyệt phẩm. Hai tay lão giả áo xám chậm rãi nắm lại, sau một hồi hắn nói. Đi, về thành trước, đợi đám người thành chủ từ trong di tích kiếm thần cung trở về lại nói việc này. Nói xong, lão giả áo xám cùng mọi người biến mất ở cuối chân trời. Phía chân trời, Dương Diệp xếp bằng ở trên hư không, khóe miệng của hắn tràn ra một vết máu. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng rạn nứt ra. Hắn có thể chiến qua hơn 30 bán đế sao? Đáp án tự nhiên là không thể. Hắn còn chưa tới trình độ vô địch. Vừa rồi hắn liên tục miểu sát 5 vị bán đế, là dựa vào thi triển nhất niệm thuấn sát bản trung cực. Nhưng mỗi một lần thi triển nhất niệm thuấn sát bản trung cực, đều tạo thành tổn thương nhất định đối với thân thể của hắn. Tuy uy lực mạnh, nhưng trả giá cũng không nhỏ. Đương nhiên, chính yếu nhất là trước kia cùng đế giả giao thủ. Lúc cùng đế giả giao thủ, hắn thi triển lực lượng giới hạn, tuy chấn thương đối phương, nhưng chính bản thân hắn cũng tổn thương. Có thể nói, sau khi giao thủ với đế giả, kỳ thật cũng đã bị thương rồi. Vừa rồi lại tiêu hao quá độ, có thể nói tổn thương càng thêm tổn thương. Nếu như đối phương thật sự liều mạng, kỳ thật hắn cũng chỉ có thể trốn. Cũng may hiện tại tử tinh thạch của hắn đầy đủ, bởi vậy thương thế kia với hắn mà nói không coi vào đâu. Sau nửa canh giờ, thương thế của Dương Diệp ở dưới hồng mông tử khí chữa trị cơ bản khỏi hẳn. Nhìn lướt qua bốn phía, Dương Diệp nhướng mày, hai mắt hắn khép hờ, sau một hồi, hắn mở to mắt, thấp giọng nói. Chẳng lẽ là ảo giác? Nói xong, thân hình hắn khẽ động, biến mất ở phía chân trời. Sau khi Dương Diệp rời đi, một người áo đen đột nhiên xuất hiện ở vị trí trước kia của Dương Diệp. Thú vị, thật thú vị. Không biết có phải là người ta muốn tìm mấy ngàn thế giới hay không, hy vọng không để cho ta thất vọng. Người áo đen nói xong, biến mất ngay tại chỗ. Sau khi người áo đen biến mất không lâu, Dương Diệp lại xuất hiện, hắn nhìn chỗ trước kia người áo đen đứng hồi lâu, sau đó xoay người biến mất. Lạc Vân Thành. Thời điểm Dương Diệp đi vào Lạc Vân Thành, lông mày hắn lập tức nhíu lại, bởi vì ở chỗ cửa thành, đám người Dạ Lưu Vân bị một đám người vây quanh. Dương Diệp nhìn lướt qua. Hắn phát hiện đám người vây quanh Dạ Lưu Vân thực lực cũng không tệ lắm, có gần 17 vị bán đế, mà thánh giả càng hơn ngàn. Không do dự,
Dương Diệp rơi vào bên cạnh Dạ Lưu Vân. Nhìn thấy Dương Diệp bình an trở về, người kiếm minh lập tức thở dài một hơi. Có thể nói, hiện tại Dương Diệp chính là người tâm phúc của bọn họ. Chuyện gì xảy ra? Dương Diệp nhìn về phía Dạ Lưu Vân. Chúng ta đã tới chậm, Lạc Vân Thành bị Độc Nhãn Dòng binh đoàn chiếm lĩnh. Dạ Lưu Vân nói xong, huyền khí truyền âm cho Dương Diệp nói. Dòng binh đoàn này thanh danh bất hảo, đặc biệt là đoàn trưởng Tống Cát Cát, làm việc không có giới tuyến, thông đồng thê tử của lão đại trước kia, sau đó hại chết lão đại, đoạt quyền khống chế dòng binh đoàn. Người này làm việc tàn nhẫn, tiếng xấu rõ ràng. Chúng ta không muốn gây, vừa rồi chuẩn bị ly khai, nhưng hắn không cho, muốn chúng ta giao ra 5.000 viên tử tinh thạch, nói là phí qua đường. Còn có, hắn coi trọng ta, Thương Lan còn có Nam Sương. Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua nam tử trung niên cầm đầu, nam tử trung niên cũng là bán đế, mắt đeo một cái bịt mắt, trên vai khiêng một thanh đại đao, mặt mang lệ khí, hình dạng hèn mọn bỉ ổi, xem xét liền biết không phải là người tốt. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó nói. Người khác đã tới trước, vậy chúng ta đi thôi. Dạ Lưu Vân nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nhẹ gật đầu. Ngay thời điểm đám người Dương Diệp muốn ly khai, Tống Cát Cát đột nhiên nói. Các người cứ như vậy đi rồi hả? Dương Diệp dừng bước lại, quay người nhìn về phía Tống Cát Cát nói. Như thế nào, người muốn lưu lại chúng ta ăn cơm sao? Ăn cơm? Tống Cát Cát cười lạnh nói. Cơm không có, phân ngược lại là có, người có muốn ăn hay không? Dương Diệp nhìn Tống Cát Cát, vừa muốn nói chuyện, Tống Cát Cát đột nhiên cười nói. Chẳng lẽ người thật sự muốn ăn phân? Không phải đâu, người thậm chí có cái yêu thích này. Nói xong Tống Cát Cát cùng người Độc Nhãn Dòng binh đoàn ở chung quanh lập tức cười phá lên. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Dạ Lưu Vân nói. Lại để cho người chuẩn bị một ít phân, 10 cân là được. Hôm nay, ta muốn cho hắn từng miếng ăn hết. Thiếu một ngụm cũng không được. Dạ Lưu Vân. Thấy thần sắc của Dương Diệp chân thật, Dạ Lưu Vân do dự một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía một người, người nọ khẽ gật đầu, sau đó lui xuống. Xa xa, Tống Cát Cát nghe Dương Diệp nói, vốn ngẩn người, sau đó hắn móc móc lỗ tai của mình nói. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không có nghe rõ, ngươi nói lại một lần được không? Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt Tống Cát Cát, đồng tử của Tống Cát Cát co rụt lại, hắn không nghĩ tới Dương Diệp lại xuất thủ trước, hơn nữa tốc độ nhanh như thế, ngay cả hắn cũng chỉ có thể cảm nhận được một quỹ tích mơ hồ. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Tống Cát Cát không cách nào trốn tránh, chỉ có thế mạnh mẽ đánh xuống một đao. Nhưng Dương Diệp lại không tránh không né, mặc kệ đại đao của đối phương bổ vào đầu hắn, mà hắn thì một quyền oanh lên ngực đối phương. Keng! Phanh! Dương Diệp không chút sức mẻ, Tống Cát Cát lại bay ngược ra ngoài, nhưng sau một khắc, Dương Diệp lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt Tống Cát Cát, ánh mắt hắn kinh hãi, lần nữa đánh xuống một đao, Dương Diệp vẫn không trốn tránh. Oanh ra một quyền. Keng. Phốc. Dương Diệp như trước không chút sức mẻ, mà Tống Cát Cát thì phun ra một ngụm máu, sau đó cả người bay ngược ra ngoài. Thời điểm Tống Cát Cát vừa bay ra ngoài, Dương Diệp đột nhiên quỷ dị xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó tay phải bóp yết hầu của Tống Cát Cát, mạnh mẽ đập xuống mặt đất. Bành. Mặt đất rạn nứt, đầu của Tống Cát Cát trực tiếp lâm vào trong lòng đất. Từ khi Dương Diệp xuất thủ đến chiến đấu chấm dứt, vẫn chưa tới 3 tức. Bởi vậy lúc này rất nhiều người còn chưa tỉnh hồn. Lúc này bọn người Độc Nhãn Dòng binh đoàn mới hồi phục tinh thần lại, muốn động thủ, nhưng Dương Diệp đột nhiên ngẩng đầu nhìn người Độc Nhãn Dòng binh đoàn nói. Lên một bước, ta để cho đầu hắn nở hoa. Bọn người Độc Nhãn Dòng binh đoàn biến sắc, nhưng không dám tiến lên. Dương Diệp kéo Tống Cát Cát lên, chân phải dẫm đan điền của hắn, sau đó quay đầu nhìn về phía Dạ Lưu Vân, Dạ Lưu Vân khẽ gật đầu. Sau đó một nam tử vung tay lên, một cái chậu lớn xuất hiện ở bên cạnh Tống Cát Cát, mùi thối trong chậu làm cho Tống Cát Cát trực tiếp ói ra. Dương Diệp nói, ăn, ăn cho hết, dư một chút, ta cho ngươi đầu lìa khỏi cổ. Tống Cát Cát biến sắc, do dự một chút hắn nói. Huynh đệ, Tống Cát Cát ta nhận thua, kính xin giơ cao đánh khẽ. Lúc này, Dạ Lưu Vân đi tới bên cạnh Dương Diệp, sau đó nói. Hắn ngoại hiệu Độc Nhãn. Chúng ta đều ưa thích gọi hắn Bạch Nhãn Lang. Trước kia kỳ thật hắn không phải đoàn trưởng của Độc Nhãn Dòng binh đoàn,
Khi đó Độc Nhãn Dòng Binh Đoàn còn không gọi Độc Nhãn Dòng Binh Đoàn, mà gọi là Lưu Phong Dòng Binh Đoàn. Hắn là huynh đệ lúc trước của đoàn trưởng Lưu Phong Dòng Binh Đoàn, nhưng cuối cùng hắn liên hợp Mã Vinh ám sát đoàn trưởng của Lưu Phong Dòng Binh Đoàn. Hơn nữa đến cuối cùng, hắn vì độc chiếm Lưu Phong Dòng Binh Đoàn, vậy mà cùng hơn 100 người cưỡng hiếp Mã Vinh, vô tình vô nghĩa, làm việc không hề có điểm mấu chốt, không giữ lại được. Nghe vậy, Dương Diệp lập tức bỏ đi một ít cách nghĩ trong nội tâm, sau đó cúi đầu nhìn Tống Cát Cát nói. Ăn, 10 cân đều là của ngươi. Sắc mặt Tống Cát Cát âm trầm lên. Huynh đệ, sự tình không nên làm tuyệt như vậy. Dương Diệp khẽ lắc đầu nói. Ta làm việc rất ít khi tuyệt tình, mà ngươi, ta cảm thấy nên tuyệt như vậy. Bởi vì nếu như ta không có thực lực mà nói, kết quả của chúng ta nhất định sẽ còn thê thảm hơn gấp 10 lần. Ta không có ham mê hành hạ người, nhưng ta thích ăn miếng trả miếng. Hiện tại, bắt đầu ăn. Nói xong, chân phải Dương Diệp chậm rãi dùng sức, sắc mặt của Tống Cát Cát lập tức thống khổ lên. Giết hắn đi. Lúc này, Tống Cát Cát gào thét. Mà ngay một khắc này, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm, một đạo kiếm khí lóe lên, xa xa một gã bán đế đang chuẩn bị xuất thủ đầu lìa khỏi cổ, máu tươi như trụ. Dương Diệp nhìn người của Độc Nhãn Dòng Binh Đoàn nói. Đều đứng yên đó, ai động chết. Người Độc Nhãn Dòng Binh Đoàn biến sắc, trong mắt mọi người tràn đầy khiếp sợ cùng kiêng kỵ. Một kiếm miểu sát bán đế, thực lực này, quá nghịch thiên a hát. Dương Diệp bỏ qua mọi người, cúi đầu nhìn về phía Tống Cát Cát nói. Cho hắn ăn. Nghe Dương Diệp nói, xa xa Dạ Lưu Vân vung tay, lập tức một nam tử đi tới, sau đó nâng lên bổn phân cho Tống Cát Cát ăn. Dừng tay. Tống Cát Cát giống to. Dừng tay cho lão tử, dừng tay. Tự nhiên không có ai dừng tay. Ở dưới tất cả mọi người nhìn soi mói, Tống Cát Cát bị cho ăn phân, ước chừng qua 15 phút, trong chậu đã trống trơn. Cô. Lúc này, Tống Cát Cát nấc lên. Phân vừa nuốt vào lập tức từ trong miệng Tống Cát Cát trào ra. Tống Cát Cát không nói gì, chỉ nhìn Dương Diệp, trong mắt cũng không có oán độc, rất bình tĩnh, phảng phất như vừa rồi người ăn 10 cân phân kia không phải hắn. Dương Diệp nhìn Tống Cát Cát, cười nhẹ nói. Có phải nghĩ về sau trả thù ta như thế nào không? Sắc mặt Tống Cát Cát lập tức biến đổi, sau đó ánh mắt lộ ra một tia cầu xin nói. Đại ca, ta sai rồi. Là Độc Nhãn ta có mắt không tròng mạo phạm ngươi, hiện tại ta đã bị trừng phạt, hy vọng đại ca dơ cao đánh khẽ tha ta một mạng, ta nguyện ý mang theo Độc Nhãn Dòng Binh Đoàn đi theo đại ca, vì đại ca vào sinh ra tử. Diễn không tệ. Dương Diệp nói. Đáng tiếc, ta không ăn một bộ này. Dương Diệp nói xong, Tống Cát Cát tự biết không thể sống, sắc mặt lập tức dữ tợn, oán độc nói. Ta. Xùy. Tống Cát Cát còn chưa nói xong. Một đạo kiếm quang xẹt qua, đầu lìa khỏi cổ. Dương Diệp thu kiếm, quay đầu nhìn về phía bọn người Độc Nhãn Dòng Binh Đoàn nói. Hàng thì sống, nếu không chết. Dạ Lưu Vân vung tay phải lên, người kiếm minh lập tức bao vây người Độc Nhãn Dòng Binh Đoàn lại. Không có ngoài ý muốn, ở dưới Dương Diệp nhìn soi mói, toàn bộ người trong sân đầu hàng. Bởi vì có một người không muốn, bỏ chạy, sau đó bị một kiếm miểu sát. Mọi người còn không muốn chết. Sau khi tất cả mọi người đầu hàng, Dương Diệp nói. Vào thành. Lạc Vân Thành, kích thước không lớn, không sai biệt lắm chỉ có thể dung nạp mấy chục vạn người, bất quá đối với đám người Dương Diệp mà nói, tạm thời đã đủ rồi. Trong thành, cơ hồ không có người, cho dù có, cũng là một ít huyền giả bởi vì không có linh khí mà sắp hao hết tuổi thọ. Tiến vào thành, ở dưới Dạ Lưu Vân chỉ huy cùng bố trí, hết thảy đều ngay ngắn rõ ràng, tất cả mọi người phân công nhau. Cái này để cho rất nhiều người đối với Dạ Lưu Vân càng thêm tin phục. Điều này cũng làm cho Dương Diệp rất hài lòng. Trong một đại điện đơn sơ, Dương Diệp ngồi ở trên ghế, ở trước mặt hắn là Dạ Lưu Vân. Không biết kiếm chủ tìm ta là có chuyện gì? Dạ Lưu Vân nói, thanh âm mang theo một tia cung kính, nàng là người thông minh, rất nhiều chuyện tự nhiên nên biết phải làm sao. Dương Diệp chỉ cái ghế đối diện nói. Ngồi đi. Dạ Lưu Vân do dự một chút, sau đó ngồi xuống trên mặt ghế. Dương Diệp nhìn Dạ Lưu Vân hồi lâu, sau đó nói. Dạ cô nương, ngươi là một người thông minh, trong dọi người, nói thực ra, cũng chỉ có ngươi có thể làm cho ta coi trọng. Hiện tại chúng ta chân thành trao đổi đi. Dạ Lưu Vân có chút trầm ngâm, sau đó nói. Được. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói.
Dạ cô nương đối với tương lai có tính toán gì không? Ta muốn biết cách nghĩ chân thật của dạ cô nương. Trầm mặc một hồi, dạ Lưu Vân nói. Không có ý định đặc biệt gì, chỉ muốn mang người của ta sống sót. Dương Diệp đứng dậy nói. Cái thế giới này, là một lồng giam, giam hết thảy mọi người. Cho dù đến đế giả, cũng không cách nào đột phá thế giới này. Mà dạ cô nương cũng nên biết, linh khí của thế giới này, kỳ thật đã đến tình trạng cơ hồ sắp khô kiệt. Một khi linh khí chính thức khô kiệt, tất cả mọi người sẽ chết, không ai có thể may mắn thoát khỏi, điểm ấy, có lẽ dạ cô nương không phản đối a? Dạ Lưu Vân nhìn về phía Dương Diệp nói. Kiếm chủ muốn nói cái gì? Dương Diệp cười nói. Dạ cô nương có nghĩ qua ly khai thế giới này không? Dạ Lưu Vân đột nhiên đứng lên, nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nàng nói. Ta có thể hỏi vấn kiếm chủ mấy vấn đề không? Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Hỏi đi. Sau lưng kiếm chủ còn có người. Dạ Lưu Vân hỏi. Dương Diệp lắc đầu nói. Tại thế giới này, ta lẻ loi một mình, không có hậu trường. Dạ Lưu Vân trầm mặc một lát, lại nói. Kiếm chủ đến từ nơi nào? Dương Diệp nhìn dạ Lưu Vân mây tức, sau đó nói. Thế giới bên ngoài. Đồng tử của dạ Lưu Vân bỗng nhiên co rụt lại, nhìn Dương Diệp rất lâu, sau đó nàng hít sâu một hơi nói. Cuối cùng một vấn đề, kiếm chủ tổ kiến kiếm minh, mục đích là muốn trở thành thế lực kim cương cấp thứ 6. Dương Diệp cười nhẹ, sau đó nói. Tại thế giới này, trở thành thứ nhất lại có ý tứ gì? Mục đích của ta, là mang theo mọi người lao ra thế giới này. Dạ cô nương có lẽ cũng muốn đi xem thế giới bên ngoài a. Dạ Lưu Vân nắm chặt hai đấm nói. Vài vạn năm qua, không ai có thể đi ra. Đó là bởi vì ta không có tới. Dương Diệp nhìn dạ Lưu Vân nói. Hiện tại, ta đến rồi. Hồi lâu, dạ Lưu Vân chậm rãi quỳ một gối xuống nói. Ta dạ Lưu Vân, nguyện thề chết theo kiếm chủ. Dương Diệp vịn dạ Lưu Vân lên nói. Tính tình của ta, không thích hợp quản lý kiếm minh, mà ngươi lại cực kỳ thích hợp. Ở trong kiếm minh, rất nhiều người đều chỉ an tại hiện trạng, ta hy vọng ngươi có thể cải biến điểm này. Còn có, ta hy vọng mọi người có thể mau chóng tăng thực lực lên, thánh giả cùng bán đế, quá yếu, không chỉ không cách nào sinh tồn ở thế giới này, càng không cách nào sinh tồn ở ngoại vực. Nói xong, Dương Diệp cong ngón búng ra, một nạp giới rơi vào trước mặt dạ Lưu Vân nói. Bên trong là 5.000 viên tử tinh thạch trước kia ta xảo trá Huyền Thiên Tông, ta để lại 1.000 viên. Còn lại 4.000 viên mặc ngươi xử trí. Dạ Lưu Vân không có cự tuyệt, nhận nạp giới, hiện tại ở trong thành rất nhiều thứ đều cần tử tinh thạch, 4.000 viên, kỳ thật còn có chút thiếu. Dương Diệp lại nói, hiện tại cần làm hai kiện sự, thứ nhất, tất cả mọi người tận khả năng tăng lên thực lực của mình, đợi lát nữa ta sẽ thả linh mạch ra, những người tư chất tốt, hoặc muốn đột phá, người có thể phân tử tinh thạch ra ngoài, để cho bọn hắn trước tấn cấp, về phần làm như thế nào. Chính ngươi an bài. Thứ hai, giúp ta nghe ngóng một vật, vật ấy tên, Ngân Hà Kiếm Đồ. Ngân Hà Kiếm Đồ. Dạ Lưu Vân kinh ngạc nói. Kiếm chủ ngươi muốn tìm Ngân Hà Kiếm Đồ. Ngươi biết rõ. Dương Diệp có chút kinh ngạc nhìn dạ Lưu Vân. Dạ Lưu Vân nhẹ gật đầu nói. Minh Ngục Đại Lục, không người không biết, không người không hiểu. Vì sao? Dương Diệp khó hiểu hỏi. Dạ Lưu Vân có chút trầm ngâm, sau đó nói. Năm đó, nghe đồn ngoại vực có một lão giả đạo bào muốn hủy diệt giới này, vô số cường giả của Minh Ngục Đại Lục người trước ngã xuống, người sau tiến lên ngăn cản, nhưng đều vẫn lạc. Cuối cùng, đệ nhất cường giả kiếm thần kiếm vô cực từng sinh ra ở Minh Ngục Đại Lục từ ngoại vực trở về, sau đó thúc giục Ngân Hà Kiếm Đồ, dẫn vô số tinh thần chi lực hóa thành kiếm khí. Ngày đó, trên không Minh Ngục Đại Lục cùng vực ngoại tình không đều là kiếm khí, trận chiến ấy. Kinh thiên địa, quỷ thần khiếp. Nói đến đây, dạ Lưu Vân khẽ lắc đầu, trong thanh âm mang theo vẻ cô đơn. Cuối cùng, lão giả đạo bào không biết tung tích, mà kiếm vô cực tắc thì từ phía chân trời trụy lạc, chỗ hắn rơi xuống, trong 10 vạn dặm trải rộng kiếm ý khủng bố, chỗ đó, được xưng là vẫn thần chi địa, cũng là cấm địa thứ nhất của Minh Ngục Đại Lục, bởi vì trong này kiếm ý cực mạnh, cho dù là đế giả cũng không cách nào trèo lên đỉnh. Dương Diệp khẽ nhíu mày. Bởi vì phiên bản dạ Lưu Vân nói cùng phiên bản đế nữ nói với hắn không quá đồng dạng, đương nhiên, hắn càng có khuynh hướng phiên bản của đế nữ. Lão giả kia, thấy thế nào cũng không giống như một người hung thần ác sát,
nếu như không phải người của Minh Mục Đại Lục làm cái gì, đối phương chắc chắn sẽ không như vậy. Bất quá hắn không có hứng thú đi biết chuyện năm đó, lập tức hỏi. Ngân Hà kiếm đồ kia ở Vẫn Thần chi địa. Chỉ là có khả năng. Dạ Lưu Vân nói. Chỗ đó, có khả năng là địa phương Ngân Hà kiếm đồ tồn tại nhất, bởi vì lúc trước kiếm vô cực vẫn lạc ở chỗ đó. Vài vạn năm qua, cũng có vô số cường giả tiến về chỗ đó, muốn đạt được Ngân Hà kiếm đồ, bởi vì một khi đạt được thần vật này, có thể phá vỡ lực lượng thần bí bao phủ trên Minh Mục Đại Lục, sau đó rời đi. Nhưng vài vạn năm qua, không có người đạt được. Dương Diệp khẽ gật đầu nói. Bất kể như thế nào, ta cũng phải đi xem. Dạ Lưu Vân do dự một chút, sau đó nói. Kiếm chủ ngươi tới giới này, là vì Ngân Hà kiếm đồ. Dương Diệp khẽ giật mình, sau đó khẽ lắc đầu nói. Ta không có biện pháp, dù không có Ngân Hà kiếm đồ, ta cũng nhất định phải đến. Vì cái gì? Dạ Lưu Vân khó hiểu. Thiên đạo không dung. Dương Diệp cười nhẹ, sau đó nghiêm mặt nói. Dạ cô nương, dã tâm của ta rất lớn, không ở giới này. Nhưng năng lực lãnh đạo cá nhân của ta không được, bởi vậy ta cần trợ giúp của ngươi. Dùng năng lực của ngươi, muốn quản lý kiếm minh, hoàn toàn không là vấn đề, chỉ là cái này xa xa không đủ, hiện tại thực lực của kiếm minh quá yếu. Sắc mặt Dạ Lưu Vân ngưng trọng nói. Ta sẽ hết khả năng. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó vỗ vỗ trước ngực mình. Tiểu Bạch Long bỏ ra. Dương Diệp đưa Tiểu Bạch Long tới trước mặt Dạ Lưu Vân nói. Vật ấy có linh, nhưng lại mất đi tự do, bị giam cầm mấy vạn năm. Ngươi không được hạn chế tự do của nó, chỉ cần nó ở trong thành là được. Nói xong Dương Diệp đi đến trước mặt Tiểu Bạch Long, vỗ nhẹ nhẹ đầu Tiểu Bạch Long nói. Chỉ có ở trong thành, không thể ra thành, bằng không thì ngươi sẽ bị người bắt, hiểu chưa? Tiểu Bạch Long vội vàng gật đầu. Chỉ cần không hạn chế tự do, cái này đã để nó cao hứng rồi. Nó có thể chạy hay không? Dạ Lưu Vân hỏi. Nghe vậy, Tiểu Bạch Long lập tức quay đầu trừng Dạ Lưu Vân, sau đó quay đầu nhìn Dương Diệp, một bộ nhu thuận, tựa như nói, ta nhất định sẽ không trốn. Dương Diệp cười nhẹ nói. Nếu như ngươi trốn, ta sẽ để cho nàng tới tìm ngươi, đến lúc đó nàng sẽ ăn ngươi đấy. Tiểu Bạch Long hiển nhiên minh bạch Dương Diệp nói là Tiểu Bạch. Mắt lộ vẻ hoảng sợ, sau đó vội vàng lắc đầu, biểu thị sẽ không trốn. Dương Diệp cười ha ha, vỗ nhẹ Tiểu Bạch Long nói. Dạ cô nương, ngươi mang nó đi đi. Dạ Lưu Vân có chút thi lễ, sau đó ôm Tiểu Bạch Long quay người đi ra đại điện. Sau khi Dạ Lưu Vân rời đi, Mục Thương Lan cùng Nam Sương còn có Cốc Lam đi vào đại điện. Dương Diệp nhìn về phía tam nữ, Mục Thương Lan đi đến trước mặt Dương Diệp. Sau đó lấy ra một cái nhẫn đưa cho Dương Diệp nhìn đối phương, không có lấy. Nhìn thấy một màn này, Cốc Lam cùng Nam Sương biến sắc, Nam Sương vội vàng nói. Ngươi đừng nóng giận được không? Lúc trước là Thương Lan tỷ không đúng, đoạt đồ đạc của ngươi, ta. Dương Diệp cười nhẹ, tiếp nhận chiếc nhẫn, cắt đứt Nam Sương nói. Ta là loại người hẹp hòi này sao? Nói xong hắn nhìn thoáng qua Mục Thương Lan nói. Sự tình đã qua, coi như mây gió, hôm nay chúng ta tính toán là người một nhà, trong nội tâm không nên có khúc mắc. Mục Thương Lan nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó khẽ gật đầu một cái, lui qua một bên. Thấy thế, Nam Sương cùng Cốc Lam thở dài một hơi, các nàng còn tưởng rằng Dương Diệp ghi hận chuyện lúc đầu, sợ Dương Diệp bạo khởi sát nhân. Dương Diệp cong ngón búng ra, trước mặt tam nữ xuất hiện 100 viên tử tinh thạch nói. Ta xem tu vi ba người các ngươi đều đạt đến một điểm cực hạn, sở dĩ không có đột phá, hẳn là vì không có tử tinh thạch. Nói xong, hắn nhìn về phía Mục Thương Lan nói. Người thực lực không tệ, mặc dù không có đạt tới bán đế, nhưng lại có thực lực bán đế, nếu như có thể đột phá bán đế, thực lực nhất định viễn siêu bán đế bình thường. Dạ cô nương quản lý kiếm minh không dễ, ta hy vọng ngươi có thể phụ trợ nàng. Mục Thương Lan nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó cầm lấy tử tinh thạch, có chút thi lễ. Ta cũng không khách khí. Cốc Lam cười hì hì nói. Nàng cầm lấy tử tinh thạch, do dự một chút, sau đó nhìn về phía Dương Diệp nói. Cái kia, người sẽ không giận ta chứ? Trước kia ta muốn giết người a, còn thường xuyên ở trước mặt Nam Sương nói xấu ngươi. Ngươi hy vọng ta giận dữ với ngươi sao? Dương Diệp cười nói. Không hy vọng. Cốc Lam vội vàng nói. Nghe vậy,
bốn người đều cười cười. Rất nhanh, Mục Thương Lan cùng Cốc Lam đi ra đại điện, trong đại điện, chỉ còn lại có Nam Xương cùng Dương Diệp. Nguyên lai ngươi lợi hại như vậy. Nam Xương nói khẽ. Lúc trước ngươi còn nói ta mặt dày kia mà. Dương Diệp cười nói. Khuôn mặt Nam Xương đỏ lên, nói khẽ. Ai kêu lúc trước ngươi thảm như vậy, lại thường xuyên giả bộ nhu nhược. Lúc ấy, ta không phải giả yếu, mà là yếu thật. Dương Diệp nhìn Nam Xương, trong mắt có một tia nhu hòa nói. Lúc trước nếu như không phải ngươi, ta có khả năng bị Thương Lan tỷ của ngươi làm thịt. Cuối cùng nếu như không phải ngươi cho ta Tử Tinh Thạch, để cho ta chữa trị thân thể, hiện tại chỉ sợ ta còn đang khắp nơi tìm Tử Tinh Thạch khôi phục thân thể. Nói thật, rất cảm ơn. Nam Xương ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, nói khẽ. Làm gì biến thành khách khí như vậy, ta có chút không quen. Dương Diệp cười cười nói. Tốt, về sau chúng ta không cần khách khí như thế. Nếu ngươi cần trợ giúp, hoặc có chuyện gì, có thể tìm Dạ cô nương, cũng có thể trực tiếp tới tìm ta. Nam Xương nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nhẹ gật đầu. Sau khi hàn huyên với Nam Xương rời đi, Dương Diệp quay người tiến vào nội đường. Xếp bằng ở trên đất, lấy ra 100 viên tử tinh thạch đặt ở trước mặt, sau đó bắt đầu điên cuồng hấp thu linh khí. Tử tinh thạch hóa thành huyền khí tràn vào cơ thể, đều bị Hồng Mông Tháp hấp thu, sau đó trong Hồng Mông Tháp truyền ra tí ti tử khí trở lại trong cơ thể Dương Diệp. Dương Diệp cũng không dùng để xung kích thánh giả trung cấp, mà lợi dụng những Hồng Mông tử khí này luyện thể. Nếu như hiện tại hắn xung kích thánh giả trung cấp, kỳ thật cực kỳ dễ dàng. Đã không có thiên đạo hạn chế, chỉ cần tử tinh thạch đầy đủ, xung kích đến bán đế cũng không phải vấn đề gì. Nhưng hắn không có làm như vậy. Đế nữ nói, hắn còn nhớ rõ. Cảnh giới của hắn tăng lên quá nhanh, thân thể đã có tai họa ngầm, mà trước kia ngoài ý muốn tấn thăng đến thánh giả, tuy ảnh hưởng không lớn, nhưng vẫn có ảnh hưởng. Nếu như hiện tại hắn lại tăng cảnh giới, tuy có thể tăng thực lực lên, nhưng lâu dài đến xem, được không bù mất. Bởi vậy, hắn quyết định trong thời gian ngắn trước vững chắc bản thân. Sau khi triệt để vững chắc trụ cột, lại đột phá bán đế. Trong cơ thể Dương Diệp, vòng xoáy thần bí chậm rãi xoay tròn, Hồng Mông tử khí từ trong đó từng điểm tràn ra, sau đó tán nhập vào tứ chi bách hài. Hồng Mông tử khí có thể chữa trị thân thể, cũng có thể luyện thể, bất quá sau khi thân thể hắn đạt đến thần biến cảnh, hiệu quả liền yếu đi rất nhiều, bởi vậy lúc trước hắn cũng rất ít dùng Hồng Mông tử khí đến luyện thể. Bất quá tuy hiệu quả yếu đi rất nhiều, nhưng y nguyên có hiệu quả. Hơn nữa, Hồng Mông tử khí không chỉ có thể luyện thể, còn có thể cải biến nhục thể của hắn. Sở dĩ kinh mạch cùng cốt cách của hắn cứng cỏi như vậy, một nguyên nhân chính yếu nhất là được Hồng Mông tử khí cải tạo qua. Có thể nói, kinh mạch cùng cốt cách của hắn căn bản không giống bình thường. Mà cảnh giới tăng lên quá nhanh, căn cơ bất ổn, nói cho cùng là kinh mạch cùng cốt cách chưa theo kịp cảnh giới của bản thân. Như xây nhà, móng còn không có triệt để vững chắc, liền đi xây tầng tiếp theo, mới đầu có lẽ sẽ không sao, nhưng vài năm sau, hậu hoạn vô cùng. Bởi vậy, hiện tại hắn cần phải làm là vững chắc kinh mạch cùng cốt cách. Thời gian từng chút trôi qua, đảo mắt đã đi qua mấy ngày. Mấy ngày này, Dương Diệp ngoại trừ mỗi ngày vững chắc căn cơ, còn có tu luyện kiếm kỹ, lực lượng giới hạn và kiếm ý giới hạn. Đặc biệt là lực lượng giới hạn cùng kiếm ý giới hạn, cái này cùng nhất niệm thuấn sát bản trung cực có thể nói là át chủ bài mạnh nhất của hắn. Ba chiêu này, có thể uy hiếp đế giả. Đặc biệt là kiếm ý giới hạn, từ khi lĩnh ngộ đến bây giờ, hắn còn chưa bao giờ dùng qua. Kiếm ý giới hạn đơn thuần, đã không kém lực lượng giới hạn, mà nếu như hai loại ý cảnh kết hợp, sau đó lại giới hạn, uy lực kia. Đương nhiên, hiện tại hắn còn không nắm chắc, giới hạn hai loại ý cảnh, còn có chút nguy hiểm. Bất quá cũng may, ở trong kiếm vực giới hạn hai loại ý cảnh, hắn có thể ép nguy hiểm xuống đến điểm thấp nhất. Đối với công hiệu của kiếm vực, Dương Diệp thật sự cảm giác rất khủng bố. Nếu để cho hắn ở kiếm vực cùng hai loại ý cảnh làm lựa chọn, hắn nhất định lựa chọn kiếm vực. Năm ngày sau, một cổ uy áp kinh khủng xuất hiện ở trên không Lạc Vân Thành. Đế giả hàng lâm, người phạm tận thế thành ta, chết. Một giọng nói vang lên. Trong hậu đường, Dương Diệp chậm rãi mở mắt, sau đó nói. Rốt cuộc đã tới, đã đến rồi, vậy thì lưu lại đi. Nói xong, Dương Diệp chậm rãi đứng dậy, sau đó bước ra ngoài. Trong Lạc Vân Thành,
Khi đế giả uy áp xuất hiện, vô số người ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng hoảng sợ. Đế giả, lực lượng đỉnh cao nhất của Minh Ngục Đại Lục. Đó là tồn tại đỉnh cao nhất trên kim tự tháp. Dù cho rất nhiều người tận mắt nhìn thấy Dương Diệp đánh lui đế giả, nhưng đối với đế giả, mọi người y nguyên vẫn bảo trì bản năng kính sợ. Theo thanh âm của đế giả rơi xuống, một nam tử trung niên mặc hoa bào xuất hiện ở trên không Lạc Vân Thành, mà sau khi trung niên hoa bào xuất hiện, một đạo kiếm quang xẹt qua, Dương Diệp xuất hiện ở đối diện. Nhìn thấy Dương Diệp xuất hiện, đám người Dạ Lưu Vân buông lỏng. Có thể nói, hiện tại Dương Diệp là trụ cột trong nội tâm tất cả mọi người, tuy hắn chỉ là một thánh giả. Ánh mắt của trung niên hoa bào rơi vào trên người Dương Diệp nói. Ngươi là... Không cần nói nhảm, không phải ngươi chết, là ta mất mạng. Dương Diệp nói xong, chân phải đập mạnh hư không, toàn bộ hư không run lên kịch liệt, sau đó cả người Dương Diệp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt trung niên hoa bào, cùng lúc đó, hai cổ ý cảnh hư vô lập tức bao phủ trung niên hoa bào, làm cho khí tức của hắn có chút cứng lại. Hai mắt trung niên nhíu lại, hắn không nghĩ tới Dương Diệp đi lên liền động thủ. Cái này để cho hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, mất đi tiên cơ. Bất quá hắn phản ứng cũng không chậm, một thanh trường thương màu đen xuất hiện, sau đó hàn mang thoáng hiện, thương ra như rồng, toàn bộ chân trời run lên kịch liệt. Keng! Dương Diệp kiếm cùng trường thương của trung niên hoa bào va chạm, thanh âm bén nhọn vang lên, làm cho mọi người phía dưới không khỏi run rẩy. Phía chân trời, yên lặng một cái chớp mắt, Dương Diệp cùng trung niên hoa bào từng người lui gần ngàn trượng. Trong mắt trung niên hoa bào có một tia ngưng trọng, hắn ngẩng đầu nhìn Dương Diệp nói. Ta ngược lại là xem nhẹ. Trung niên hoa bào còn chưa nói xong, tiếng kiếm minh vang vọng, Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt hắn, cùng lúc đó, mũi kiếm đâm thẳng mi tâm hắn. Kiếm còn chưa tới, kiếm khí cùng khí thế cường đại liền ép không gian chung quanh trung niên bóp méo. Thấy Dương Diệp hùng hổ dọa người như thế, trong mắt trung niên hiện lên hàn mang, tay phải vung lên. Trường thương mạnh mẽ đâm ra, thương ra, chân trời lập tức che kín vô số thương ảnh, những thương ảnh kia trực tiếp bao vây Dương Diệp lại. Oanh! Trung niên hoa bào lui mấy trăm trượng, trong tràng, thương ảnh tán đi, Dương Diệp xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, lúc này, trên mặt Dương Diệp có một vết máu. Nhìn thấy một màn này, người kiếm minh trong Lạc Vân Thành siết chặt. Nếu Dương Diệp bại, kết cục của bọn hắn không cần nói cũng biết. Hai tay Dạ Lưu Vân chặt chẽ nắm lại, trận chiến này, nếu Dương Diệp thắng, danh tiếng của Dương Diệp chắc chắn khiếp sợ toàn bộ Minh Ngục Đại Lục, cùng lúc đó, kiếm minh cũng danh chấn Minh Ngục Đại Lục. Khi đó, không người nào dám tùy ý khi nhục kiếm minh, cho dù là mấy thế lực kim cương cấp. Vì sao? Bởi vì kiếm minh có người có thể giết đế. Một thế lực có thể giết đế, ai dám khinh thị? Phải biết, cho dù là thế lực kim cương cấp, đế giả cũng sẽ không nhiều. Bởi vậy, trừ khi song phương là tử địch, bằng không không có người sẽ vô cớ trêu chọc một người có thể giết đế. Có thể nói, nếu Dương Diệp thắng, kiếm minh thừa thế quật khởi. Khi đó, tăng thêm kiếm minh có linh mạch, nhất định có vô số dòng binh đoàn cùng rất nhiều tán tu đến đây gia nhập. Có thể nói, nếu như Dương Diệp thắng, hết thảy đến tiếp sau, nàng đều đã có kế hoạch. Nhưng nếu như Dương Diệp bại, nếu như bại, tất cả mọi người sẽ chết. Phía chân trời, Dương Diệp đưa tay sờ vết thương trên mặt mình, hắn biết rõ, mình có chút khinh thị đối phương rồi. Trung niên trước mắt này, so với đế giả của Huyền Thiên Tông lúc trước thì mạnh hơn một ít. Thực lực không tệ, khó trách dám giết người tận thế thành ta. Đáng tiếc, người quá không biết lượng sức, khiêu khích tận thế thành ta, hôm nay, bản đế để cho ngươi thần hồn. Trung niên hoa bào chưa nói xong, xa xa Dương Diệp đột nhiên tuôn ra một tia máu. Sau đó một đạo kiếm quang huyết sắc điện xạ đến. Kiếm quang còn chưa tới, mùi máu tươi cùng lệ khí gay mũi đã làm cho trung niên hoa bào sắc mặt đại biến. Không dám khinh thường, trường thương trong tay trung niên hoa bào mạnh mẽ bổ xuống một phát. Một phát này, tựa như có lực lượng bổ thiên, toàn bộ không gian đều theo trường thương hắn bóp méo. Keng! Thương kiếm chạm vào nhau, toàn bộ không gian run lên kịch liệt, sau đó trung niên hoa bào cùng Dương Diệp bay ngược ra ngoài. Nhưng đúng lúc này, Dương Diệp vừa bay rớt ra ngoài lại đột nhiên bắn tới, lập tức đi tới trước mặt trung niên hoa bào, sau đó một mảnh tia máu lập tức bao phủ trung niên hoa bào. Trung niên hoa bào cũng đánh ra hỏa khí, trong mắt hiện lên lệ quang, huyền khí trong cơ thể vận chuyển,
sau đó trường thương trong tay mạnh mẽ đâm ra. Thương xuất, vô số mũi thương kích xạ, cùng tiêm máu của Dương Diệp oanh lại với nhau. Rầm rầm rầm. Phía chân trời, mũi thương cùng kiếm khí không ngừng bắn tung tóe, những nơi đi qua, không gian nổi lên từng đợt xé rách, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Thân thể thần biến cảnh, tuy cường hãn, nhưng đối với đế giả cảnh mà nói, mặc dù có chút phiền toái, nhưng cũng chỉ là có chút phiền toái. Dù sao thần biến cảnh, cũng chỉ tương đương với đế giả mà thôi. Bởi vậy sau một phen kịch chiến, trên người Dương Diệp xuất hiện rất nhiều vết thương. Bất quá trung niên hoa bào cũng không khá hơn chút nào, ở dưới Dương Diệp không công kích liều mạng, trên người hắn cũng xuất hiện vô số vết thương. Nhưng Dương Diệp ở hạ phong, đế giả, đều sống ít nhất trên vạn năm, tâm tính cùng ý thức chiến đấu tuyệt không phải Dương Diệp có thể so sánh, nếu như Dương Diệp không phải dựa vào thân thể thần biến cảnh, chỉ sợ đã sớm vẫn lạc. Bởi vì có thân thể cường đại, nên hắn căn bản không cần đi phòng ngự. Đấu pháp của hắn rất đơn giản. Người đâm ta một thương, ta không đề phòng, nhưng ta muốn đâm ngươi một kiếm. Dùng tổn thương đổi tổn thương. Chơi đúng là mệnh. Cũng chính bởi vì loại đấu pháp này của Dương Diệp, nam tử trung niên kia đánh có chút biệt khuất, bởi vì hắn phải bận tâm rất nhiều, ví dụ như lúc hắn đâm Dương Diệp một thương, Dương Diệp cũng sẽ đâm hẳn một kiếm. Như vậy hắn tự nhiên không dám, bởi vì thân thể Dương Diệp viễn siêu hắn, hơn nữa kiếm của Dương Diệp cực kỳ lăng lệ ác liệt. Hoàn toàn có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Mà thương của hắn tuy cũng có thể phá vỡ phòng ngự của Dương Diệp, nhưng... nói cho cùng, hắn không muốn dùng mạng của mình đổi mạng của Dương Diệp. Dù sao hắn là đế giả, mà Dương Diệp chỉ là một thánh giả. Mệnh đế giả đổi mệnh thánh giả, hắn không ngốc. Nhưng Dương Diệp lại càng đánh càng điên, càng đánh càng dũng cảm, chiêu chiêu lấy mạng đổi mạng. Cái này để cho nam tử trung niên kia càng thêm biệt khuất cùng căm tức. Bởi vì nam tử trung niên cố kỵ cái này cố kỵ cái kia, nên Dương Diệp dần dần chiếm thượng phong, đến sau cùng, biết thành Dương Diệp bắt đầu áp chế nam tử trung niên. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều người trong Lạc Vân Thành thở dài một hơi, đồng thời trong nội tâm đối với Dương Diệp càng thêm kính sợ, không, phải nói càng thêm sùng bái. Dùng thánh giả áp chế đế giả. Mà người này, là lão đại của bọn hắn. Có một lão đại như thế. Sống lưng của bọn hắn tự nhiên đều thẳng một chút. Tựa như những thế lực kim cương cấp kia lúc đối mặt với bọn họ, luôn mang theo một loại cảm giác về sự ưu việt, vì cái gì? Bởi vì hậu trường của người ta cứng rắn. Người trong giang hồ lăn lộn, ngoại trừ giảng thực lực của mình ra, còn phải giảng hậu trường sau lưng. Oanh! Lúc này, phía chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn, sau đó chân trời run lên kịch liệt, nam tử trung niên cùng Dương Diệp phân ra. Lúc này, toàn thân nam tử trung niên cơ hồ có trăm vết kiếm, mà Dương Diệp cũng không khá hơn chút nào, toàn thân cơ hồ đều là tổn thương, bất quá những tổn thương kia với hắn mà nói, thật sự chỉ có thể coi là đồ chơi cho con nít. Đương nhiên, quan trọng nhất là, hắn có hồng mông tử khí chữa trị thân thể, bởi vậy cho dù là một ít tổn thương hơi nghiêm trọng, cũng sẽ chữa trị rất nhanh. Đây là ưu thế của hắn. Sắc mặt trung niên nam tử âm trầm nhìn Dương Diệp, trong mắt hắn có một tia dữ tợn. Tốt, rất tốt, ta. Không biết trung niên muốn nói cái gì, nhưng cả người Dương Diệp lại hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ, mãnh liệt bắn về phía hắn. Đối với Dương Diệp mà nói, hắn thật sự là không có hứng thú cùng trung niên kia nói nhảm. Đối phương muốn đưa hắn vào chỗ chết, vậy bọn họ tầm đó dĩ nhiên là tử địch, nếu là tử địch, thì không phải ngươi chết chính là ta chết. Đến mức này rồi, nói nhảm còn có ý nghĩa sao? Đang sinh tử chiến còn muốn nói nhãm, hắn luôn cực kỳ khinh bỉ. Nếu là địch nhân, vậy thì giết. Nói nhảm trăm câu, không bằng một kiếm giết chết. Nhìn thấy Dương Diệp lại xuất thủ, khóe miệng trung niên nổi lên vẻ mỉa mai, thời điểm Dương Diệp đi vào trước mặt hắn, kiếm đâm tới ngực, nhưng giờ khắc này, trung niên lại không có như trước kia né tránh, mà trường thương mạnh mẽ đâm ra, thương xuất, những nơi đi qua không gian bị xé nát. Lấy mạng đổi mạng. Giờ khắc này, sắc mặt Dương Diệp biến hóa, bất quá hắn lại không có tránh, lúc này tránh cũng không còn kịp rồi. Trong tay mạnh mẽ dùng sức, huyết kiếm đâm vào trước ngực trung niên, nhưng thời điểm huyết kiếm đâm vào trước ngực, một vòng tròn màu xanh da trời xuất hiện ở trước ngực chặn kiếm của Dương Diệp. Với tư cách đế giả, sao có thể ngay cả một đồ vật phòng thân cũng không có? Thật sự cho rằng trước kia ta sợ ngươi sao? Ngươi, còn quá non.
Trung niên nói xong, trường thương trực tiếp đâm vào trước ngực Dương Diệp, không có ngoài ý muốn chút nào, trường thương trực tiếp đâm xuyên qua ngực Dương Diệp, một đạo máu tươi từ phía sau lưng Dương Diệp kích xạ ra. Nhìn thấy một màn này, vô số người sắc mặt lập tức trắng bệch, sợ đến vỡ mật. Nhưng ngay một khắc này, Dương Diệp lại đột nhiên lấn thân lên, để cho trường thương tiếp tục xuyên qua thân thể của hắn, sau đó tới trước mặt Trung niên, tay trái hắn bắt bả vai của Trung niên, sau đó khóe miệng của hắn cười lạnh. Để ta cho ngươi biết cái gì gọi là liều mạng, cái này mới là liều mạng. Két sát. Bả vai của Trung niên bị Dương Diệp kéo xuống. Bả vai của Trung niên, máu tươi như trụ. Trung niên hoảng hốt, mà đúng lúc này, chân phải của Dương Diệp lại đột nhiên đẹp hư không, sau đó cả người trực tiếp đâm vào trên người Trung niên. Phanh. Trung niên bị Dương Diệp đụng bay ra ngoài, mà thời điểm hắn vừa bay ra ngoài, Dương Diệp lại đập mạnh hư không. Sau đó hóa thành một đạo kiếm quang đâm vào trên người Trung niên. Phốc! Một ngụm máu từ trong miệng Trung niên phun ra, Trung niên lần nữa bay rớt ra ngoài. Trên không trung, Trung niên phun vài ngụm máu, lúc này đây, trong mắt của hắn có vẻ kinh hãi, đấu pháp không muốn sống của Dương Diệp, lúc này đây hắn thật sự có chút sợ rồi. Bởi vì lúc này trường thương y nguyên cắm ở trong ngực Dương Diệp. Sắc mặt Dương Diệp trong huyết hồng còn mang theo một tia tái nhợt, hiển nhiên cái này là dấu hiệu bị trọng thương. Nhưng Dương Diệp lại còn dồn sức đánh, hơn nữa còn như trước kia dùng tổn thương đổi tổn thương. Lúc này đây, hắn chân chính có chút sợ. Trung niên đã có thoái ý, nhưng Dương Diệp lại lần nữa đi tới trước mặt hắn, sau đó huyết kiếm trong tay như mưa bổ tới hắn. Không có một tay, lúc này Trung niên là chân chính bị áp chế, cơ hồ chỉ có thể bị động ăn đòn. Hắn là đế giả, tự nhiên có thể gãy chi trọng sinh. Nhưng đó cũng cần thời gian a. Mà bây giờ, Dương Diệp căn bản không để cho hắn một chút thời gian, đừng nói khôi phục cánh tay, hắn ngay cả thời gian hô hấp cũng không có. Phía chân trời, ở trong ánh mắt của mọi người, nam tử liên tiếp bại lui, máu tươi liền phun, tuy như thế, nhưng Trung niên vẫn y nguyên ương ngạnh chống cự. Bất quá tất cả mọi người nhìn ra, nam tử Trung niên chống không được bao lâu. Oanh! Lúc này, trong cơ thể nam tử Trung niên tuôn ra khí thế kinh khủng, khí thế tựa như vỡ đê, trực tiếp chấn Dương Diệp lùi lại mấy trượng. Thời điểm mọi người ở đây cho rằng Trung niên muốn tuyệt địa phản kích, hắn đột nhiên quay người, thân hình run lên biến mất ở phía chân trời, sau đó thanh âm của Trung niên từ phía chân trời truyền đến. Tốt, rất tốt, chuyện hôm nay, ta nhớ kỹ. Chạy! Tất cả mọi người lần nữa mộng rồi. Lại một đế giả bị đánh chạy. Bất quá! Bất kể như thế nào, đây là chuyện tốt, ít nhất nguy cơ giải trừ. Người tốt nhất là quên đi. Lúc này ở phía chân trời, Dương Diệp đột nhiên nhẹ giọng nói một câu, sau một khắc, cả người hắn hóa thành một đạo kiếm quang chui vào trong hư không. Hư không toa kiếm thuật. Ở bên ngoài mấy chục vạn dặm, Trung niên quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhìn thấy Dương Diệp không có đuổi theo, lập tức thở dài một hơi. Sắc mặt của hắn có chút âm trầm, có chút dữ tợn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, mình sẽ bị một thánh giả hoàn toàn áp chế, thậm chí còn thiếu chút nữa bị giết chết. Sỉ nhục, vô cùng nhục nhã a hát. Kỳ thật, sở dĩ nam tử Trung niên thảm như vậy, nguyên nhân chủ yếu là hắn có chút khinh địch. Nếu như ngay từ đầu, hắn có thể coi Dương Diệp là đối thủ ngang hàng, hắn tuyệt đối sẽ không thảm như vậy. Nhưng hắn không có, bất quá cái này cũng bình thường, một đế giả, sao sẽ để một thánh giả vào mắt? Đừng nói thánh giả. Ngay cả bán đế ở trong mắt bọn hắn cũng thuộc về con sâu cái kiến. Nhưng hôm nay hắn đụng phải quái thai rồi. Trung niên hít sâu một hơi, tay trái chậm rãi nắm chặt, trong mắt sát ý thoáng hiện, việc này hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua như vậy. Không giết Dương Diệp, về sau hắn ở trong hàng ngũ đế giả còn làm sao lăn lộn. Trung niên lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua phương hướng Lạc Vân Thành, trong mắt hiện lên lệ khí nói. Đợi đó. Nói xong. Hắn quay người muốn ly khai, nhưng đúng lúc này, đồng tử của Trung niên bỗng nhiên co rụt lại, tóc gáy dựng đứng, hắn mãnh liệt xoay người, tay trái đánh ra một chưởng. Thời điểm hắn quay người, một đạo kiếm quang xuất hiện ở trước mặt. Xuy, đạo kiếm quang kia trực tiếp chui vào trong cánh tay của Trung niên, sau đó từ bả vai kích xạ ra, toàn bộ cánh tay trái chia làm hai nửa. Lúc này, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt hắn. Không. Hai mắt Trung niên trợn lên, trong mắt muốn nứt. Dừng tay. Đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ từ không gian xa xa truyền đến, người chưa tới,
nhưng tiếng hét phẫn nộ lại chấn không gian chung quanh Dương Diệp lay động kịch liệt. Lại một đế giả. Nhưng lông mày Dương Diệp không nhăn một cái, kiếm trong tay một chút dừng lại cũng không có, trực tiếp chui vào mi tâm của trung niên kia. Xuy. Một đạo máu tươi từ sau đầu trung niên kích xạ ra, đồng tử của trung niên bỗng nhiên co rụt lại, sau một khắc, sắc thái trong mắt hắn chậm rãi tiêu tán, cùng lúc đó, một cổ linh khí kinh khủng như vỡ đê từ trong cơ thể trung niên bạo tuôn ra, linh khí trong vòng ngàn dặm lập tức đầy đủ, tựa như đặt mình vào trong hải dương linh khí. Lúc này, tiểu bạch trước ngực Dương Diệp lập tức chui ra, sau đó há mồm khẽ hấp, những linh khí kia lập tức hóa thành một hàng dài chui vào trong miệng tiểu bạch. Theo ngày càng nhiều linh khí chui vào trong miệng tiểu bạch, thân thể tiểu bạch càng trắng. Rất nhanh, tất cả linh khí đều bị tiểu bạch hấp thu, nàng ợ một cái, sau đó xoay người chui vào trước ngực Dương Diệp. Tay phải Dương Diệp nắm chặt trường thương còn cắm ở trước ngực hắn chậm rãi rút ra, theo trường thương bị rút ra, máu tươi từ trước ngực hắn kích xạ ra, sau đó đều chui vào huyết kiếm trong tay hắn. Sau khi rút trường thương ra, Dương Diệp vốn định ném đi. Nhưng vừa nhìn thấy là chuẩn đế cấp, hắn quyết đoán thu vào. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía thi thể trung niên, tay phải vung lên, hai nạp giới rơi vào trong tay hắn, hắn đang muốn quan sát, đột nhiên sắc mặt hắn hơi đổi, sau đó tay phải vung lên, thi thể trung niên cùng nạp giới bị hắn thu vào. Hắn quay người nhìn về phía xa, xa xa, không gian rung rung, sau đó không gian chậm rãi vỡ ra, một trung niên mặc áo bào màu vàng từ trong đó đi ra. Trung niên kim bào này cùng trung niên hoa bào trước kia bị Dương Diệp giết lớn lên có chút tương tự. Ta bảo người dùng tay, người không nghe thấy sao? Trung niên kim bào nhìn Dương Diệp, tuy ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại lộ ra một cỗ xâm lãnh. Dừng tay! Khóe miệng Dương Diệp cười lạnh nói. Ta ngốc sao, không giết hắn, sau đó để cho hắn cùng với ngươi liên thủ tới giết ta. Nếu như ta thật làm như vậy, ta não tàn như thế nào a? Hắn buông tha trung niên hoa bào, tận thế thành sẽ cùng hắn hòa giải sao? Không, đối phương sẽ liên thủ diệt hắn. Trung niên kim bào nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Thật sự, ngươi để cho chúng ta ngoài ý muốn rồi. Khinh thị ngươi, là chuyện ngu xuẩn mà tận thế thành ta làm. Nhưng hiện tại sẽ không. Làm sao ngươi biết bây giờ ngươi còn không phải đang khinh thị ta? Dương Diệp khẽ cười nói. Vậy sao? Trung niên kim bào tay phải chậm rãi nắm chặt nói. Ta muốn nhìn một chút, ta có khinh thị ngươi hay không? Dương Diệp lại lắc đầu nói. Hiện tại ta không đánh với ngươi, ngươi muốn động thủ, ta sẽ chạy. Tin tưởng ta, ngươi tuyệt đối đuổi không kịp ta. Không sao, còn có Lạc Vân Thành. Trung niên kim bào nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Ngươi giết đi, giết sạch toàn bộ cũng không sao. Bởi vì nếu tận thế thành ngươi toàn quân xuất động, ta xác thực bảo hộ không được bọn họ. Nói đến đây, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía trung niên kim bào, chân thành nói. Nhưng ta sẽ báo thù cho bọn hắn. Quãng đời còn lại của ta huyên môn săn giết người tận thế thành ngươi, thẳng đến tất cả mọi người tận thế thành ngươi chết hết mới thôi. Đúng rồi, còn ngươi nữa. Có lẽ bây giờ ta còn giết không được ngươi, nhưng chờ ta đến bán đế. Hoặc đế giả thì sao? Ngươi uy hiếp ta. Trung niên kim bào nhìn Dương Diệp nói. Khóe miệng Dương Diệp cười lạnh. Cái này thì thế nào? Ngươi đi Lạc Vân Thành sát nhân, ta đi tận thế thành ngươi sát nhân. Ta không sao cả, ngươi xem, sát ý của ta đã đến hư vô cảnh, biết rõ ta giết bao nhiêu người sát ý mới đến hư vô cảnh không? Khẳng định nhiều hơn cả tận thế thành ngươi. Cho nên, ngươi muốn chơi mà nói, ta không sao cả, chết một vài người mà thôi, ta thật sự không quan tâm. Ta trước tiên có thể giết ngươi. Trung niên kim bào nói xong, bấm tay một chút, toàn bộ không gian run lên kịch liệt, sau đó hàn mang thoáng hiện, trong chốc lát, vô số lưỡi dao sắc bén hiện ra, kích bắn về phía Dương Diệp. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, trong mắt lệ khí thoáng hiện, huyết kiếm trong tay hắn mạnh mẽ bổ một phát, một tia máu ở trước mặt hắn kích xạ ra, cùng những lưỡi dao sắc bén kêu anh lại với nhau. Oanh! Từng đạo năng lượng nổ vang không ngừng vang lên. Không gian không ngừng rung động kịch liệt. Xa xa, trung niên kim bào hừ lạnh một tiếng, muốn xuất thủ lần nữa, nhưng lúc này, Dương Diệp lại quay người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở phía chân trời. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt trung niên kim bào lập tức biến đổi, bởi vì phương hướng Dương Diệp đi là phương hướng của tận thế thành. Làm càn,
Trung niên kim bào gầm lên, thân hình lấp lóe, biến mất ở phía chân trời. Đuổi theo, sắc mặt trung niên kim bào có chút khó coi, bởi vì hắn phát hiện tốc độ của Dương Diệp tuyệt không chậm hơn hắn, đặc biệt là kiếm kỹ xuyên toa hư không kia, càng mau hơn hắn rất nhiều. Trung niên kim bào biết rõ, trước kia Dương Diệp nói nếu như muốn chạy trốn, hắn tuyệt đối đuổi không kịp cũng không phải giả. Ước chừng 15 phút sau, một đại thành xuất hiện ở trong tầm mắt Dương Diệp. Dương Diệp không có đi nhìn đại thành, mà dừng lại, quay người nhìn về phía trung niên kim bảo mới xuất hiện ở cách đó không xa, huyết kiếm trực chỉ đối phương nói. Người đi Lạc Vân thành sát nhân, ta đi Tận Thế thành sát nhân, có dám không? Nói thật, ta hy vọng người đi, bởi vì kiếm của ta đã ở đế cấp ngừng quá lâu. Hiện tại nếu như giết một thành mà nói, có khi sẽ đột phá đế cấp. Người uy hiếp ta. Sắc mặt trung niên kim bảo dữ tợn lên. Ta chính là uy hiếp ngươi. Dương Diệp cười lạnh, cũng không nói nhảm, trực tiếp hóa thành một tia máu bắn về phía Tận Thế Thành. Ngay thời điểm Dương Diệp lao tới Tận Thế Thành, trung niên kim bào chắn ở trước mặt hắn, tay phải nâng lên, hóa trưởng như đao bổ một phát. Suy mũ mũ. Một đạo đao khí gần ngàn trượng lăng không thoáng hiện, hung hăng bố tới Dương Diệp. Một phát này, không gian chung quanh trực tiếp rạn nứt, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Xa xa, khóe miệng Dương Diệp hiện lên vẻ dữ tợn, huyết kiếm cắm vào cổ sao, sau đó mạnh mẽ rút kiếm chém. Ông! Nương theo tiếng kiếm minh phóng lên trời, một đạo kiếm khí huyết sắc vạch phá bầu trời, hung hăng bổ vào trên đao khí. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, đao khí cùng kiếm khí ầm ầm nổ tung ra, vô số năng lượng của kiếm khí cùng đao khí bắn tung tóe. Trong tràng, trung niên kim bào cùng Dương Diệp cách xa nhau trăm trượng. Hai người cũng không có xuất thủ. Dương Diệp nhìn trung niên kim bào, mặt mỉm cười. Người muốn miểu sát ta, thứ cho ta nói thẳng, người còn không được. Đương nhiên, nếu như người hết toàn lực, xác thực có cơ hội giết ta. Nhưng nếu như ta đổ máu, đồng dạng có cơ hội giết ngươi, cho dù giết không được ngươi, nhưng ít ra cũng có thể trọng thương ngươi. Ngươi trọng thương, Tận Thế Thành của ngươi liền nguy hiểm. Đương nhiên, có lẽ Tận Thế Thành ngươi còn có đế giả. Nhưng nếu như ta không đoán sai, hiện tại hắn còn chưa đi ra, không phải không ở Tận Thế Thành, đoán chừng là có việc gấp gì khác, ngươi nói phải không? Trung niên kim bào nhìn Dương Diệp hồi lâu nói. Việc này, còn chưa xong đâu. Nói xong, hắn quay người hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở trong Tận Thế Thành. Nhưng lúc này, Dương Diệp lại đột nhiên rút kiếm chém, một đạo kiếm khí chui vào trong không gian, một tiếng vang thật lớn. Cái kia trung niên kim bào lúc trước đã rời đi lại xuất hiện ở đối diện Dương Diệp. Có phải muốn nhìn tổn thương của ta đến trình độ nào, sau đó dễ giết ta không? Nhìn trung niên kim bào, Dương Diệp cười nói. Trung niên kim bào nhìn Dương Diệp, không nói gì, lúc này Dương Diệp lại nói. Kỳ thật, ta tổn thương hoàn toàn chính xác không nhẹ, nếu ngươi hết toàn lực, khẳng định có tỷ lệ đánh chết ta rất lớn. Vấn đề là, ngươi dám sao? Ngươi sẽ sao? Ngươi không dám, ngươi cũng không ngốc, ngươi Lạc Vân Thành, với ta mà nói, tùy thời có thể vứt bỏ, dù sao nhất thời cao hứng kéo lên. Nhưng Tận Thế Thành của ngươi ra đại nghiệp đại, ngươi cam lòng vứt bỏ sao? Trung niên kim bào nhìn Dương Diệp một lát, khóe miệng nổi lên một vòng mỉa mai. Ngươi nói nhiều như vậy, làm nhiều như vậy, mục đích thực sự kỳ thật là muốn bảo hộ Lạc Vân Thành, ta nói không sai chứ? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn trung niên kim bào nói. Ngươi đã nhìn thấu, vậy vì sao ngươi không dám cùng ta chơi tới cùng? Phải biết, ngươi muốn diệt Lạc Vân Thành, chỉ là sự tình mấy tức. Mà ta muốn diệt Tận Thế Thành, trong thời gian ngắn chỉ sợ không được. Bất quá về sau Tận Thế Thành ngươi sẽ không ngủ ngon được, bởi vì một cường giả có thể so với đế giả thời thời khắc khắc từ một nơi bí mật gần đó nhìn các ngươi. Trung niên kim bào nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Chúng ta chờ xem. Phụng bồi đến cùng. Dương Diệp nói xong, quay người rời đi. Nhìn bóng lưng của Dương Diệp, hai tay của trung niên kim bào chậm rãi nắm lại, trong mắt xâm lãnh. Trước kia, hắn đã từng có vô số lần muốn động thủ, nhưng vẫn nhịn được. Hắn xác thực rất băn khoăn Tận Thế Thành có một cường giả có thể so với đế giả ở sau lưng nhìn trộm, đặc biệt là lúc này Tận Thế Thành đã vẫn lạc một đế giả. Tận Thế Thành. Là một trong mấy thế lực mạnh mẽ nhất, thế lực đối địch cùng cừu gia tự nhiên không ít, một khi cho những người kia cơ hội, những người kia tuyệt đối sẽ xuất thủ với Tận Thế Thành.
Còn có, Dương Diệp thoạt nhìn giống như một người điên, không, phải nói chính là một tên điên. Một người lĩnh ngộ sát ý hư vô cảnh, là có chuyện gì làm không được sao? Nói cho cùng, hiện tại trung niên Kim Bảo còn không muốn Ngọc Thạch câu phần, dù sao báo thù, không cần phải nóng lòng nhất thời. Trung niên Kim Bảo hít sâu một hơi, cường hành đè ép sát ý trong lòng xuống, hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua phương hướng Lạc Vân Thành, sau đó xoay người biến mất ở phía chân trời. Lạc Vân Thành. Dương Diệp trở lại Lạc Vân Thành, toàn bộ Lạc Vân Thành lập tức sôi trào lên. Dương Diệp trở về, cái này chứng minh Dương Diệp thắng. Cái này cũng chứng minh, thực lực của Dương Diệp không phải có thể so với đế giả, mà là có thể vượt qua rất nhiều đế giả. Giờ khắc này, mọi người đối với tương lai tiền đồ, không còn mê mang nữa. Có một cường giả mạnh hơn đế giả bình thường rất nhiều tồn tại, ngày sau Kiếm Minh hoàn toàn có khả năng trở thành thế lực kim cương cấp của Minh Ngục Đại Lục. Nghĩ vậy, rất nhiều người không khỏi xô trào, huyết dịch toàn thân phảng phất như thiêu đốt. Sau khi Dương Diệp trở lại Lạc Vân Thành, trực tiếp vào phòng của mình, vừa trở lại gian phòng, một ngụm máu lập tức từ trong miệng hắn phun ra. Lau máu tươi ở khóe miệng, Dương Diệp trầm ngâm một lát, sau đó ngồi xếp bằng, lấy tử tinh thạch ra hấp thu. Kỳ thật, trung niên Kim Bảo kia không biết, lúc trước hắn cơ hồ đã là nó mạnh hết đà. Cùng để giả kịch chiến, bản thân hắn tiêu hao đại lượng huyền khí, hơn nữa thân thế cũng mỏi mệt, cuối cùng vì giết đế giả. Hắn lại dùng tổn thương đổi tổn thương, có thể nói, khi đó thương thế của hắn đã rất nghiêm trọng. Đương nhiên, so với trước kia thân thể tan vỡ mà nói, thương thế kia ngược lại chỉ có thể nói bình thường. Nhưng nếu như trước kia trung niên Kim Bảo tiếp tục động thủ, hắn sẽ thật sự nguy hiểm. Bởi vậy hắn chỉ có thể bày ra tư thái ta là tên điên, ta không muốn sống. Thế giới này chính là như vậy, yếu sợ mạnh, mạnh sợ không muốn sống, không muốn sống sợ tên điên. Một người bình thường, sẽ đi dốc sức liều mạng với một người điên sao? Trung niên Kim Bảo kia là một người bình thường, hơn nữa còn là một người có lý trí, bởi vậy hắn tự nhiên sẽ không làm. Đương nhiên, chủ yếu là Dương Diệp có thực lực, nếu như không có thực lực còn nổi điên, đó là loại ngu xuẩn. Theo hồng mông tử khí không ngừng chữa trị, tổn thương trong cơ thể Dương Diệp dần dần khép lại, chưa tới một canh giờ, tổn thương toàn thân hắn đã khôi phục thất thất bát bát. Cho dù Dương Diệp đã quen hồng mông tử khí nghịch thiên, nhưng y nguyên bị hồng mông tử khí làm khiếp sợ. Hồng mông tử khí, ở phương diện chữa thương, thật sự quá nghịch thiên. Nếu như không phải hồng mông tử khí, hắn căn bản không dám dùng đấu pháp tổn thương đổi tổn thương, có thể nói, sở dĩ hắn dám điên cuồng như vậy, trừ thân thể cường đại, còn có một nguyên nhân, cái kia chính là có hồng mông tử khí. Chỉ cần hắn không bị một kích mất mạng, còn một hơi, hồng mông tử khí có thể cứu hắn trở về. Thần thức của Dương Diệp chìm vào trong cơ thể, nhìn vòng xoáy thần bí xoay tròn, trầm mặc. Hắn đã đạt tới thánh giả, nhưng vòng xoáy thần bí như trước không có dấu hiệu khôi phục, chẳng lẽ mình còn chưa đủ mạnh? Nếu là lúc trước, hắn sẽ không cho rằng như vậy, bởi vì thánh giả đã rất mạnh. Đặc biệt là hắn, chiến lực của hắn cũng coi như có thể, ít nhất cùng giai khó tìm địch thủ. Nhưng sau khi kiến thức quá nhiều cường giả, hắn biết rõ, thánh giả, kỳ thật rất yếu. Đừng nói thánh giả, đế giả cũng rất yếu. Đế nữ, cùng kỳ, còn có thủ hộ giả lúc trước cùng đế nữ giao thủ, người nào không đơn giản chạm đế. Mà ở trên những người này, còn có cường giả. Không nói lão giả đạo bào kia, chỉ nói Minh Ngục Đại Lục đệ nhất cường giả, cũng chính là người sáng tạo ra Ngân Hà Kiếm Đồ Kiếm Vô Cực, cũng đủ để cho vô số người nhìn lên. Mà lão giả đạo bào kia, nói tóm lại, theo thực lực tăng lên, hắn càng cảm giác mình nhỏ bé. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp thấp giọng thở dài, sau đó mở mắt. Bất kể như thế nào, chỉ cần đám người Tô Thanh Thi không có việc gì là tốt rồi, về phần hồng mông tháp, hắn tin tưởng, cách khôi phục không xa. Bởi vì hiện tại vòng xoáy thần bí rõ ràng so với trước kia sinh động hơn rất nhiều, lại nguyện ý cùng hắn trao đổi, ví dụ như lúc hắn cần hồng mông tử khí, vòng xoáy thần bí sẽ lập tức cho hắn hồng mông tử khí. Mà không giống như trước, muốn hồng mông tử khí còn phải rong dài cả ngày. Dương Diệp lắc đầu, thu hồi suy nghĩ. Hắn lấy ra cái nạp giới của đế giả trước kia bị hắn đánh chết, nhìn lướt qua, ở bên trong, tử tinh thạch có gần 5.000 viên, trừ đó ra, còn có một đống lớn đồ vật thượng vàng hạ cám khác, bất quá với hắn mà nói, đều chướng mắt, bởi vì những huyền bảo huyền kỹ kia, đều không sai biệt lắm chỉ là thần giai. Tuy hắn không dùng được,
nhưng lại có thể cho người kiếm minh, hoặc là cầm lấy đi bán, hiện tại kiếm minh cần tử tinh thạch còn có tăng thực lực lên. Thu nạp giới lại, tay Dương Diệp khẽ nhúc nhích, một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay hắn, thương đen kịt, cầm trong tay lạnh buốt, trên thân thương vẽ phù văn thần bí. Chuẩn đế cấp. Dương Diệp đánh giá trường thương nửa ngày, khẽ gật đầu, sau đó đặt ở một bên, cổ tay hắn lần nữa khẽ đảo, một tấm gương to cỡ lòng bàn tay màu xanh da trời xuất hiện. Cái này là đồ vật mà đế giả trước kia dùng ngăn trở một kiếm của hắn. Tấm gương màu xanh da trời, nhìn về phía trên tựa hồ không có gì xuất chúng, nhưng Dương Diệp lại biết, thứ này không đơn giản, bởi vì lúc trước một kích toàn lực của hắn, cũng không thể lưu lại một tia dấu vết. Do dự một chút, Dương Diệp thu tấm gương vào, mặc dù thứ này không tệ, nhưng với hắn mà nói, tác dụng có chút gân gà, bởi vì nhục thể của hắn đã có thể so với đế cấp rồi, cũng tương đương với huyền bảo đế cấp. Bởi vậy, nếu như thực lực của đối phương có thể phá vỡ nhục thể của hắn, dĩ nhiên là có thể phá vỡ tấm gương này. Cho nên, thứ này cho hắn, có chút lãng phí. Thu tấm gương lại, Dương Diệp trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó tay phải vung lên, thi thể đế giả xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn chưa bao giờ luyện chế qua khôi lỗi đế giả, nói thực ra, có chút không chắc. Bởi vì luyện chế khôi lỗi ngoại trừ sẽ tiêu hao tinh thần lực, còn có thể sẽ bị cắn trả. Cắn trả mà nói, vậy có chút nghiêm trọng rồi. Đây không phải thân thể, mà là linh hồn. Nếu là lúc trước, cắn trả thoáng một phát cũng không có việc gì. Nhưng hiện tại, nếu như hắn bị cắn trả trọng thương, như vậy Lạc Vân Thành sẽ rất nguy hiểm. Đương nhiên, hắn không có khả năng buông tha cho. Nếu như hắn vẫn chỉ là bán thánh, tuyệt sẽ không nếm thử. Nhưng hiện tại hắn là thánh giả. Không do dự, hai tay Dương Diệp giơ lên, bắt đầu luyện chế. Rất nhanh, thi thể đế giả bắt đầu rung rung, mà Dương Diệp thì chau mày, trên mặt cũng hiện ra mồ hôi. Trong phòng, thời gian từng phút trôi qua, lúc này Dương Diệp đã đầu đầy mồ hôi, trong mắt của hắn càng hiện đầy tơ máu. Lét! Khôi lỗi đế giả so với khôi lỗi bán đế quả thực mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, không, cả hai căn bản không thể so sánh. Có thể nói, nếu như không phải hắn đã đạt tới thánh giả, hiện tại chỉ sợ đã bị cắn trả. Cho dù hiện tại hắn đã là thánh giả, nhưng luyện chế cũng cực kỳ không dễ dàng. Ước chừng qua nửa canh giờ, đột nhiên, Dương Diệp biến sắc, phun ra một ngụm máu, sau đó cả người lùi lại tầm 10 bước, mà thi thể đế giả thì chậm rãi ngã trên mặt đất. Thất bại. Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng, trong mắt có vẻ ngưng trọng, luyện chế khôi lỗi đế giả, độ khó so với hắn đoán trước còn muốn cao hơn. Hắn tự nhiên sẽ không buông tha. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, hắn lại bắt đầu luyện chế lần nữa. Đảo mắt 3 ngày đi qua, Dương Diệp như trước không có thành công, trong lúc này, hắn ít nhất đã thất bại mấy 10 lần. Luyện chế đến cuối cùng, Dương Diệp bắt đầu nghĩ lại, bởi vì hắn phát hiện, sở dĩ thất bại, không đơn thuần là hắn cảnh giới thấp, còn có một nguyên nhân, có thể là vì bí pháp luyện chế khôi lỗi. Vì sao? Bởi vì hiện tại hắn mới đột nhiên phát hiện, cường giả sáng tạo ra phương pháp luyện chế khôi lỗi, chỉ sợ bản thân không có đạt tới đế giả. Nghĩ vậy, Dương Diệp càng cảm thấy có khả năng. Bởi vậy, cuối cùng hắn ở trong quá trình luyện chế khôi lỗi, không phải một mặt luyện chế, mà vừa luyện chế vừa cân nhắc, từng điểm cân nhắc, sau đó cải thiện phương pháp luyện chế khôi lỗi. Tuy cái này càng thêm khổ cực, nhưng không có biện pháp, khôi lỗi đế giả, hắn không muốn buông tha. Bởi vì hiện tại nếu như nhiều một khôi lỗi đế giả mà nói, đối với hắn là trợ giúp cực lớn. Đảo mắt, lại 2 ngày đi qua. Trong phòng, thần sắc của Dương Diệp từ nguyên bản căng cứng đến bây giờ chậm rãi buông lỏng, tuy 2 ngày qua vẫn thất bại nhiều lần, nhưng hắn lại phát hiện càng nhiều vấn đề nữa, hơn nữa từng bước giải quyết những vấn đề này. Lại qua 1 ngày, Dương Diệp phun ra một ngụm chọc khí. Mà khôi lỗi đế giả thì đi tới trước mặt. Chậm rãi quỳ một gối xuống. Thành công rồi. Trải qua mấy ngày không ngừng cố gắng, kiếm nô bí pháp bị hắn cải thiện, cuối cùng thành công. Nhưng quá mệt mỏi. Lúc này Dương Diệp cảm giác mình phảng phất như cùng đế giả đại chiến 3 ngày 3 đêm. Không chỉ thân thể mệt mỏi, tinh thần càng mệt mỏi. Bởi vì mấy ngày qua, thần kinh của hắn cơ hồ đều căng cứng, không dám có chút thư giãn. Bất quá may mắn, mệt mỏi cũng là đáng được. Bởi vì nhiều hơn một khôi lỗi đế giả. Nghỉ ngơi một lát, Dương Diệp đứng dậy, sau đó cong ngón búng ra, trường thương màu đen rơi vào trước mặt khôi lỗi đế giả,
nó vội vàng tiếp nhận trường thương, sau đó đứng ở sau lưng Dương Diệp. Trường thương chuẩn đế cấp, hắn suy nghĩ hồi lâu, vẫn quyết định cho khôi lỗi đế giả dùng, cái này có thể tăng lên thực lực của khôi lỗi đế giả. Bởi vì chiến lực của khôi lỗi cùng đế giả chính thức khẳng định vẫn còn có chút chênh lệch, nếu như khôi lỗi có được trường thương này, chiến lực khẳng định có thể tăng lên rất nhiều. Đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên chui ra, nhìn thấy Tiểu Bạch, Dương Diệp lập tức sững sờ, bởi vì lúc này Tiểu Bạch so với trước kia lớn suốt một vòng. Dương Diệp ngẩn người nói. Ngươi béo lên rồi hả? Tiểu Bạch mở to mắt, không hiểu ý tứ của Dương Diệp. Đột nhiên, ánh mắt của nàng sáng ngời, sau đó hóa thành một đạo bạch quang chui vào trước ngực Dương Diệp, không đến một hồi, nàng lại chui ra, sau đó ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, nàng chu cái miệng nhỏ nhẹ nhàng nhổ, từng đống tử tinh thạch từ trong miệng nàng bay ra. 1.000, 2.000, 5.000, 7.000. Nhìn Tiểu Bạch không ngừng nhả tử tinh thạch, tay Dương Diệp run rẩy, đó là kích động. Rất nhanh, rốt cục ói hết, ở trước mặt Dương Diệp, hơn 1.000.000 viên tử tinh thạch. Hơn 1.000.000 viên tử tinh thạch. Dương Diệp nhìn không được hít một hơi khí lạnh, nếu như ở linh giới, chút tử tinh thạch ấy cũng nhiều, nhưng hắn tuyệt sẽ không động dung. Nhưng đây là ở Minh Ngục Đại Lục A-Hát, ở chỗ này, 1.000.000 viên tử tinh thạch tuyệt đối tương đương với 10.000.000 viên tử tinh thạch ở linh giới, thậm chí thêm nữa, không có biện pháp. Tử tinh thạch cùng linh khí ở đây thật sự quá hiếm có. Dương Diệp yết hầu lăn tăn, sau đó đưa bàn tay đến trước mặt Tiểu Bạch nói. Còn gì nữa không? Tiểu Bạch mở to mắt, nàng cúi đầu lè lưỡi liếm liếm tay Dương Diệp, sau đó một đoàn chất lỏng xuất hiện ở trong lòng bàn tay Dương Diệp. Nước miếng. Mặt mũi Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến, bất quá rất nhanh hắn phát hiện, cái kia kỳ thật không phải nước miếng, là linh khí, hơn nữa còn là linh khí cực kỳ nồng đậm. Dương Diệp thu tử tinh thạch vào, sau đó vuốt vuốt đầu Tiểu Bạch, trong mắt có mỉm cười nói. Hấp thu những linh khí kia, người sẽ tăng lên, đúng hay không? Lúc trước hắn liền phát hiện, hấp thu càng nhiều linh khí, Tiểu Bạch sẽ phát sinh biến hóa, nhưng khi đó có lẽ bởi vì hấp thu quá ít, bởi vậy sự biến hóa này không rõ ràng. Nhưng hiện tại, hấp thu một đế giả bạo phát ra linh khí, Tiểu Bạch không chỉ hình thể biến lớn một vòng, hơn nữa hắn còn cảm thấy một ít cái khác. Bất quá, khác như thế nào hắn nói không ra, mà hỏi Tiểu Bạch, hỏi cũng tương đương hỏi không, vì chính nàng cũng không biết mình rốt cuộc là khác cái gì. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt vuốt đầu Tiểu Bạch, cười nói. Đi, chúng ta đi ra ngoài. Nhưng Tiểu Bạch lại lắc đầu, sau đó hai mắt nàng hơi híp híp, Tiểu Trảo chỉ trước ngực Dương Diệp. Ngươi buồn ngủ. Dương Diệp hỏi. Tiểu Bạch vội vàng gật đầu. Dương Diệp cười nhẹ nói. Nhanh đi ngủ đi. Tiểu Bạch gật đầu, sau đó nàng bay đến trước mặt Dương Diệp, cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng hôn Dương Diệp một cái, hôn xong, khuôn mặt nhỏ của nàng đỏ lên, vội vàng hóa thành một đạo bạch quang chui vào trong cơ thể Dương Diệp. Dương Diệp cười ha ha, tay phải vung lên, thu khôi lỗi đế giả vào, sau đó xoay người ra gian phòng. Trong đại điện, lúc này đại điện đã không phải đại điện rách dưới như lúc trước, không chỉ quy mô biến lớn. Ít nhất có thể dung nạp trên vạn người, còn có chút khí phái. Cái này tự nhiên là công lao của Dạ Lưu Vân. Dương Diệp ngồi ở vị trí đầu não, ở dưới hắn, là đám người Dạ Lưu Vân, ngoại trừ Dạ Lưu Vân, còn nhiều hơn rất nhiều khuôn mặt lạ hoắc, đều là bán đế. Cái này để cho Dương Diệp có chút kinh ngạc. Bái kiến kiếm chủ. Trong tràng, tất cả mọi người ngay ngắn thi lễ, cung kính nói. Mặc dù Dương Diệp chỉ là thánh giả, nhưng cái này không ảnh hưởng mọi người tôn kính với hắn. Có thể nói, Dương Diệp ở trong lòng mọi người, uy vọng không ai bằng. Trước kia cỏ đần có rất nhiều người trong nội tâm không phục, nhưng hiện tại, dù có, cũng không dám biểu lộ. Dương Diệp không chỉ thực lực cường đại, thủ đoạn còn tàn nhẫn vô tình. Thời điểm tất cả mọi người hành lễ với Dương Diệp, Nam Sương lại nhìn Dương Diệp thè lưỡi, trong lòng nàng, Dương Diệp vẫn là tiểu tử mặt dày, ưa thích trang bức. Dương Diệp nhìn Nam Sương, lắc đầu cười cười, sau đó ánh mắt quét nhìn mọi người, nghiêm mặt nói. Không cần đa lễ. Mọi người khẽ gật đầu, sau đó lui qua một bên. Dương Diệp nhìn về phía Dạ Lưu Vân nói. Dạ cô nương, nội thành chúng ta tựa hồ nhiều hơn rất nhiều người, hơn nữa, ta cảm nhận được, khí tức cường giả ở nội thành so với trước nhiều hơn không phải một chút. Dạ Lưu Vân đứng dậy nói. Cái này tự nhiên là nhờ có kiếm chủ.
Mấy ngày trước, kiếm chủ dùng thực lực thánh giả đánh chết một gã đế giả của tận thế thành, việc này, Minh Ngục Đại Lục đã không người không biết, không người không hiểu. Tăng thêm tận thế thành ta có linh mạch, lại ra sức tìm người, bởi vậy rất nhiều dòng binh đoàn ở vùng này nhao nhao chạy đến, biểu thị nguyện ý gia nhập kiếm minh. Nói đến đây, trên mặt Dạ Lưu Vân hiện ra dáng tươi cười nói. Cho tới bây giờ, ở trong kiếm minh chúng ta, cường giả bán đế có 56 vị, thánh giả trung cao cấp cùng thánh giả bình thường tổng cộng hơn 7.000, hơn nữa trong đó còn có một chút người đều sắp tấn thăng đến bán đế, chỉ là tử tinh thạch không đủ, chỉ có thể tạm thời buông tha. Nói xong, trong thanh âm của Dạ Lưu Vân cũng mang theo một tia bất đắc dĩ, bởi vì hiện tại kiếm minh thiếu nhất đúng là tử tinh thạch. Dương Diệp có chút trầm ngâm, sau đó nói. Có bao nhiêu người sắp đạt tới bán đế? 11 vị, bọn hắn đã dừng ở thánh giả cao cấp rất lâu. Sở dĩ không có đạt tới bán đế, là bởi vì tử tinh thạch chưa đủ. Dạ Lưu Vân nói. Đứng ra. Dương Diệp nhìn xung quanh. Nói đến đây, trên mặt Dạ Lưu Vân hiện ra dáng tươi cười nói. Cho tới bây giờ, ở trong kiếm minh chúng ta, cường giả bán đế có 56 vị, thánh giả trung cao cấp cùng thánh giả bình thường tổng cộng hơn 7.000. Hơn nữa trong đó còn có một chút người đều sắp tấn thăng đến bán đế, chỉ là tử tinh thạch không đủ, chỉ có thể tạm thời buông tha. Nói xong, trong thanh âm của Dạ Lưu Vân cũng mang theo một tia bất đắc dĩ, bởi vì hiện tại kiếm minh thiếu nhất đúng là tử tinh thạch. Không cần đa lễ. Mọi người khẽ gật đầu, sau đó lui qua một bên. Dương Diệp nhìn về phía Dạ Lưu Vân nói. Dạ cô nương, nội thành chúng ta tựa hồ nhiều hơn rất nhiều người, hơn nữa, ta cảm nhận được. Khí tức cường giả ở nội thành so với trước nhiều hơn không phải một chút. Dạ Lưu Vân đứng dậy nói. Cái này tự nhiên là nhờ có kiếm chủ. Mấy ngày trước, kiếm chủ dùng thực lực thánh giả đánh chết một gã đế giả của tận thế thành. Việc này, Minh Ngục Đại Lục đã không người không biết, không người không hiểu. Tăng thêm tận thế thành ta có linh mạch, lại ra sức tìm người. Bởi vậy rất nhiều dòng binh đoàn ở vùng này nhao nhao chạy đến, biểu thị nguyện ý gia nhập kiếm minh. Nói đến đây. Trên mặt Dạ Lưu Vân hiện ra dáng tươi cười nói. Cho tới bây giờ, ở trong kiếm minh chúng ta, cường giả bán đế có 56 vị, thánh giả trung cao cấp cùng thánh giả bình thường tổng cộng hơn 7.000, hơn nữa trong đó còn có một chút người đều sắp tấn thăng đến bán đế, chỉ là tử tinh thạch không đủ, chỉ có thể tạm thời buông tha. Nói xong, trong thanh âm của Dạ Lưu Vân cũng mang theo một tia bất đắc dĩ, bởi vì hiện tại kiếm minh thiếu nhất đúng là tử tinh thạch. Dương Diệp có chút trầm ngâm. Sau đó nói, có bao nhiêu người sắp đạt tới bán đế? 11 vị, bọn hắn đã dừng ở thánh giả cao cấp rất lâu. Sở dĩ không có đạt tới bán đế, là bởi vì tử tinh thạch chưa đủ. Dạ Lưu Vân nói, đứng ra. Dương Diệp nhìn xung quanh. Rất nhanh, 11 người thân hình khẽ động, đi tới dưới Dương Diệp, sau đó thi lễ. Xung kích bán đế, cần bao nhiêu tử tinh thạch? Dương Diệp hỏi Dạ Lưu Vân. Tối đa 500. Dạ Lưu Vân nói. Dương Diệp cong ngón búng ra, trước mặt mỗi người lập tức xuất hiện 500 viên tử tinh thạch. Nhìn thấy một màn này, mọi người lập tức sửng sốt, rất nhanh, tất cả mọi người kích động, đặc biệt là 11 người kia, vội vàng quỳ xuống một gối, cùng kêu lên nói. Kiếm chủ đại ân, chúng ta chọn đời khó quên. Phải biết, rất nhiều người dừng lại ở thánh giả cao cấp khả năng mấy trăm tuổi, thậm chí hơn 1.000 tuổi, có lẽ càng lâu. Nếu như không thể đột phá bán đế, đợi bọn hắn đúng là tuổi thọ hao hết, sau đó vẫn lạc. Dương Diệp làm đối với bọn họ mà nói, tương đương với tái tạo tri ân. Cái này để cho bọn hắn làm sao không kích động. Dương Diệp nhìn mọi người nói. Vừa vào kiếm minh, là người một nhà, mà đối với người mình, Dương Diệp ta chưa bao giờ keo kiệt. Nhưng đối với người tâm hoài quỷ thai, Dương Diệp ta cũng sẽ không nương tay. Kiếm minh không phải kiếm minh của một người ta. Mà là kiếm minh của mọi người, ta hy vọng mọi người có thể đồng tâm hiệp lực, để cho danh tiếng của kiếm minh, không chỉ vang vọng toàn bộ Minh Ngục Đại Lục, còn phải vang vọng toàn bộ vũ trụ tinh không. Chúng ta thề sống chết đi theo kiếm chủ. Mọi người thi lễ, âm thanh cung kính nói. Vang vọng toàn bộ Minh Ngục Đại Lục, vang vọng toàn bộ vũ trụ tinh không. Dã tâm của các hạ có chút lớn a hát. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Chỉ là không sợ đau đầu lưỡi sao? Cường giả đế giả. Trong đại điện, mọi người biến sắc, nhưng không bối rối. Dương Diệp cười nhẹ, sau đó đi ra ngoài, lúc này Dạ Lưu Vân đi đến bên cạnh Dương Diệp,
nhẹ giọng nói. Coi chừng, hẳn là người Huyền Thiên Tông. Khóe miệng Dương Diệp nổi lên dáng tươi cười nói. Vô sự, là bằng hữu, có rượu có thịt, là địch nhân, có kiếm. Nói xong, thân hình Dương Diệp khẽ động, biến mất tại chỗ. Trên không Lạc Vân Thành, ở trước mặt Dương Diệp cách đó không xa, là một trung niên mặc trường bào màu bạc, trung niên chừng 30 tuổi, dáng cao mà thon dài, diện mạo thanh tú nho nhã, trong hai mắt vô cùng bình tĩnh, nhưng lại lộ ra lạnh như băng, hơn nữa quanh thân hắn tản ra khí tức lạnh lùng. Ở bên cạnh trung niên ngân bào, còn có một người, người này Dương Diệp nhận thức, đúng là nữ tử váy lam lúc trước. Lúc này nữ tử váy lam nhìn hắn, trong mắt lạnh như băng, hơn nữa mang theo một tia sát ý. Trung niên ngân bào đánh giá Dương Diệp nói. Xác thực bất phàm, không nghĩ tới Minh Ngục Đại Lục ta ra thiên tài thứ ba có thể dùng tu vi thánh giả chảm đế. Dương Diệp cười nói. Các hạ không phải là chuyên môn đến khoa trương chứ? Trung niên ngân bào nói. Ta gọi Nguyên Thiên Y, Huyền Thiên Tông phó tông chủ. Kính đã lâu, kính đã lâu. Dương Diệp nói, kỳ thật, hắn căn bản chưa từng nghe qua. Nhưng bây giờ người ta hòa hòa khí khí, hắn cũng không thể không nể tình a hát. Trung niên ngân bào nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Ta cũng không quanh co lòng vòng, trước ngươi giết vô số người của Huyền Thiên Tông ta, lại bắt cháu gái của ta, hơn nữa đoạt bảo vật của nàng. Ta rất muốn biết, việc này ngươi cảm thấy nên tính toán như thế nào. Nếu như ngươi không muốn tính toán, cũng không sao. Hiện tại ta rời đi. Bất quá ta có thể cam đoan, 15 phút sau, Lạc Vân Thành cùng cái gọi là kiếm minh của ngươi, sẽ biến mất khỏi Minh Ngục Đại Lục. Dương Diệp nhún vai nói. Ta là một người yêu thích hòa bình, càng là một người không muốn gây chuyện. Cho nên chúng ta đến tính toán A, tôn nữ của ngươi muốn giết bằng hữu của ta, đáng tiếc, thực lực nàng quá yếu, mặc dù không có giết bằng hữu của ta, nhưng y nguyên tạo thành tổn thương tinh thần cùng tâm lý nhất định. Tăng thêm trước kia nàng mở miệng vũ nhục ta, tuy ta rộng lượng thả nàng, nhưng ngươi đã coi là sổ sách, vậy chúng ta tính một lượt A. Phí tổn thất tinh thần của bằng hữu ta, tăng thêm phí tổn thất tinh thần của ta, ta giảm giá cho ngươi 80%, là 1 vạn viên tử tinh thạch, như thế nào? Ngươi thả dám sao? Trung niên ngân bào còn không nói chuyện, nữ tử váy lam lập tức nổi giận mắng. Phí tổn thất tinh thần, ta xem ngươi. Có phải ngươi cảm thấy có gia gia của ngươi ở đây, ngươi có thể trâu bò hổ báo hay không? Dương Diệp nhìn về phía nữ tử váy lam nói. Có muốn thử một chút, xem ta có thể ở trước mặt gia gia của ngươi giết chết ngươi hay không? Nữ tử váy lam biến sắc, giờ phút này nàng mới nhớ lại, người trước mắt là tồn tại có thể chết đế giả. Nghĩ vậy, nữ tử váy lam lập tức không dám nói cái gì, chỉ có thể dùng con mắt để diễn tả mình phẫn nộ. Mặc dù nàng có gia gia đế giả, nhưng nàng không muốn mình bị một người còn mạnh hơn đế giả nhằm vào. Nếu như bị loại người này nhằm vào, đây tuyệt đối là ác mộng. Ngươi cảm giác mình rất mạnh. Lúc này Nguyên Thiên Y nhìn Dương Diệp nói. Hay là nói, ngươi cảm thấy, Huyền Thiên Tông ta thật sự dễ ăn hiếp như vậy. Không. Dương Diệp nhìn Nguyên Thiên Y nói. Ta không cảm giác mình rất mạnh, nhưng ta cũng không thấy ta yếu, ít nhất ở trước mặt Huyền Thiên Tông ngươi, ta không cảm giác mình yếu. Về phần vấn đề thứ hai của ngươi, ta chỉ muốn nói, không phải kiếm minh ta muốn khi dễ Huyền Thiên Tông ngươi, mà là Huyền Thiên Tông ngươi muốn khi dễ kiếm minh ta. Ân oán giữa ta cùng Huyền Thiên Tông ngươi, lúc trước là ai gây ra, chắc hẳn ngươi rõ ràng hơn ta, không phải sao? Thì tính sao? Nguyên Thiên Y cười nhẹ nói. Cái thế giới này, thực lực ai mạnh, sự tình và lời nói của người đó là đúng, không phải sao? Mà bây giờ... Huyền Thiên Tông ta cần kiếm minh ngươi cho một thuyết pháp. Thuyết pháp? Dương Diệp lắc đầu, sau đó nhìn Nguyên Thiên Y nói. Thuyết pháp là, Huyền Thiên Tông ngươi muốn đánh thì đánh. Muốn đánh thì đánh. Trong tràng, mọi người nghe Dương Diệp nói, lập tức cảm giác huyết dịch toàn thân mình sôi trào. Huyền Thiên Tông A Hát, đây chính là một trong mấy thế lực đỉnh cao nhất đại lục. Mà Dương Diệp lại không chút thỏa hiệp, muốn đánh thì đánh. Bá khí. Vô số người kiếm minh nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt nhiều hơn một tia cuồng nhiệt cùng sùng bái. Nguyên Thiên Y nhìn Dương Diệp nửa ngày, sau đó nhẹ gật đầu nói. Vậy thì chiến A. Thanh âm rơi xuống, không gian sau lưng Nguyên Thiên Y run lên kịch liệt, sau đó gần 1 vạn cường giả xuất hiện ở sau lưng Nguyên Thiên Y. Toàn bộ là thánh giả trở lên,
trong đó, bán đế càng đạt tới gần 100 vị. Hơn nữa, những cường giả này trang bị tốt, cơ hồ mỗi người đều mặc thần cấp. Có thể nói, tuy giống như bên kiếm minh, cảnh giới không kém bao nhiêu, nhân số cũng không kém bao nhiêu, nhưng thực lực của hai bên tuyệt đối có thể nói cách biệt một trời. Những người này là tinh nhuệ của Huyền Thiên Tông. Mà kiếm minh vừa mới thành lập, rất nhiều bán đế cùng thành viên đều vừa mới gia nhập kiếm minh, tăng thêm vấn đề trang bị, có thể nói, lúc này kiếm minh không thể so sánh với Huyền Thiên Tông. Tuy thực lực thua Huyền Thiên Tông, nhưng mọi người lại không hề sợ hãi, nhao nhao đi tới sau lưng Dương Diệp. Ở phương diện kỷ luật, Dạ Lưu Vân làm cực kỳ tốt. Đương nhiên, chính yếu nhất là mọi người đối với kiếm minh vẫn có lòng trung thành. Bởi vì ở Lạc Vân Thành, mọi người có thể không cần trải qua thời gian thẻ lưỡi ra liếm huyết trên đao, ở chỗ này, có linh mạch, chỉ cần người cố gắng, có thể tấn cấp, tăng lên tuổi thọ. Có thể nói, ở đây đối với mọi người mà nói, là thiên đường. Huyền Thiên Tông muốn diệt nơi đây, bọn hắn tự nhiên không đáp ứng, hơn nữa, Huyền Thiên Tông muốn giết tất cả mọi người bọn hắn, mà không phải nói chỉ muốn giết Dương Diệp. Liên thủ đoàn kết, còn có một đường sinh cơ. Nguyên Thiên Y nhìn Dương Diệp nói. Hiện tại, vì người vô tri cùng tự đại trả giá thật nhiều a. Nói xong, mọi người sau lưng Nguyên Thiên Y muốn động thủ, nhưng lúc này, ở bên cạnh Dương Diệp quỷ dị xuất hiện một người áo đen tay cầm trường thương, chứng kiến người này, Nguyên Thiên Y cùng mọi người phía sau hắn sắc mặt đại biến. Mà mọi người sau lưng Dương Diệp vốn ngẩn người, sau đó cuồng hỉ. Đế giả. Người áo đen này là đế giả. Kiếm minh trừ Dương Diệp, còn có một gã đế giả cảnh thần bí. Đây là ý nghĩ của tất cả mọi người lúc này, bất đồng là, sắc mặt bọn người Nguyên Thiên Y khó coi, bởi vì đây là bọn hắn không ngờ, có thể nói, hai gã đế giả, đã hoàn toàn có thể quét ngang bọn hắn rồi. Tuy Dương Diệp không phải đế giả, nhưng hắn còn khủng bố hơn đế giả bình thường. Thất sách. Đại thất sách. So sánh với bọn người Nguyên Thiên Y u ám, người kiếm minh thì sĩ khí phóng đại, hai gã đế giả, tuy lực lượng đỉnh phong của kiếm minh còn kém Huyền Thiên Tông, nhưng Huyền Thiên Tông tuyệt đối không dám khinh thường kiếm minh. Dương Diệp đi về phía Nguyên Thiên Y, lúc đi đến trước mặt Nguyên Thiên Y 10 trượng, Dương Diệp nhìn đối phương nói. Ta người này, dễ dàng xúc động lên, liền ưa thích sát nhân, vừa giết, ngay cả mình cũng khống chế không nổi mình. Hiện tại, ta cũng rất muốn giết người. Ta hỏi lại một câu, Huyền Thiên Tông người muốn chiến không? Thanh âm rơi xuống, thân thể Dương Diệp dần dần biến hồng, chỉ chốc lát, Dương Diệp biến thành một huyết nhân, ở trong hai mắt của hắn, tựa như một biển máu. Thời điểm Dương Diệp biến thành huyết nhân, phương viên gần nghìn dặm biến thành huyết hồng, mùi máu tươi cùng lệ khí gay mũi xuất hiện ở giữa sân, trong đó, một ít huyền giả thực lực yếu kém trực tiếp ói ra, thậm chí có còn người hai mắt chậm rãi đỏ lên. Mà ở đối diện Dương Diệp, người Huyền Thiên Tông càng đứng mũi chịu sào. Trong đó rất nhiều người bị Dương Diệp dọa kinh hãi liên tiếp lui về phía sau. Nguyên Thiên Y cũng biến sắc, hai tay chậm rãi nắm lại, hắn vội vàng dùng khí thế đế giả chống cự mùi máu tươi cùng lệ khí, nhưng ở dưới song trọng ý cảnh hư vô trấn áp, khí thế đế giả của hắn mới vừa ra liền bị đánh tan. Song trọng ý cảnh hư vô. Sắc mặt Nguyên Thiên Y lần nữa biến đổi. Lúc này, một thanh huyết kiếm xuất hiện ở trong tay Dương Diệp nhìn Nguyên Thiên Y, dữ tợn nói. Nếu như chiến, từ giờ phút này, kiếm minh ta cùng Huyền Thiên Tông ngươi không chết không ngớt. Dù kiếm minh ta toàn quân bị diệt, ta cũng muốn đánh cho Huyền Thiên Tông ngươi tàn phế, cho Huyền Thiên Tông ngươi ngã xuống thế lực kim cương cấp. Huyền Thiên Tông ngươi có dám ngọc thạch câu phần hay không? Hai tay Nguyên Thiên Y nắm chặt, trong mắt tràn đầy sát ý cùng dữ tợn, với tư cách đế giả, ai là kẻ nhu nhược? Bị Dương Diệp uy hiếp, hắn làm sao có thể nuốt cơn tức này? Vậy thì ngọc thạch. Nguyên Thiên Y nói đến đây, đột nhiên, không gian trước mặt hắn run rẩy một cái, rất nhanh, sắc mặt Nguyên Thiên Y dần dần bình tĩnh lại, hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp, khóe miệng cười lạnh. Tin tưởng ta, kiếm minh ngươi nhảy không được bao lâu đâu, thật sự. Nói xong, tay phải hắn vung lên. Chúng ta đi. Nhìn thấy một màn này, Dạ Lưu Vân thở dài một hơi, tuy bên kiếm minh đã làm tốt chuẩn bị liều đánh một trận tử chiến, nhưng nếu như có thể không chiến, như vậy rất tốt. Bởi vì lúc này kiếm minh so sánh với Huyền Thiên Tông, thực lực xác thực quá yếu. Đánh trận này xong, đoán chừng người kiếm minh ít nhất thiếu hơn phân nửa, thậm chí toàn quân bị diệt cũng có thể. Đối với kiếm minh mà nói,
hiện tại cần có nhất chính là thời gian phát triển. Nếu như hiện tại đánh một trận, Kiếm Minh muốn chính thức quật khởi, cái kia hy vọng thật sự không lớn rồi. Hơn nữa, một khi đánh nhau, nhất định là như Dương Diệp nói, cùng Huyền Thiên Tông không chết không ngớt, khi đó Kiếm Minh càng không cơ hội phát triển. Nhưng thời điểm tất cả mọi người cho rằng sự tình tạm thời cáo một giai đoạn, tiếng Kiếm Minh đột nhiên vang lên, sau đó một đạo kiếm khí huyết sắc xẹt qua trời cao, xa xa, một gã bán đế của Huyền Thiên Tông đầu lìa khỏi cổ. Sắc mặt mọi người đại biến. Sắc mặt bọn người Nguyên Thiên Y cũng như thế, nhao nhao quay người nhìn về phía Dương Diệp, mà lúc này, Dương Diệp lại giang tay ra, có chút bất đắc dĩ nói. Thật có lỗi, tay run thoáng một phát, lần sau ta nhất định sẽ chú ý. Mọi người. Nguyên Thiên Y nhìn Dương Diệp rất lâu, mà Dương Diệp thì mặt mũi tràn đầy vô tội. Dấu lớn. Trong trang, hào khí lần nữa khẩn trương lên, mùi thuốc súng cực kỳ nồng đậm, song phương đều dương cung bạt kiếm, mặt mũi tràn đầy đề phòng. Nguyên Thiên Y nhìn Dương Diệp trọn vẹn gần 20 tức sau mới nói. Người xác thực có gan, bất quá, tin tưởng ta, loại người như ngươi, sống không được lâu đâu. Dương Diệp nhún vai, không nói gì, hắn làm người không thích cãi nhau. Nguyên Thiên Y lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó mang theo cường giả Huyền Thiên Tông quay người biến mất ở phía chân trời. Nhìn thấy người Huyền Thiên Tông rời đi, Lạc Vân Thành xô trào. Mọi người hưng phấn, kích động, còn có một loại cảm xúc không hiểu. Chẳng bao lâu trước, những tông môn cao cao tại thượng kia, xem bọn họ đều như con sâu cái kiến, mà một khi gặp được đệ tử những tông môn này, bọn hắn không phải vội vàng tránh đi chính là khúm núm, khuôn mặt tươi cười đón chào. Nhưng hiện tại, giờ phút này, những người kia ở trước mặt bọn họ bị giết một người ngay cả cái rắm cũng không dám phóng một cái. Hả giận. Lúc này tất cả mọi người cảm thấy vô cùng hả giận, cho dù là Dạ Lưu Vân, nàng cũng cảm thấy chưa bao giờ hả giận như thế. Lúc trước Huyền Thiên Tông cực kỳ bá đạo, sự tình đoạt đồ vật của những dòng binh đoàn cùng tán tu, nàng cũng không quên. Mọi người cũng không quên, bởi vậy hôm nay chứng kiến đệ tử Huyền Thiên Tông sắc mặt khó coi, mới cảm thấy vô cùng hả giận. Trong đại điện, trong điện đã khôi phục bình thường, chỉ có hai người Dương Diệp cùng Dạ Lưu Vân. Kiếm chủ làm, tùy phấn chân sĩ khí cùng nhân tâm của Kiếm Minh ta, nhưng có chút xúc động rồi. Dạ Lưu Vân nói. Dương Diệp nhìn về phía Dạ Lưu Vân, sắc mặt Dạ Lưu Vân hơi đổi, nhưng nàng còn tiếp tục nói. Một khi Huyền Thiên Tông chính thức muốn cùng chúng ta Ngọc Thạch câu phần, Kiếm Minh ta nhất định hủy hoại chỉ trong chốc lát. Dù cho Kiếm Minh chống cự được Huyền Thiên Tông công kích, nhưng khẳng định cũng sẽ nguyên khí đại thương, muốn quật khởi, khó. Bởi vì một khi người chung quanh biết chúng ta cùng Huyền Thiên Chiến đang khai chiến, khẳng định không có người nguyện ý đến gia nhập chúng ta. Dương Diệp chậm rãi đi đến trước mặt Dạ Lưu Vân, Dạ Lưu Vân có chút cúi đầu, Dương Diệp cười nhẹ nói. Dạ cô nương không cần khẩn trương, mặc dù ta có thời điểm tương đối xúc động, ưa thích sằng bậy, nhưng ta chưa bao giờ đối với người mình như vậy. Hơn nữa, ta cũng không phải một người bảo thủ, ngày sau nếu như người có ý kiến gì, cứ việc nói. Nghe vậy, Dạ Lưu Vân thở dài một hơi, cùng Dương Diệp tiếp xúc không sâu, nàng chỉ biết kiếm chủ trước mắt này tuyệt đối không phải người lương thiện, thậm chí có đôi khi còn có chút tiểu hài tử trêu tức, trước kia nàng cũng sợ Dương Diệp là người bảo thủ, nếu thật như vậy, tiền đồ của Kiếm Minh là thật có thể lo rồi. Khá tốt không phải? Dương Diệp lại nói. Trước ngươi nói, ta đều minh bạch, yên tâm, về sau ta sẽ chú ý. Nói thật, trước kia động thủ, xác thực là xúc động. Kỳ thật lúc ấy ta không chỉ muốn động thủ, còn muốn trực tiếp lưu những người kia lại, bởi vì chúng ta cùng Huyền Thiên Tông tầm đó, căn bản không có cách nào thiện. Nhưng như ngươi nói, lúc này Kiếm Minh cần thời gian, ta cũng cần phải thời gian. Hắn cũng không nói dối, trước kia nếu như hắn chỉ là một người, sẽ trực tiếp lưu những người kia lại, dù không thể toàn diệt, ít nhất cũng giết một nửa. Nhưng bây giờ hắn không phải một người, sau lưng còn có một Kiếm Minh. Hắn ngược lại không nghĩ Kiếm Minh này là ràng buộc, bởi vì ngày sau một khi Kiếm Minh phát triển, trợ giúp hắn sẽ là cực lớn. Ở chỗ này muốn phát triển một thế lực, kỳ thật vẫn rất dễ dàng, chỉ cần có Tử Tinh Thạch cùng Linh Mạch là được. Dạ Lưu Vân khẽ gật đầu nói. Chỉ cần kiếm chủ minh bạch là tốt rồi. Nàng lo lắng nhất đúng là Dương Diệp sằng bậy, như vậy, đối với Kiếm Minh mà nói, chỉ có hại mà không có lợi. Đầu não một thế lực, nhất định phải lý trí. Bằng không thì tuyệt đối không có biện pháp phát triển. Bất quá cũng may,
Tuy Dương Diệp rất điên, nhưng nhiều khi cũng cực kỳ tỉnh táo. Tay trái Dương Diệp hơi động, hai quả nạp giới xuất hiện trong tay, hắn cong ngón búng ra, nạp giới bay đến trước mặt Dạ Lưu Vân nói. Trong hai nạp giới, trong đó một quả có 1 vạn viên tử tinh thạch, ta nghĩ hiện tại ngươi có lẽ rất cần. Một cái khác có rất nhiều đồ vật thượng vàng hạ cám, như huyền bảo huyền kỹ đều có, phẩm giai không tính thấp, ngươi tự hành an bài đi. Dạ Lưu Vân nhìn thoáng qua Dương Diệp, không hỏi cái này là ở đâu ra, trực tiếp thu vào, như Dương Diệp nói, hiện tại Lạc Vân Thành xác thực rất thiếu tử tinh thạch. Dương Diệp cong ngón búng ra, tấm gương chuẩn đế cấp xuất hiện ở trước mặt Dạ Lưu Vân nói. Vật ấy cũng không tệ lắm, đối với ngươi có lẽ hữu dụng. Chuẩn đế cấp. Dạ Lưu Vân hít sâu một hơi, sau đó tiếp nhận tấm gương nói. Đa tạ kiếm chủ. Dương Diệp nói. Không, hẳn là ta phải cảm ơn ngươi. Ta là một người lười, không thích quản những việc vặt kia, cũng quản không nổi. Hết thảy sự tình trong kiếm minh đều là ngươi quản lý, ta biết rõ, cái này nhất định không dễ, ta cũng hy vọng, ngươi có thể tha thứ thoáng một phát. Dạ Lưu Vân khẽ lắc đầu nói. Kỳ thật so sánh với ở bên ngoài mỗi ngày tìm kiếm tử tinh thạch, ta càng ưa thích cuộc sống bây giờ. Mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng đối với tương lai lại không mê mang, ta tin tưởng, rất nhiều người giống như ta. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Đúng rồi, ta chuẩn bị đi Vẫn Thần di tích một chuyến. Nghe vậy, sắc mặt Dạ Lưu Vân hơi đổi nói. Kiếm chủ, thứ cho ta nhiều lời. Vẫn Thần di tích kia trong 10 vạn dặm trải rộng kiếm ý kia, chính là của kiếm vô cực năm đó còn sót lại, chúng bản năng hộ chủ, mặc kệ người phương nào tới gần, đều sẽ bị bọn nó công kích. Cho dù là đế giả, cũng không cách nào xâm nhập, bởi vì càng tới gần Vẫn Thần Sơn, kiếm ý kia lại càng mạnh. Tóm lại rất nguy hiểm. Vài vạn năm bản năng hộ chủ, đế giả không cách nào tới gần. Đây là tồn tại siêu việt kiếm ý hư vô cảnh A-hát. Sắc mặt Dương Diệp có chút động dung. Hắn là kiếm ý hư vô cảnh, cũng có thể vài vạn năm không tiêu tán, nhưng đừng nói đế giả, ngay cả bán đế hoặc một ít thánh giả thực lực mạnh một chút cũng tổn thương không đến. Dù sao trải qua hơn vạn năm, kiếm ý tuyệt đối sẽ biến yếu. Mà kiếm ý của kiếm vô cực, cho dù cách vài vạn năm, y nguyên có thể giết đế giả. Tuy Dạ Lưu Vân nói nguy hiểm, bất quá trong mắt Dương Diệp lại càng lửa nóng. Dù cho chỗ đó không có ngân hà kiếm đồ, hắn cũng muốn đến xem, nhìn xem Minh Ngục Đại Lục đệ nhất cường giả, nhìn xem kiếm thần có thể cùng lão giả đạo bào kịch chiến kia. Bởi vì hắn là kiếm tu. Dạ Lưu Vân trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Có lẽ kiếm chủ đã quyết định, ta khuyên nhiều cũng không có ý nghĩa. Chỉ là, ta hy vọng kiếm chủ ngàn vạn lần cẩn thận, bởi vì nếu ngươi có gì xảy ra, kiếm minh sẽ lập tức sụp đổ. Hiện tại sở dĩ mọi người ở đây. Là vì có ngươi, nếu ngươi không còn. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Yên tâm, ta minh bạch ý của ngươi. Nói xong, tay phải Dương Diệp vung lên, khôi lỗi đế giả xuất hiện ở trước mặt Dạ Lưu Vân, nói. Ta đã hạ mệnh lệnh cho hắn, từ nay về sau hắn sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Trong khoảng thời gian này, do hắn đến tọa trấn Lạc Vân Thành. Trừ đó ra, nếu trong thành có người không phục ngươi, ngươi có thể tiên trảm hậu tấu. Dạ Lưu Vân nhìn thoáng qua khôi lỗi đế giả, hít sâu một hơi, sau đó nói. Sẽ không để cho kiếm chủ thất vọng. Hiện tại, nàng là muốn tiền có tiền, muốn người có người, nguy cơ bên ngoài cũng tạm thời giải trừ, có thể nói, hiện tại đúng là thời điểm nàng đại triển tay chân. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Nếu Lạc Vân Thành xuất hiện nguy cơ, nhớ rõ cho ta biết, ta sẽ ở trong thời gian nhanh nhất chạy đến. Đúng rồi. Nam Sương kia, giúp ta chiếu cố thoáng một phát. Dạ Lưu Vân nhẹ gật đầu nói. Minh bạch, Dương Diệp nói. Là để tránh cho có người đánh chủ ý Lạc Vân Thành, người đối ngoại nói ta đang bế quan, chỉ cần chúng ta ở trong thành, ta tin tưởng, bất kể là Tận Thế Thành hay Huyền Thiên Tông, tạm thời sẽ không đến tìm phiền toái, về phần người trong thành, ta nghĩ càng không dám. Dạ Lưu Vân khẽ gật đầu nói. Kiếm chủ yên tâm. Sự tình nội thành ta sẽ xử lý tốt. Kiếm chủ bảo trọng là được. Dương Diệp cười cười nói. Yên tâm, ta không dễ dàng chết như vậy. Không có việc gì rồi, người đi xuống đi. Dạ Lưu Vân có chút thi lễ, sau đó xoay người mang theo khôi lỗi đế giả đi ra đại điện. Dạ Lưu Vân đi rồi, Dương Diệp xếp bằng ở đấy, sau khi trạng thái khôi phục, liền lặng lẽ đi ra Lạc Vân Thành. Sau khi ra ngoài,
Nhìn Lạc Vân Thành ở phía xa, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, đây là thế lực thứ nhất hắn chính thức sáng tạo, cũng là thế lực hắn muốn hảo hảo phát triển. Trận chiến ở linh giới làm cho hắn biết rõ, chỉ bằng vào cá nhân, là không thể thực hiện được. Đương nhiên, nếu như hắn chỉ lẻ loi một mình, tựu như Tiêu Giao Tử, vô khiên vô quải không có gánh nặng trên người, mà nói, một người, kỳ thật là đã đủ rồi. Nhưng hắn không phải một người. Hiện tại, hắn có rất nhiều ràng buộc, như Bạch Lộc Thư Viện, Thanh Châu Vân Hải Thư Viện, còn có đế nữ, hắn phải kiến tạo một thế lực cường đại, mà Minh Ngục Đại Lục này vừa vặn phù hợp, bởi vì ở chỗ này, không có thiên đạo, chỉ cần có linh mạch cùng tử tinh thạch, có thể rất nhanh tạo ra một đám cường giả. Đây là một cơ hội. Kiếm Minh. Khóe miệng Dương Diệp tươi cười, sau đó xoay người muốn ly khai, đột nhiên, hắn nhíu mày, nhìn lướt qua chung quanh, có chút do dự, thân hình hắn khẽ động biến mất tại nguyên chỗ, kích bắn về phía Vẫn Thần chi địa. Mà sau khi Dương Diệp ly khai không lâu, một nam tử áo đen xuất hiện. Nam tử áo đen nhìn về vị trí Dương Diệp biến mất, thấp giọng nói. Ngoan độc, như có phong ma huyết mạch, chỉ là vì sao ta cảm thụ không đến phong ma huyết mạch. Không phải người gia tộc kia chứ, hoặc là không có kích phát phong ma huyết mạch, quái lạ. Nam tử áo đen nói xong, thân hình run lên, biến mất ngay tại chỗ. Sau khi nam tử áo đen biến mất, Dương Diệp lại xuất hiện ở chỗ cũ. Nhìn chỗ trước kia nam tử áo đen đứng, thần sắc của Dương Diệp ngưng trọng. Đối phương ẩn nấp rất mạnh, cực kỳ mạnh, có thể nói trước mắt trừ đế nữ đối phương là mạnh nhất. Về phần thực lực hắn nhìn không thấu, bởi vì đối phương một chút khí tức cũng không có, nếu như không phải vòng xoáy thần bí nhắc nhở, chính hắn cũng không phát hiện được. Hắn không có xuất thủ, bởi vì hắn không có cảm giác được ác ý. Hơn nữa lúc này, hắn cũng không muốn gây thù hằn lung tung. Tuy hắn cảm thụ không đến khí tức của đối phương, nhưng không hề nghi ngờ, người có bốn sự này sẽ yếu sao. Cái kia ít nhất là đế giả. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao đối phương đi theo hắn. Chẳng lẽ là thế lực thần bí nào đó nhìn chúng thiên phú của mình, muốn thu mình làm đệ tử chân truyền. Trong đầu Dương Diệp toát ra ý nghĩ này, rất nhanh, hắn lắc đầu, thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Vẫn Thần Sơn. Nếu như không có kiếm vô cực vẫn lạc ở Vẫn Thần Sơn, Minh Ngục Đại Lục đã sớm không tồn tại nữa. Sở dĩ Minh Ngục Đại Lục vẫn tồn tại, là kiếm vô cực hy sinh mình đổi lấy. Bởi vì lúc trước hắn đã đi ra Minh Ngục Đại Lục, thời điểm Minh Ngục Đại Lục gặp nguy cơ diệt thế, hắn hoàn toàn có thể không cần trở về, nhưng hắn trở lại rồi. Nên trong lòng mọi người cực kỳ kính sợ. Bởi vậy Vẫn Thần Sơn được xưng là Minh Ngục Đại Lục đệ nhất cấm địa. Thời điểm còn chưa chính thức đến Vẫn Thần di tích, Dương Diệp xa xa liền cảm nhận được một cỗ kiếm ý lăng lệ ác liệt, khi cảm nhận được cỗ kiếm ý này, lông mày Dương Diệp lập tức nhíu lại. Cái kiếm ý này, không giống kiếm ý hắn đã thấy, cái kiếm ý này không chỉ lăng lệ ác liệt, còn tràn đầy lệ khí. Do dự một cái chớp mắt, tốc độ Dương Diệp nhanh hơn. Chỉ chốc lát, Dương Diệp gặp được một ngọn núi cao vút trong mây, xa xa nhìn lại. Ngọn núi tựa như một thanh lợi kiếm chống trời xuyên thẳng thương khung. Vẫn Thần Sơn. Dương Diệp không có bay qua, mà ngừng lại, bởi vì hắn đã tiến vào phạm vi Vẫn Thần di tích, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là như Dạ Lưu Vân nói, ở đây tràn đầy kiếm ý, hắn tiếp tục phi hành, sẽ bị những kiếm ý này nhằm vào. Tuy hắn không sợ, nhưng thật sự không cần phải tìm phiền toái. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, hắn phát hiện, ở bên phải vài dặm có một đám người. Ước chừng hơn 10 người, nữ có nam có, hơn nữa đều là kiếm tu. Để cho Dương Diệp có chút khiếp sợ là những người này đều có nửa bước kiếm ý hư vô cảnh. Do dự một chút, thân hình Dương Diệp khẽ động, bay về phía đám người kia. Lại có người đến rồi. Dương Diệp vừa tới, trong đám người lại đột nhiên vang lên một giọng nói, sau đó hơn 10 người quay đầu nhìn về Dương Diệp. Lúc này, một nam tử đầu chọc thân hình khẽ động đi tới trước mặt Dương Diệp. Hắn đánh giá Dương Diệp, cười nói. Bằng hữu cũng là kiếm tu. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Phải, quả nhiên là kiếm tu ha ha. Nghe Dương Diệp nói, nam tử đầu chọc cười ha ha, cùng lúc đó, mọi người nhìn Dương Diệp, ánh mắt cũng biến thành hiền lành, cái này để cho Dương Diệp có chút khó hiểu. Nam tử đầu chọc cười nói. Thiên hạ kiếm tu người một nhà, tới, có lẽ ngươi cũng là đến hành hương. Hành hương. Dương Diệp nhìn về phía nam tử đầu chọc, có chút khó hiểu.
Nam tử đầu chọc nhìn thoáng qua Dương Diệp, có chút kinh ngạc nói. Chẳng lẽ ngươi không phải vì hành hương đến, có phải nói, ngươi không biết hành hương? Xác thực không biết, kính xin cáo chi. Dương Diệp trung thực nói. Nam tử đầu chọc đánh giá Dương Diệp. Ngươi thật là kiếm tu. Mọi người cũng hiện lên một tia nghi hoặc. Dương Diệp cười nhẹ nói. Tự nhiên. Nói xong, hắn cong ngón búng ra, kiếm quang thoáng hiện. Nhìn thấy một màn này, mọi người không còn hoài nghi, nam tử đầu chọc khẽ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn Vẫn Thần Sơn nói. Biết chỗ đó chôn cất người nào không? Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Biết rõ. Trong mắt nam tử đầu chọc có một tia phức tạp, nhưng hơn nữa là sùng bái. Năm đó kiếm vô cực tiền bối dùng sức một mình cứu vớt toàn bộ Minh Ngục Đại Lục, cũng vì thế bỏ ra tánh mạng của mình, nên về sau, mỗi một năm kiếm tu cường đại của Minh Ngục Đại Lục chúng ta đều đến đây hành hương, bởi vì kiếm vô cực tiền bối không chỉ cứu toàn bộ Minh Ngục Đại Lục, càng để cho kiếm tu chúng ta được toàn bộ Minh Ngục Đại Lục tôn kính. Đáng tiếc. Nói đến đây, nam tử đầu chọc thấp giọng thở dài, một nữ tử váy xanh đột nhiên nói. Đáng tiếc sau khi kiếm vô cực tiền bối vẫn lạc. Kiếm tu của Minh Ngục Đại Lục ta từ nay về sau chưa gượng dậy nổi, cho dù kiếm thần cung năm đó là đạo thống của kiếm vô cực tiền bối, cũng triệt để xuống dốc, sau đó biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Bị người hủy diệt sao? Dương Diệp hỏi. Nữ tử váy xanh nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp. Lúc này, nam tử đầu chọc nói. Làm sao có thể, tuy kiếm vô cực tiền bối vẫn lạc, kiếm thần cung không có cường giả siêu cấp. Nhưng bọn hắn vẫn là một thế lực mạnh nhất đại lục lúc trước. Đáng tiếc a hát, đám gia hỏa kia, vậy mà vì cái gọi là cung chủ vị, sau đó nội đấu. Cái một đấu này, kéo dài vài trăm năm, sau đó cường giả đều đấu chết sạch. Thật đáng buồn. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Xác thực thật đáng buồn. Kỳ thật, rất nhiều thế lực cùng đế quốc cường đại, nhiều khi cũng không phải người ngoài hủy diệt, càng nhiều nữa là nội bộ mình nội đấu. Giống như Bạch Lộc Thư Viện, cái nội đấu này, thiếu chút nữa để cho Bạch Lộc Thư Viện biến mất khỏi linh giới. Nam tử đầu chọc thấp giọng thở dài, sau đó nói. Không nói cái này nữa. Đúng rồi, ta gọi Huyền Không, ân, vị muội tử này gọi Cầm Trúc Ngọc, ta cho ngươi biết, nàng rất lợi hại, lần này nói không chừng có thể trực tiếp bước vào kiếm ý hư vô cảnh. Chỉ là... Nói đến đây, nam tử đầu chọc thấp giọng nói, nàng có chút không bình thường, ngươi... Ngươi đừng trêu chọc nàng. Dương Diệp nhìn thoáng qua Cầm Trúc Ngọc, có chút khó hiểu, đối phương dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, chỉ là nhìn từ ngoài hơi có vẻ cao lạnh, không có gì không bình thường a. Đúng rồi, huynh đệ ngươi tên gì? Lúc này Huyễn Không đột nhiên hỏi. Dương Diệp đang muốn nói, Cầm Trúc Ngọc lại đột nhiên nói. Hôm nay đã là ngày cuối cùng, xem ra Dương Diệp sẽ không tới. Dương Diệp nhìn về phía Cầm Trúc Ngọc, nàng nhận biết mình. Biết mình muốn tới, hắn có chút mộng. Lúc này Huyễn Không nhẹ gật đầu giói. Hẳn là không tới. Dương Diệp do dự một chút, sau đó hỏi. Vì cái gì các ngươi cảm thấy hắn sẽ tới? Còn có, các ngươi nhận thức Dương Diệp. Hưu Kiến không nhìn thoáng qua Dương Diệp nói. Chẳng lẽ ngươi không nhận thức Dương Diệp sao? Hiện tại hắn là kiếm tu danh vọng cao nhất của Minh Ngục Đại Lục chúng ta. Trảm đế A Hát, dùng thực lực thánh giả trảm đế. Kiếm ý hư vô cảnh, còn lĩnh ngộ sát ý hư vô cảnh, thần thích A Hát, hắn là thần tượng của ta, không, hắn là thần tượng của tất cả kiếm tu chúng ta. Nói xong lời cuối cùng, trong mắt Huyễn Không hiện ra rất nhiều vẻ sùng bái. Bị người ở trước mặt khoa trương, Dương Diệp có chút ngượng ngùng. Hắn ho nhẹ thoáng một phát, sau đó chuẩn bị nói cho đối phương biết danh tự của mình, nhưng đúng lúc này, Cầm Trúc Ngọc đột nhiên nói. Hiện tại hắn không phải rồi. Dương Diệp sửng sốt, lúc này Huyễn Không cũng nói. Xác thực, ngay cả Triều Thánh cũng không đến, ta xem thường hắn, để cho ta thấy hắn, ta chỉ điểm hắn sâu lâu. Ta muốn đánh hắn bỏ xuống, lại để cho hắn. Ngươi có thể đừng khoác lác hay không? Lúc này, một nam tử áo đen ôm kiếm nhịn không được nói. Người ta có thể dùng tu vi thánh giả trảm đế, ngươi thì sao? Ngươi bây giờ đã là bán đế, nhưng thấy đế giả. Đoán chừng ngươi chỉ có tiểu trong quần chạy trốn a. Lâm Phàm, ngươi thả dám thí. Huyễn Không cả giận nói. Lão tử đã giao thủ với đế giả đấy. Đã giao thủ đấy biết chưa? Phóng mấy đạo kiếm khí bỏ chạy, vậy cũng gọi giao thủ, được rồi,
coi như ta chưa nói. Lâm Phàm nhàn nhạt nói. Giao thủ không? Huyễn Không đột nhiên rút kiếm chỉ Lâm Phàm nói. Lâm Phàm, lão tử muốn trước tiên làm cho ngươi bỏ xuống, cho ngươi biết rõ, cái gì gọi là kiếm tu chính thức. Là tiện tu à? Lâm Phàm cười lạnh nói. Nếu như so tiện mà nói, Lâm Phàm ta thật sự tự nhận không bằng, không chỉ ta, tin tưởng chư vị ở đây cũng tự nhận không bằng. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ? Huyễn Không tức đến sắc mặt đỏ bừng, muốn động thủ, lúc này cầm Trúc Ngọc đột nhiên chắn ở giữa hai người nói. Nếu muốn so, đợi thời điểm hành hương lại so, hiện tại đánh cái gì? Lâm Phàm nhún vai nói. Không sao cả. Huyễn Không hừ một tiếng, cũng không có động thủ. Lúc này Dương Diệp lại hỏi. Trước kia các ngươi đều rất sùng bái Dương Diệp. Huyễn Không nhẹ gật đầu nói. Hắn đã giết đế giả, để cho kiếm tu lần nữa khiếp sợ đại lục. Với tư cách kiếm tu, chúng ta tự nhiên sùng bái hắn. Nhưng hắn vậy mà không tới tham gia hành hương. Hành hương là sự tình thần thánh nhất trong tâm tất cả kiếm tu chúng ta. Đây là kính ý của chúng ta đối với kiếm vô cực tiền bối. Nhưng hắn lại không đến, không cần bình luận nữa. Dương Diệp. Tốt rồi, không nói hắn nữa. Chúng ta bắt đầu đi. Lúc này, cầm Trúc Ngọc đột nhiên nói. Nghe vậy, thần sắc mọi người lập tức ngưng trọng lên. Dương Diệp đang muốn nói chuyện, cầm Trúc Ngọc lại đột nhiên nói. Đi. Thanh âm rơi xuống, dùng cầm Trúc Ngọc cầm đầu, mọi người lập tức bước ra, từng bước một đi về phía Vẫn Thần Sơn. Trong tràng, Dương Diệp do dự một chút, sau đó cũng đi theo. Đi theo đám người Huyền Không một hồi, Dương Diệp rốt cục minh bạch cái gọi là hành hương là có ý gì rồi. Cái gọi là hành hương, là mọi người thi triển kiếm ý của mình, sau đó đi về phía Vẫn Thần Sơn. Nghe rất đơn giản, kỳ thật một chút cũng không đơn giản. Có thể nói như vậy, kiếm tu kiếm ý không có đạt tới nửa bước hư vô cảnh tới nơi này, tuyệt đối đi không được 15 phút. Cho dù những kiếm tụ trong trang đạt tới nửa bước kiếm ý hư vô cảnh, nhưng đi không đến một canh giờ cũng bắt đầu cố hết sức. Thần sắc Dương Diệp ngưng trọng, kiếm ý ở đây lăng lệ ác liệt, cực kỳ lăng lệ ác liệt. Ngoại trừ số ít kiếm tu ra, từng kiếm tu kiếm ý đều lăng lệ, kiếm như người, bộc lộ tài năng, đây là đặc thù của kiếm tu. Kể cả kiếm ý của Dương Diệp hắn cũng thuộc về lăng lệ ác liệt, nhưng bọn họ so với kiếm ý ở đây, giống như tiểu hài tử so với đại nhân. Hơn nữa, trong kiếm ý còn ẩn chứa một cỗ bá khí duy ngã độc tôn cùng lệ khí làm cho người tim đập nhanh. Đi tới, ước chừng một lúc lâu sau, cho dù là dùng kiếm ý hư vô cảnh của hắn cũng cảm giác có chút cố sức. Dương Diệp quét nhìn mọi người, nhìn thấy thần sắc của mọi người, không khỏi âm thầm gật đầu. Không hổ là một ít kiếm tu kiệt xuất nhất của Minh Mục Đại Lục, tâm tính cùng nghị lực của những người này xác thực rất mạnh. Bởi vì rất nhiều người rõ ràng cảm giác cực kỳ cố sức, nhưng lại không ai lựa chọn lùi bước, hơn nữa sắc thái trong mắt càng lửa nóng. Kiếm tu, tự nhiên là nên gặp mạnh càng mạnh hơn nữa. Dương Diệp phát hiện, trong chàng có ba người thực lực tương đối xuất sắc, ba người này chính là Huyễn Không, Lâm Phàm, còn có Cầm Trúc Ngọc. Mà trong ba người này, Cầm Trúc Ngọc xuất sắc nhất. Dương Diệp đánh giá Cầm Trúc Ngọc, Huyễn Không nói không sai, kiếm ý của nữ nhân này có thể nói đã đạt tới nửa bước kiếm ý hư vô cảnh đỉnh phong rồi. Nếu như nói mọi người ở trong chàng kiếm ý cách hư vô cảnh còn kém nửa bước mà nói, như vậy kiếm ý của nữ nhân này chỉ kém một tờ giấy mỏng. Nếu như cơ duyên đến, nàng liền đột phá. Đúng lúc này, Cầm Trúc Ngọc đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Dương Diệp, nhìn thấy sắc mặt Dương Diệp bình tĩnh. Tựa hồ không có ảnh hưởng gì, trong mắt nàng hiện lên vẻ kinh ngạc. Đánh giá Dương Diệp một chút, sau đó nàng thu hồi ánh mắt, bước đi nhanh hơn. Nhìn thấy Cầm Trúc Ngọc bước nhanh hơn, sắc mặt của Huyễn Không cùng Lâm Phàm có chút khó coi, do dự một chút, hai người cũng đi theo bước nhanh hơn. Mà những kiếm tu còn lại do dự một chút, cũng bước nhanh hơn. Kiếm tu, từng cái đều có ngạo khí. Phải nói, chỉ cần là võ giả, đều có tâm tranh cường. Về phần kiếm tu, thì càng như thế. Dương Diệp quét nhìn mọi người, sau đó cũng bắt đầu bước nhanh hơn. Giờ khắc này, Dương Diệp cũng nổi lên tâm tranh cường. Trước kia đều là chém chém giết giết, loại cùng người lẫn nhau so sánh, lẫn nhau tranh cường này, còn là lần đầu tiên. Với hắn mà nói, rất mới lạ, cũng rất thú vị. Cứ như vậy, một đám kiếm tu dùng một loại bước chân cực kỳ có quy luật đi về phía Vẫn Thần Sơn. Càng chạy càng cố sức, bởi vì kiếm ý càng mạnh,
rất nhiều kiếm tu sắc mặt bắt đầu tái nhợt, thân thể của bọn hắn phảng phất như bị đè ép một ngọn núi, cất bước có chút gian nan. Nhưng dù như vậy, đi đến bây giờ, vẫn không có người vứt bỏ. Trong chàng bình tĩnh nhất vẫn là ba người cầm trúc ngọc, đương nhiên, cũng kể cả Dương Diệp. Ba người cầm trúc ngọc so với những người khác, thì nhẹ nhõm hơn một ít, đặc biệt là cầm trúc ngọc, tuy trên mặt nàng đã hiện ra mồ hôi, nhưng sắc mặt lại bình tĩnh, bước chân vững vàng như trước kia. Nói tóm lại, nàng từ bắt đầu đến bây giờ, y nguyên bảo trì một trạng thái. Mà Huyễn không cùng Lâm Sơn thì có chút cố sức rồi, ít nhất bước chân của hai người đã càng ngày càng chậm. Bất quá hai người lẫn nhau phân cao thấp, ai cũng không chịu thua, bởi vậy hai người một khi ai hơi nhanh một chút, cái khác sẽ lập tức đuổi theo. Dưới loại tình huống này, hai người ngược lại càng mạnh hơn. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn thoáng qua xa xa, cách chân núi vẫn thần sơn, ít nhất còn có 1000 trượng. Đột nhiên, hắn nhìn về phía cầm trúc ngọc, lúc này đối phương đang nhìn hắn, hắn khẽ gật đầu, nhưng đối phương lại lập tức quay đầu, sau đó tốc độ lại nhanh hơn. Dương Diệp. Ha ha. Đúng lúc này, sau lưng mọi người đột nhiên truyền đến tiếng cười to, mọi người quay đầu nhìn, chỉ thấy một nam tử quanh người tản ra kiếm quang nhàn nhạt, đang dùng tốc độ cực nhanh đi tới, không, phải nói là chạy, hơn nữa tốc độ của nam tử còn càng lúc càng nhanh. Dương Diệp đến rồi. Một bên, Huyễn không có chút hưng phấn nói. Dương Diệp. Mọi người cũng đều nhìn về xa xa, trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ. Còn có một tia khiếp sợ, bởi vì tốc độ của nam tử cực nhanh, kiếm ý ở đây đối với hắn giống như không có tác dụng gì. Dương Diệp cũng nhìn về phía đối phương, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện, thực lực của đối phương xác thực rất không tồi, chỉ sợ không thua cầm trúc ngọc, thậm chí mạnh hơn một ít. Đương nhiên, hắn không dám xác định, dù sao hắn đối với song phương đều chưa quen thuộc, đến tột cùng ai mạnh, phải đánh qua mới biết được. Rất nhanh. Nam tử kia liền đi tới cách đám người Dương Diệp không xa. Nam tử mặc một bộ trường bào hoa lệ, bên hông đeo ba thanh kiếm, hắn nhìn đám người Dương Diệp nói. Các ngươi thật chậm a hát. Nói xong, khóe miệng của hắn vui vẻ, bất quá cái vui vẻ này, mang theo một tia mỉa mai như có như không. Nghe vậy, thần sắc đám người cầm trúc ngọc lập tức nhíu mày. Ngươi là Dương Diệp? Huyễn không hỏi. Dương Diệp, đó là cái rác rưởi gì? Nam tử nhìn về phía Huyễn Không, âm thanh lạnh lùng nói. Ta chính là từ kinh thành thiếu thành chủ Độc Cô Kiếm. Độc Cô Kiếm. Huyễn Không lắc đầu nói. Chưa từng nghe qua, nguyên bản còn tưởng rằng ngươi là Dương Diệp, vậy mà không phải. Nói xong, hắn trực tiếp đi tới một bên, không cùng đối phương nói nhảm. Không có sao. Khóe miệng Độc Cô Kiếm cười lạnh nói. Hiện tại các ngươi chưa từng nghe qua đại danh của ta. Ta hiểu, bất quá sau ngày hôm nay, Độc Cô Kiếm ta sẽ danh chấn toàn bộ Minh Ngục Đại Lục. Rốt cục nhìn thấy có người mặt dày có thể so sánh với ngươi rồi. Bên cạnh Huyễn Không, Lâm Phàm nhìn thoáng qua Huyễn Không, nhàn nhạt nói. Băng Diện, ngươi có tin ta giết chết ngươi hay không? Huyễn Không nhìn hằm hằm Lâm Phàm. Cho ngươi 10 năm, ngươi cũng làm không được. Lâm Phàm nhàn nhạt nói. Huyễn Không đang muốn nói chuyện. Lúc này Độc Cô Kiếm đột nhiên nhìn lướt qua mọi người nói. Vốn cho rằng cái hành hương này sẽ thấy rất nhiều kiếm tu không tệ, nhưng hiện tại xem ra, ha ha. Nghe Độc Cô Kiếm nói, tất cả mọi người nhìn về phía Độc Cô Kiếm, ánh mắt mọi người có chút bất thiện. Lúc này, Huyễn Không cùng Lâm Phàm vốn cãi nhau cũng nhìn về phía Độc Cô Kiếm, Huyễn Không đánh giá Độc Cô Kiếm nói. Ngươi có phải cảm giác mình rất lợi hại hay không? Độc Cô Kiếm nhìn thoáng qua Huyễn Không. Nhàn nhạt nói. Loại người như ngươi, tùy tiện đến 10 cái cũng không là vấn đề. Nói xong, hắn lại nhìn tất cả mọi người nói. Các ngươi cũng như thế. Mọi người. Dương Diệp nhìn thoáng qua Độc Cô Kiếm, cái gì gọi là cao điệu, cái gì gọi là hung hăng càn quấy, chính là cái này a. Lần thứ nhất Dương Diệp cảm giác mình thật điệu thấp. Lúc này, Lâm Phàm đột nhiên nhìn về phía Huyền Không nói. Ta thu hồi lời nói mới rồi. Hắn so với người còn thổi hơn nhiều. Huyền Không trùng Lâm Phàm nói. Lát nữa ta lại tính sổ với người. Nói xong, hắn quay người đi về phía Độc Cô Kiếm nói. Ngươi đánh 10 cái như ta. Đừng nói ngươi, coi như là Dương Diệp nói như vậy ta cũng không phục, về phần ngươi. Ta khinh, tới, chúng ta đọ sức một chút. Bằng ngươi.
Độc Cô Kiếm khinh thường nói. Mười kiếm giết ngươi. Ta con mẹ nó thật muốn tát bay ngươi a. Hờ Duyễn không rút kiếm, muốn xuất thủ, nhưng lúc này cầm Trúc Ngọc Chắn ở trước mặt Huyễn không nói. Nơi đây không thể động võ. Lão tử nhìn không được a hát. Huyễn không chừng mắt nói. Cầm Trúc Ngọc quay đầu nhìn về phía Độc Cô Kiếm nói. Ngươi cảm thấy ngươi rất lợi hại. Độc Cô Kiếm nhìn thoáng qua Cầm Trúc Ngọc nói. Nói thật, trong chàng cũng chỉ ngươi coi như không tệ, về phần người còn lại, đều là không nhập lưu. Mọi người giận dữ, nhưng Cầm Trúc Ngọc nói. Vậy so một chút không? So như thế nào? Độc Cô Kiếm nói. Cầm Trúc Ngọc quay đầu nhìn Vẫn Thần Sơn nói. Xem ai đi xa hơn. Độc Cô Kiếm quay đầu nhìn thoáng qua Vẫn Thần Sơn, sau đó nói. Xem ai đi xa hơn. Độc Cô Kiếm quay đầu nhìn thoáng qua Vẫn Thần Sơn, sau đó nói. Nếu ta thắng, sẽ như thế nào? Ngươi nói xem. Cầm Trúc Ngọc nói. Độc Cô Kiếm nhìn mọi người nói. Nếu ta thắng, về sau các ngươi nhìn thấy ta, đều phải quỳ lạy. Ngươi thua thì sao? Cầm Trúc Ngọc hỏi. Ta sẽ không thua. Độc Cô Kiếm nhàn nhạt nói. Mấy vạn năm trước là kiếm vô cực xưng bá Minh Ngục Đại Lục, mấy vạn năm sau là thiên hạ của Độc Cô Kiếm ta. Ta muốn phun a. Một bên, Huyễn không khoát tay áo nói. Thổi ra châu như thế này, lão tử cam bái hạ phong. Tuyệt đối là chưa thấy qua các mặt của xã hội, trong nhà có chút thiên phú, sau đó liền tự nhận là vô địch thiên hạ rồi. Một bên, Lâm Phàm nhàn nhạt nói. Loại người này đi ra lăn lộn, sớm muộn sẽ bị người đánh chết a. Dương Diệp nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Cầm Trúc Ngọc nheo mắt, nhìn biểu lộ của nàng, nàng cũng có chút muốn động thủ rồi. Lúc này Huyễn không đột nhiên nhìn Độc Cô Kiếm nói. Ngươi giết qua đế giả chưa? Độc Cô Kiếm thản nhiên nhìn Huyễn không nói. Còn không tìm được người thích hợp. Mọi người. Không có giết qua thì không có giết qua, ngươi nói để cho người nghĩ tựa như ngươi giết qua thiệt nhiều vậy. Huyễn không cười lạnh nói. Có người thích hợp xuất hiện, ta nhất định giết cho ngươi xem. Độc Cô Kiếm nói. Dương Diệp đã giết qua rồi. Huyễn không nói. Hơn nữa còn dùng thực lực thánh giả giết. Ngươi sẽ không chưa từng nghe qua Dương Diệp chứ? Độc Cô Kiếm nhướng mày nói. Vừa bế quan đi ra, chưa từng nghe qua. Bất quá, dù hắn có thể chạm đế thì tính sao? Trong 10 kiếm, ta tất nhiên lấy đầu người trên cổ hắn. Dương Diệp. Ngừng. Huyễn không nói. Chúng ta đừng nói chuyện với ngươi, ta tổn thương không nổi. Chúng ta bắt đầu tỉ thí a. Ta một người chấp toàn bộ các ngươi. Độc Cô Kiếm nhìn mọi người nói. Các ngươi bất kỳ ai đi xa hơn ta, thì tính toán ta thua, nếu như ta thua, mặc kệ các ngươi xử trí. Nói đến đây, Độc Cô Kiếm dừng một chút, sau đó lại nói. Đương nhiên, ta chắc chắn sẽ không thua. Nghe Độc Cô Kiếm nói, khóe miệng mọi người co rút, gia hỏa này tự tin thật là nghịch thiên a hát. Làm người, không thể ít xuất hiện một chút sao? Huyền không nhìn Độc Cô Kiếm nói. Ít xuất hiện. Độc Cô Kiếm cười lạnh một tiếng nói. Đó là hành vi của kẻ yếu, tốt rồi, đừng nhiều lời, hiện tại bắt đầu. Vì hôm nay, ta đã đợi quá lâu rồi. Cầm Trúc Ngọc thản nhiên nhìn Độc Cô Kiếm, sau đó nhìn lướt qua mọi người nói. Chư vị không có ý kiến gì chứ? Mọi người lắc đầu, hiển nhiên, tất cả mọi người bị Độc Cô Kiếm làm cho tức giận. Cầm Trúc Ngọc khẽ gật đầu nói. Đã không có ý kiến, chúng ta tiếp tục. Nói xong, nàng quay người đi về phía Vẫn Thần Sơn. Huyễn không nhìn thoáng qua Độc Cô Kiếm nói. Đi thôi, Gia Châu Đại Sư, để cho chúng ta nhìn xem ngươi nghiêu đến loại tình trạng nào rồi. Nói xong, hắn không đợi Độc Cô Kiếm đáp lời liền xoay người đuổi kịp Cầm Trúc Ngọc. Lâm Phàm nhìn thoáng qua Độc Cô Kiếm, sau đó cũng đi theo. Dương Diệp cũng đi tới, đối với tỉ thí này, hắn ngược lại không có quá hứng thú. Hắn có hứng thú chính là trên đỉnh Vẫn Thần Sơn có Ngân Hà Kiếm Đồ hay không. Ngân Hà Kiếm Đồ, không chỉ uy lực cực lớn, càng có khả năng chứa kiếm vực huyền bí, hắn nhất định phải được. Độc Cô Kiếm nhìn thoáng qua đám người Cầm Trúc Ngọc, hừ lạnh một tiếng, sau đó mở ra bước chân, tốc độ của hắn cực nhanh, thoáng một phát liền đi tới phía trước nhất. Đám người Cầm Trúc Ngọc tự nhiên không đáp ứng, nhao nhao đi nhanh hơn, đặc biệt là Huyễn không cùng Lâm Phàm. Lúc này hai người như dùng thần hành phù, bước chân nhanh chóng.
Dương Diệp nhìn mọi người cười cười, sau đó cũng bước nhanh hơn. Mới đầu, tất cả mọi người còn có thể bảo trì khoảng cách không sai biệt lắm, nhưng đi tới, chênh lệch liền hiện ra. Rất nhiều người càng chạy càng chậm, đến cuối cùng, cơ hồ đều là cường trống. Có thể y nguyên bảo trì tốc độ vững vàng, chỉ có Cầm Trúc Ngọc, Độc Cô Kiếm, Dương Diệp, Lâm Phàm cùng Huyễn Không. Dương Diệp cùng Cầm Trúc Ngọc, Độc Cô Kiếm còn may, nhưng Lâm Phàm cùng Huyền Không thì có chút ít ăn không tiêu. Cách Vẫn Thần Sơn càng gần, kiếm ý còn sót lại của kiếm vô cực càng khủng bố, đến bây giờ, trên thân mọi người cảm giác giống như đè ép vài chục tòa đại sơn, mỗi một bước đều nặng vạn cân. Hơn nữa, kệ khí trong những kiếm ý chung quanh cũng càng ngày càng mạnh, rất nhiều người sắp ngăn cản không nổi kệ khí kia. Dương Diệp nhíu mày, bởi vì ở trong kiếm ý, không chỉ có kệ khí, hắn còn phát hiện sát ý, hai cái này hắn còn không phải kinh ngạc. Kinh ngạc nhất là, hắn phát hiện trong kiếm ý ẩn chứa một tia không cam lòng, loại cảm giác này, càng đi về phía trước càng dày đặc. Lệ khí, sát ý, không cam lòng. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn Vẫn Thần Sơn, cái này là tâm tình của kiếm vô cực năm đó sao? Ta không được. Đúng lúc này, mọi người sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm suy yếu, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên áo xám quỳ một gối trên mặt đất, từng ngụm thở lấy. Mọi người chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, sau đó tiếp tục đi. Bởi vì đây là sự tình cực kỳ bình thường, mỗi một năm đều có rất nhiều người còn chưa đi đến chân núi đã thất bại. Mọi người chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, sau đó tiếp tục đi. Bởi vì đây là sự tình cực kỳ bình thường, mỗi một năm đều có rất nhiều người còn chưa đi đến chân núi đã thất bại. Nhìn thấy mọi người tiếp tục đi tới, thân sắc của thanh niên buông lỏng, sau đó nằm trên mặt đất, toàn thân cũng buông lỏng. Thế giới này chính là như vậy, chỉ cần ngươi buông tha, thời gian của ngươi có thể sống cực kỳ nhẹ nhõm. Nhưng nhìn như nhẹ nhõm, thật ra lại rất bi ai. Nhìn thanh niên áo xám, Dương Diệp do dự, sau đó thân hình khẽ động đi tới bên cạnh hắn nói. Cứ như vậy buông tha sao? Thanh niên áo xám nhìn thoáng qua Dương Diệp nói. Ta kiên trì không nổi nữa. Bọn họ đều là nửa bước kiếm ý hư vô cảnh, ngươi cũng thế, vì cái gì bọn hắn có thể, mà ngươi lại không thể? Dương Diệp hỏi. Ta. Thanh niên áo xám bờ môi giật giật, lại không nói ra lời. Dương Diệp nhìn thanh niên áo xám nói. Nếu như ta không đoán sai, ở giữa sân, thực lực của ngươi thuộc về kém cỏi nhất, đúng không? Sắc mặt của thanh niên áo xám có chút khó coi, nhưng lại không thể phản bác, bởi vì xác thực như thế. Dương Diệp chỉ mọi người xa xa nói. Tất cả mọi người có thể kiên trì, mà ngươi lại buông tha, như vậy ngươi có thể được mọi người tán thành cùng tôn trọng sao? Thứ cho ta nói thẳng, ta tin tưởng, chỉ cần là một người có thực lực, sẽ không đi kết giao một người dễ dàng buông tha, càng sẽ không đi tôn trọng. Đây là một thế giới thực lực phi tôn, có thực lực mới có thể được tôn trọng. Ta, thanh niên áo xám muốn nói cái gì, Dương Diệp lại đánh gãy hắn. Ngươi hy vọng cả đời mình chỉ là nửa bước kiếm ý hư vô cảnh sao? Không muốn, thanh niên áo xám trả lời. Dương Diệp nói, thế nhưng ngươi cảm thấy một người dễ dàng buông tha, có thể đạt tới kiếm ý hư vô cảnh sao? Thứ cho ta nói thẳng, tuy ngươi cùng tất cả mọi người là nửa bước kiếm ý hư vô cảnh, nhưng kiếm ý của ngươi so với bọn hắn kém hơn rất nhiều, nếu như ngươi không cố gắng, kiên trì, cải biến, cả đời ngươi đều là nửa bước kiếm ý hư vô cảnh. Nói xong, Dương Diệp đưa tay ra nói. Đừng nói nhảm, là nam nhân, thì tiếp tục đi. Thanh niên áo xám nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó đưa tay ra kéo tay Dương Diệp có chút dùng sức, lập tức nhấc hắn lên nói. Tin tưởng ta, ngươi không bước được mình, thì vĩnh viễn sẽ không biết mình ưu tú đến cỡ nào. Nói xong, Dương Diệp quay người đi đến Vẫn Thần Sơn. Sau lưng Dương Diệp, thanh niên áo xám kia hít sâu một hơi, sau đó lại bước ra. Tuy cực kỳ cố sức, nhưng lúc này đây, hắn không có buông tha, mà cắn răng kiên trì. Dương Diệp không có đi nhanh, mà đi theo bên cạnh thanh niên áo xám nói. Xem, ngươi kiên trì thoáng một phát, lại đi nhiều như vậy rồi. Thanh niên áo xám nhẹ gật đầu, khóe miệng vui vẻ. Đi không sai biệt lắm 15 phút, thanh niên áo xám quay đầu nhìn về phía Dương Diệp nói. Ta gọi Tả Lãng, ngươi tên là gì? Dương Diệp cười nhẹ nói. Dương Diệp, Tả Lãng ngẩn người, sau đó lắc đầu nói. Người đã không muốn nói,
vậy coi như thôi. Bất kể như thế nào, đa tạ chỉ điểm của ngươi. Ngươi nói rất đúng, ta nên ép mình một chút. Khóe miệng Dương Diệp có chút co lại, còn không tin. Bọn hắn tăng thêm tốc độ rồi. Lúc này, Tả Lãng đột nhiên nói. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, tốc độ của Cầm Trúc Ngọc cùng Độc Cô Kiếm đang không ngừng nhanh hơn, hiện tại hai người cơ hồ đang chạy chậm. Về phần đám người Lâm Phàm cùng Huyễn Không thì bị xa xa quăng ra. Độc Cô Kiếm kia mạnh nhất. Tả Lãng nói. Dương Diệp nhìn Độc Cô Kiếm, khẽ gật đầu nói. Xác thực cũng không tệ lắm. Ta xem ngươi cũng rất lợi hại a. Tả Lãng đột nhiên nói. Dương Diệp mỉm cười nói. Còn có thể a. Tả Lãng nói. Ngươi đi trước đi, không cần chờ ta. Ta sẽ kiên trì đến khi mình bỏ xuống mới thôi. Dương Diệp nhìn thoáng qua Tả Lãng, sau đó nói. Ngươi là tán tu. Tả Lãng nhẹ gật đầu nói. Kỳ thật ở đây, mọi người không sai biệt lắm đều là tán tu. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Ta ở Lạc Vân Thành, về sau có cơ hội có thể tới Lạc Vân Thành chơi, mọi người có thể luận bàn kiếm đạo một chút. Nhất định. Tả Lãng cười nói. Dương Diệp cười cười, chỉ điểm Tả Lãng, là hắn nhất thời cao hứng. Chứng kiến đối phương buông tha, hắn có cảm xúc, bởi vì năm đó ở Kiếm Tông làm tạp dịch, hắn cũng từng nghĩ qua buông tha. Nhưng một khi buông tha, hậu quả là cái gì? Ở thế giới thực lực phi tôn này, không có thực lực cường đại, tùy thời có thể chết a. Buông tha rất dễ dàng, kiên trì lại khó khăn. Người, nhiều khi nên ép mình một chút, bức mình thoáng một phát, khi đó sẽ phát hiện, mình nguyên lai so với mình nghĩ còn muốn ưu tú. Giống như nhục thể của hắn, người khác chỉ thấy nhục thể của hắn cường đại, nhưng lại không biết, đó là chịu đựng qua thống khổ không thuộc mình đổi tấy. Nếu như hắn không chịu đựng những thống khổ kia, nhục thể của hắn có thể cường đại như thế sao? Hiển nhiên là không thể. Từ khi làm tạp dịch đến thánh giả bây giờ, Dương Diệp hắn vẫn luôn không ngừng ép mình. Dương Diệp khẽ lắc đầu, thu hồi suy nghĩ, sau đó nhìn về phía xa xa, lúc này Độc Cô Kiếm cùng Cầm Trúc Ngọc đã bỏ qua mọi người rất xa, cách Vẫn Thần Sơn không đến trăm trượng, nhưng tốc độ hai người cũng chậm lại, hơn nữa sắc mặt bắt đầu tái nhợt, thậm chí hai người mỗi một lần bước ra sẽ lưu lại dấu chân thật sâu. Đây là biểu hiện kiếm ý của hai người đỡ không nổi. Mà ở chung quanh hắn, rất nhiều người bước chân cũng chậm, rất nhiều người đi một bước, thậm chí dùng tới trăm tức thời gian. Bất quá để cho Dương Diệp âm thầm kinh ngạc là không có người nào buông tha, kể cả Tả Lãng trước kia, lúc này tất cả mọi người cắn răng trèo trống, có con mắt đã hiện đầy tơ máu. Những người này, rất không tồi a hát. Dương Diệp nhìn lướt qua mọi người, mặt mày buông xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Không tốt, Độc Cô Kiếm muốn vượt qua rồi. Lúc này, trong chàng không biết ai đột nhiên nói một câu, mọi người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy xa xa, Độc Cô Kiếm đã đuổi kịp và vượt qua Cầm Trúc Ngọc không sai biệt lắm nửa trượng. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt mọi người biến hóa, bọn hắn tự nhiên không hy vọng Độc Cô Kiếm thắng. Nhưng nhìn tình huống bây giờ, Độc Cô Kiếm thắng cơ hội rất lớn. Các ngươi xem, Cầm Trúc Ngọc ra tốc rồi. Lúc này, tốc độ của Cầm Trúc Ngọc càng lúc càng nhanh, khoảng cách giữa Độc Cô Kiếm cũng càng ngày càng gần. Ẩn ẩn có dấu hiệu đuổi kịp và vượt qua. Cứ như vậy, hai người ngươi truy ta đuổi, rất nhanh liền đi tới chân núi Vẫn Thần Sơn, mà thời điểm hai người mới vừa lên núi, một cỗ uy áp kinh khủng tựa như trời sập chút xuống, trực tiếp bắn hai người đến mặt đất. Phốc, phốc, hai người đồng thời phun ra một ngụm máu, hơn nữa thiếu chút nữa quỳ xuống, bất quá hai người vẫn chống được. Hai người ngẩng đầu nhìn, trong mắt đều có thần sắc kinh hãi. Sau một khắc, hai người lại xông lên, nhưng giống như lúc trước, lại bị chấn xuống. Không thể đi lên rồi. Hai người Huyễn Không đuổi tới phía sau nói. Lâm Phàm nhẹ gật đầu nói. Từ trước đến nay, có thể lên núi, không cao hơn 5 người. Về phần có thể đạt tới đỉnh núi, chưa bao giờ có, lợi hại nhất, cũng chỉ đi mấy trăm trượng mà thôi. Huyễn Không quay đầu nhìn về phía Độc Cô Kiếm nói. Tính toán thế hòa không phân thắng bại. Thế hòa không phân thắng bại, buồn cười. Độc Cô Kiếm cười lạnh, sau đó một cổ kiếm ý kinh khủng từ trong cơ thể hắn tuôn ra, sau khi cổ kiếm ý này xuất hiện, đám người Cầm Trúc Ngọc bị chấn lùi lại tầm 10 bước. Kiếm ý hư vô cảnh. Tất cả mọi người hoàn toàn phát mộng. Độc Cô Kiếm thả người nhảy lên, trực tiếp lên núi, nhảy ra mấy trượng, hắn quay người bao quát đám người Cầm Trúc Ngọc nói.
Ta là kiếm ý hư vô cảnh. Nói xong, hắn chỉ qua mọi người quát. Ta Độc Cô Kiếm, là kiếm ý hư vô cảnh. Ha ha. Mọi người vẫn còn trong lúc khiếp sợ, kể cả Cầm Trúc Ngọc. Kiếm ý hư vô cảnh, cùng nửa bước kiếm ý hư vô cảnh căn bản không phải một cấp bậc. Kiếm tu có thể hấp thu kiếm ý của đối thủ yếu hơn mình, nói cách khác, tất cả người ở đây là nửa bước kiếm ý hư vô cảnh, đối với Độc Cô Kiếm không tạo được uy hiếp gì, trừ khi bọn hắn không dùng kiếm ý hoặc kiếm khí. Nhưng một kiếm tu không sử dụng kiếm ý hay kiếm khí, cái kia vẫn là kiếm tu sao? Thua! Đây là ý niệm trong đầu đám người Huyền Không lúc này. Độc Cô Kiếm bao quát lấy mọi người, khóe miệng tươi cười nói. Trước kia, ta nói các ngươi yếu, các ngươi không tin, hiện tại tin chưa? Nói xong, Độc Cô Kiếm quay đầu nhìn về phía đỉnh núi, trong mắt tràn đầy lửa nóng nói. Ta nói rồi, vài vạn năm trước, thiên hạ là của kiếm vô cực, mà bây giờ, thiên hạ là của Độc Cô Kiếm ta. Đám người Huyền Không trầm mặc, thực lực của Độc Cô Kiếm bày ở chỗ này, bọn hắn lại xính miệng lưỡi, không có bất kỳ ý nghĩa. Lúc này, Độc Cô Kiếm đột nhiên quay đầu nhìn về phía đám người Huyền Không nói. Trước khi ta trèo lên đỉnh, các người có phải nên thực hiện điều kiện rồi hay không? Đến đây đi, quỷ A. Nghe vậy, sắc mặt đám người Huyền Không cực kỳ khó coi. Muốn đổi ý sao? Độc Cô Kiếm nói. Kỳ thật, kiếm ý hư vô cảnh cũng không có gì không dậy nổi. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Mọi người sững sờ. Lập tức quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Lời vừa rồi là Dương Diệp nói. Dương Diệp liếc nhìn mọi người, sau đó đi về phía Độc Cô Kiếm nói. Chỉ là kiếm ý hư vô cảnh mà thôi, vì cái gì không thể ít xuất hiện một chút. Như kiếm ý hư vô cảnh là vô địch thiên hạ vậy. Cũng không phải nói hắn trang bức, chỉ là ở trong mắt hắn xem ra, kiếm ý hư vô cảnh xác thực không có gì đặc biệt. Hắn bái kiến cường giả, nhiều lắm. Độc Cô Kiếm đột nhiên chỉ Dương Diệp, cười nói. Nhìn không được sao, trước kia ta quan sát qua ngươi, trong chàng ngoại trừ nữ nhân này, ngươi mạnh nhất, bất quá ngươi che giấu thực lực của mình. Dương Diệp lắc đầu nói. Ta không có ẩn giấu thực lực, chỉ là ngươi quá yếu, nhìn không ra mà thôi. Độc Cô Kiếm yếu. Trong chàng một mảnh xôn xao, mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Dương Diệp, Độc Cô Kiếm là kiếm ý hư vô cảnh a hát. Độc Cô Kiếm lĩnh ngộ kiếm ý hư vô cảnh yếu mà nói, vậy bọn họ tính toán cái gì? Một bên, Huyền Không yết hầu lăn tăn, sau đó nhẹ giọng hỏi Lâm Phàm bên cạnh. Băng Diệt, hắn đang thổi sao? Lâm Phàm nhìn thoáng qua Dương Diệp nói. Có chút không giống, hoặc là hắn như bức, hoặc là thổi như bức. Hỏi không rồi. Huyền Không trợn trắng mắt, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Ha ha! Lúc này... Độc Cô Kiếm đột nhiên cười phá lên, cười chỉ chốc lát, hắn nhìn về phía Dương Diệp nói. Biết không, ngươi mới vừa nói, là sự tình buồn cười nhất đời này ta nghe được, hiện tại ta còn muốn cười, ha ha. Nhìn Độc Cô Kiếm điên cuồng cười to, Dương Diệp có chút im lặng. Hắn lắc đầu nói. Không nói những sự tình này, chúng ta tỉ thí còn chưa kết thúc, cho nên quỷ gì đó, nói còn quá sớm. Xem ra ngươi là muốn đi ra làm chúa cứu thế rồi. Độc Cô Kiếm nhìn Dương Diệp vẫy vẫy tay nói. Vậy ngươi đi lên a hát. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó thả người nhảy lên, đã rơi vào cách Độc Cô Kiếm không xa, thời điểm mọi người ở đây cho rằng Dương Diệp cũng bị oanh xuống, Dương Diệp lại nhìn Độc Cô Kiếm giang tay ra nói. Xem, ta lên rồi. Mọi người. Dáng tươi cười trên mặt Độc Cô Kiếm biến mất, hắn nhìn Dương Diệp một lúc lâu nói. Ngươi là kiếm ý hư vô cảnh. Kiếm ý hư vô cảnh. Trong chàng lần nữa xôn xao, lại thấy kiếm ý hư vô cảnh. Tất cả mọi người là kiếm tu, tự nhiên biết rõ muốn đạt tới kiếm ý hư vô cảnh khó cỡ nào. Có thể nói, toàn bộ Minh Ngục Đại Lục hiện tại, trong tất cả kiếm tu, đạt tới kiếm ý hư vô cảnh, bọn hắn chỉ nghe qua một, bái kiến hai. Thấy hai cái ngay ở trước mặt bọn họ, mà nghe, dĩ nhiên là Dương Diệp. Bất quá bọn hắn cũng không biết, Dương Diệp ở ngay trước mặt bọn họ. Dương Diệp không có để ý Độc Cô Kiếm, mà quay đầu nhìn mọi người phía dưới nói. Kiếm ý hư vô cảnh rất giỏi sao? Nói đến đây, Dương Diệp không chờ mọi người trả lời, tay phải chỉ vào Vẫn Thần Sơn nói. Không, kiếm ý hư vô cảnh một chút cũng không giỏi, thấy được không? Dù cho kiếm ý đạt tới trình độ như kiếm vô cực, y nguyên bị người giết chết, cho nên,
các ngươi cảm thấy kiếm ý hư vô cảnh rất giỏi sao? Mọi người trầm mặc. Lúc này, Độc Cô Kiếm đang muốn nói chuyện, Dương Diệp lại đột nhiên nhìn về phía hắn nói. Ngươi trước câm miệng, đợi tí nữa ta sẽ nói với ngươi. Làm càn. Độc Cô Kiếm giận dữ, Độc Cô Kiếm hắn khi nào bị vũ nhục như thế. Mà lúc này, Dương Diệp hóa thủ làm kiếm mạnh mẽ bổ một phát, một đạo kiếm khí kích xạ ra. Độc Cô Kiếm biến sắc, hắn không nghĩ tới Dương Diệp rõ ràng dám xuất thủ ở chỗ này, mặc dù có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng hắn phản ứng lại không chậm, lập tức bấm tay vẽ một cái, một đạo kiếm khí điện xạ ra, cùng kiếm khí của Dương Diệp oanh lại với nhau. Oanh! Một âm thanh nổ tung vang lên, ở trong ánh mắt của mọi người, Độc Cô Kiếm bị đẩy lui gần 10 trượng. Độc Cô Kiếm ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, trong mắt mang theo một tia khiếp sợ, hắn không nghĩ tới mình lại bị một kiếm tu đánh lui. Phía dưới, mọi người cũng sửng sốt, tất cả mọi người nhìn về phía Dương Diệp, trong mắt mang theo khiếp sợ cùng hiếu kỳ, bất quá còn có một tia phẫn nộ. Ngươi dám động thủ ở chỗ này? Một gã kiếm tu cả giận nói. Vẫn thần di tích là cấm địa trong lòng người đại lục, đặc biệt là đối với kiếm tu bọn họ. Bởi vậy, mặc kệ cường giả nào cũng không dám động thủ ở chỗ này, về phần kiếm tu, lại càng không có người như vậy. Bởi vì động thủ ở chỗ này, theo bọn hắn nghĩ là không tôn trọng kiếm vô cực. Dương Diệp không có để ý kiếm tu kia, mà quay đầu nhìn thoáng qua Độc Cô Kiếm đang muốn động thủ. Muốn động thủ, có thể, bất quá người đợi một chút, ta có vài lời muốn nói, người đợi ta nói xong chúng ta lại giải quyết chuyện tình giữa chúng ta. Ta cảnh cáo ngươi. Nếu người dám đánh gãy ta nói chuyện, ta nhất định đánh đến mẹ ngươi cũng không nhận ra. Sắc mặt Độc Cô Kiếm khó coi, hắn cười lạnh nói. Ngươi nói, ta cho ngươi nói, Độc Cô Kiếm ta sẽ cho đối thủ cơ hội nói di ngôn. Dương Diệp bỏ qua Độc Cô Kiếm, quay đầu nhìn về phía đám người cầm trúc ngọc nói. Ta ở chỗ này động thủ, các ngươi rất phẫn nộ, ta hiểu, bởi vì các ngươi tôn kính kiếm vô cực, hắn cũng đáng được tôn kính. Nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết, để các ngươi không phải tôn kính hắn, các ngươi là kính sợ hắn. Cái này có khác nhau sao? Phía dưới, Huyễn không nói. Đương nhiên là có khác nhau. Dương Diệp nói, C. Các ngươi kính sợ hắn, hắn là thần, trong nội tâm tiềm thức cảm thấy cả đời mình không đạt tới loại độ cao kia, hoặc cảm thấy có thể đạt tới độ cao kia là tốt rồi. Ở trong lòng của các ngươi, hắn là một ngọn núi cao. Một ngọn núi cao không cách nào vượt qua, đúng hay không? Cái này có vấn đề. Huyễn không lại hỏi. Dương Diệp cười nói. Đương nhiên là có vấn đề, ta nói cho các ngươi biết, ở trong nội tâm các ngươi, có một ngọn núi cao không cách nào vượt qua, các ngươi sẽ vĩnh viễn chỉ có thể là thành tựu như vậy. Nói đến đây, Dương Diệp đột nhiên chỉ Độc Cô Kiếm nói. Biết rõ vì cái gì hắn có thể đạt tới kiếm ý hư vô cảnh không? Biết rõ vì cái gì hắn mạnh hơn các ngươi không? Mọi người trầm mặc. Độc Cô Kiếm nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp nói. Trong mắt của ta, cá nhân ta xem ra, các ngươi cùng hắn khác nhau ở chỗ này. Hắn chưa bao giờ coi kiếm vô cực là thần. Trong lòng của hắn thời thời khắc khắc đều nghĩ kiếm vô cực căn bản không là cái gì. Ta nhất định phải siêu việt hắn. Tuy hắn tự tin, hoặc nói là tự đại, nhưng hắn không tự ti, trong lòng hắn. Kiếm vô cực không phải một núi cao không thể vượt qua, mà là đá kê chân của Độc Cô Kiếm hắn. Mà các ngươi thì sao? Mọi người. Độc Cô Kiếm lại nhìn thoáng qua Dương Diệp, vẫn không nói chuyện. Dương Diệp quét nhìn mọi người nói. Kiếm giả, không sợ không sợ. Trong lòng các ngươi có sợ, làm sao du ngoạn sơn thủy kiếm đạo đỉnh phong. Mọi người trầm mặc như trước, nhưng tay của rất nhiều người lại nắm lại, cầm trúc ngọc cũng thế. Lúc này. Dương Diệp lại nói, chúng ta có thể kính người, kính thiên, kính địa, nhưng chúng ta không thể sợ người, sợ thiên, sợ địa. Kiếm giả, chỉ cần kiếm nơi tay, sẽ không sợ thế gian hết thảy, chỉ cần người dám ngăn ta, là giết người, hoặc hủy thiên diệt địa. Mọi người vẫn trầm mặc, nhưng rất nhiều người trong mắt lại nhiều hơn rất nhiều sắc thái trước kia chưa bao giờ có. Dương Diệp chỉ vào đỉnh Vẫn Thần Sơn, lại nói, hắn vì đại lục hy sinh. Chúng ta nên kính hắn, nhưng chúng ta không nên để cho hắn thành tâm ma của mình. Năm đó hắn có thể mạnh như vậy, vì cái gì chúng ta không thể làm được? Đều là người, ai lại kém ai? Các ngươi cảm giác mình kém sao? Dù sao ta không cảm giác mình kém, trong lòng ta là nam nhân sớm muộn gì cũng sẽ siêu việt hắn.
nói rất hay. Lúc này, Lâm Phàm ở phía dưới đột nhiên nhìn Dương Diệp nói. Ngươi nói không sai, những năm gần đây, rất nhiều người chúng ta đã nhập ma chướng, đáng tiếc chúng ta còn không tự biết. Kiếm tu, không sợ không sợ, mà chúng ta, lại vẫn còn sợ một người đã chết vài vạn năm, có loại tâm tính này, làm sao có thể đạt tới kiếm ý hư vô cảnh. Đúng. Huyễn không cũng nói. Những năm này lão tử thật sống vô dụng rồi, bà ngoại ơi, ta nói vì sao ta không có đạt tới kiếm ý hư vô cảnh, nguyên lai là có chuyện như vậy, nếu ta sớm suy nghĩ cẩn thận, hiện tại chỉ sợ lão tử đã trên kiếm ý hư vô cảnh rồi. Ngươi không thổi sẽ chết sao? Lâm Phàm trừng Huyễn không? Nghe vậy, trên mặt mọi người lập tức hiện ra dáng tươi cười. Dương Diệp cũng cười cười, hắn không nói nhảm nữa, quay đầu nhìn về phía Độc Cô Kiếm nói. Ngươi không phải muốn so sao? Hiện tại, chúng ta tới so một chút. So như thế nào? Độc Cô Kiếm không cam lòng yếu thế. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn Vẫn Thần Sơn nói. Nhìn xem người nào đi xa hơn, như thế nào? Tiền đặt cược vẫn như vừa rồi. Độc Cô Kiếm nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Bắt đầu. Độc Cô Kiếm. Dương Diệp cười cười nói. Bắt đầu. Nói xong, ở trong ánh mắt của mọi người, thân hình Dương Diệp cùng Độc Cô Kiếm khẽ động, lao về phía đỉnh núi. Sau đó, mọi người hóa đá rồi. Vì cái gì? Bởi vì tốc độ của Dương Diệp nhanh, quá nhanh. Nếu như nói Độc Cô Kiếm là chạy, như vậy Dương Diệp là bay. Không đến mấy hơi, Dương Diệp liền trực tiếp bỏ qua Độc Cô Kiếm gần trăm trượng. Trăm trượng? Này đâu phải so, đây là đang khi dễ người a. Độc Cô Kiếm ngừng lại, hắn nhìn Dương Diệp, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin. Mọi người ở phía dưới cũng như thế. Đều là kiếm ý hư vô cảnh, vì sao chênh lệch lớn như vậy? Đây là ý nghĩ trong đầu mọi người. Mặc dù kiếm ý của Dương Diệp chỉ là kiếm ý hư vô cảnh, nhưng kiếm ý của hắn là hư vô cảnh đỉnh phong, có thể nói, kiếm ý hư vô cảnh của hắn mạnh hơn Độc Cô Kiếm rất nhiều, hơn nữa tăng thêm thân thể thần biến cảnh, Độc Cô Kiếm làm sao so. Lại càng không cần phải nói hắn còn có sát ý hư vô cảnh cùng kiếm vực. Không cần thân thể, sát ý hư vô cảnh và kiếm vực, bằng vào kiếm ý là hắn có thể bỏ qua Độc Cô Kiếm mấy con phố. Độc Cô Kiếm nhìn Dương Diệp sửng sốt hồi lâu, cuối cùng trong mắt của hắn hiện lên vẻ quyết tuyệt, thân hình khẽ động đuổi tới. Chân núi, Cầm Trúc Ngọc nhìn Dương Diệp cùng Độc Cô Kiếm một lát, thân hình nàng cũng lướt lên Vẫn Thần Sơn, nhưng nhiều lần đi lên đều bị oanh xuống dưới. Nhưng nàng không có buông tha. Một lần lại một lần xông lên, cho dù khóe miệng nàng đã tràn ra vết máu, nhưng nàng như trước không có buông tha, cứ như vậy, té rồi lại đứng lên tiếp tục xông. Rốt cục, không biết đã thất bại bao nhiêu lần. Oanh! Một cổ kiếm ý kinh khủng đột nhiên từ trong cơ thể Cầm Trúc Ngọc tuôn ra, khi cỗ kiếm ý này tuôn ra, nàng đứng vững bước chân, không có bị oanh xuống dưới nữa. Kiếm ý hư vô cảnh. Trong tràng một mảnh xôn xao. Cầm Trúc Ngọc lau máu tươi ở khóe miệng, trong mắt nàng, là hưng phấn còn có một tia lửa nóng. Không có dừng lại, thân hình nàng khẽ động, đuổi theo Dương Diệp cùng Độc Cô Kiếm. Chân núi, yết hầu của Huyễn không lăn tăn, sau đó nói. Lãnh diệt, như vậy cũng có thể. Hai tay Lâm Phàm nắm lại, hắn nhìn đám người Dương Diệp nửa ngày, sau đó quay đầu hỏi Huyễn không nói. Vì cái gì bọn hắn có thể, chúng ta lại không thể. Huyễn không mấp máy miệng nói. Có lẽ, đúng vậy, vì cái gì bọn hắn có thể, chúng ta không thể. Lão tử không phục. Lên không? Lâm Phàm hỏi. Huyễn không hít sâu một hơi nói. Lên. Ai buông tha, người đó là cháu trai. Lâm Phàm nói. Ta sợ ngươi sao? Huyễn không nói xong, thân hình xông tới, Lâm Phàm cũng lập tức vọt tới. Không có ngoài ý muốn, hai người bị oanh xuống. Nhưng hai người không có buông tha, đứng lên tiếp tục xông lên. Một lần lại một lần. Rất nhanh, ngày càng nhiều kiếm tu bắt đầu xông lên, tuy một lần lại một lần bị oanh xuống, nhưng bọn hắn như trước không có buông tha. Dưới chân Vẫn Thần Sơn, các kiếm tu không ngừng xông lên Vẫn Thần Sơn, tràng cảnh này có chút đồ sộ, phải nói thê thảm, bởi vì có người bị kiếm ý của Vẫn Thần Sơn oanh xuống, cơ hồ là mình đầy thương tích. Dù như vậy, vẫn không có người vứt bỏ. Một lần đón lấy một lần đứng lên tiếp tục xông. Vì cái gì người khác có thể, mình lại không thể. Đây là ý nghĩ trong tâm những kiếm tu này.
Kiếm tu có thể đạt tới nửa bước kiếm ý hư vô cảnh, thiên phú sao sẽ yếu? Hoặc là nói, thiên phú của rất nhiều người ở đây thậm chí trên Dương Diệp, nhưng bọn hắn lại thiếu khuyết tính chơi liều như Dương Diệp. Một người, nếu như đối với mình cũng hung ác, hắn tuyệt đối không phải một dòng nhân. Trên Vẫn Thần Sơn, tốc độ của Dương Diệp càng lúc càng nhanh, không đến 15 phút, Dương Diệp đã vượt lên trước Độc Cô Kiếm mấy trăm trượng, hơn nữa tốc độ không có giảm bớt chút nào, như trước bảo trì tốc độ kia. Mà ở phía sau hắn, tốc độ của Độc Cô Kiếm thì dần dần chậm lại, ánh mắt của hắn vẫn nhìn Dương Diệp càng ngày càng xa, trong mắt đã không có khiếp sợ cùng khó tin, có chỉ là hung ác. Ở phía sau hắn là Cầm Trúc Ngọc, tốc độ của nàng càng lúc càng nhanh, sắp muốn đuổi kịp Độc Cô Kiếm. Ánh mắt của nàng cũng đang ngó chừng Dương Diệp, trong mắt đồng dạng là hung ác. Đối với loại người tâm cao khí ngạo như Độc Cô Kiếm cùng Cầm Trúc Ngọc, bọn hắn sao lại đơn giản chịu thua. Nhưng tốc độ của hai người bọn họ lại càng ngày càng chậm, mà tốc độ của Dương Diệp không chỉ không chậm, ngược lại càng lúc càng nhanh. Mà đám người Huyễn Không, sau khi kinh nghiệm vô số lần thất bại, Huyễn Không cùng Lâm Phàm còn có vài tên kiếm tu khác có thể ở trên Vẫn Thần Sơn đi vài bước. Nhưng bọn hắn không có đi ra bao nhiêu lại bị oanh xuống. Tuy như thế, nhưng trong con mắt bọn họ càng lửa nóng. Bởi vì trước đây, bọn hắn căn bản không nghĩ tới muốn lên núi. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn quá yếu, khẳng định lên không nổi. Nhưng hiện tại, bọn hắn có thể lên, không chỉ có thể đi lên, còn có thể đi một khoảng cách. Giờ khắc này, bọn hắn chính thức minh bạch một đạo lý, không phải bọn hắn không được, mà là trước kia bọn hắn cảm giác mình không được, hoặc là nói, trong lòng bọn họ, vẫn cảm thấy mình không bằng Kiếm Vô Cực, bởi vậy căn bản không dám có chút ý nghĩ khiêu chiến hắn. Ở trong lòng thiết chí cho mình một ngọn núi cao không thể vượt qua, dưới loại tâm tính này làm sao phát triển. Kiếm tâm thông minh, ý niệm hiểu rõ. Có rất ít người có thể chính thức làm được hai điểm này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 91.